Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Tập 116. Sự thật lại chứng minh, coi như là Mực Bạo Quân song đao là tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong một kiện, nhưng hắn còn là song đao, mà không phải một cây đao. Hai chân đều dẫm lên một chuôi bảo đao tới đây ngự đao phi hành là kiện kỹ thuật sống, không có nhất định kỹ xảo rất khó làm được. Tống Thư Hàng tại ngự đao phi hành phương diện chỉ có thể coi là tay mơ, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là cái vừa bắt được ngự đao phi hành bằng lái hơn một tháng tân thủ, coi như là hắn bây giờ là ngũ phẩm cảnh giới, cũng không cách nào cải biến hắn vừa học được ngự đao phi hành không bao lâu sự thật. Hai chân đều dẫm lên một chuôi bảo đao phi hành về sau, phi hành phương hướng không có vấn đề, nhưng hai thanh Mực Bạo Quân đao ở giữa khoảng cách cũng không tốt khống chế. Tựa như hiện tại, Tống Thư Hàng hai tay ôm trước ngực, nguyên bản chuẩn bị xinh đẹp bay một sóng. Tại hắn tưởng tượng bên trong, bản thân hẳn là hai chân đạp song đao, đặc thù cao thủ khí chất. Nhưng bay lên, tư thế liền thay đổi. Bởi vì hai thanh Mực Bá Quân bảo đao khoảng thời gian, bắt đầu kéo lớn. Mà theo hai thanh bảo đao ở giữa khoảng cách càng lúc càng lớn, Tống Thư Hàng chỉ có thể tận lực đem hai chân của mình dạng thẳng chân ra. Nhất định may mắn, hắn bây giờ thân thể có thể nói là qua muôn ngàn thử thách thân thể. Cường đại tạm thời thân thể mang cho hắn một đôi có thể đối với chống đỡ vật lý định luật hai chân. Vì vậy hiện tại, hắn có thể hướng mọi người biểu thị hạng nhất thần kỹ. Kỳ danh là, cấp sử thi soạc chân. Tống Thư Hàng hai chân càng bổ càng lớn, cuối cùng soạc thành chữ mã ma thẳng tắp thẳng tắp. Mực Bạo Quân song đao cực nhanh tiến lên. Tống Thư Hàng hai tay ôm trước ngực, một mặt nghiêm túc. Hai chân của hắn ngang lấy bổ ra, hiện ra hoàn mỹ từng chữ. Phía trước, bảo đao phách toái vòng bảo hộ bên trong giam giữ nhím biển chiến sĩ lớp trưởng. Nhím biển chiến sĩ lớp trưởng đột nhiên không biết phải như thế nào hình dung tâm tình của mình bây giờ. Xoắn suýt, mất mát, tuyệt vọng, ta chủ Hải Vương, vậy mà hướng dạng này một cái đùa bức thỏa hiệp. Thật tốt chỉ đường, Tống Thư Hàng hai tay ôm trước ngực, trầm giọng nói, nếu như mang sai đường lời nói, người nhất định phải chết. Nhím biển chiến sĩ lớp trưởng, anh hùng nhím biển chiến sĩ. Tuyệt đối không khuất phục tại cường quyền. Bất quá nhìn tại bá Tống Huyền Thánh là ta chủ Hải Vương chỉ định bằng hữu trên mặt mũi, ta liền miễn cưỡng cho hắn dẫn đường đi. Phía trước thẳng tuốt đến một tòa đá san hô, tiếp đó hướng tây mặt phương hướng tiến lên, có thể rời đi hỗn loạn hải vực. Lại nói tiếp, chúng ta có thể sử dụng điện thoại hướng dẫn, đến một tòa kêu Lan Tây đảo đảo nhỏ. Tòa này đảo nhỏ khoảng cách Điền Thiên đảo cũng rất gần. Nhím biển chiến sĩ lớp trưởng trả lời. Đá san hô, là tòa này sao, thấy được, hết tốc độ tiến về phía trước, Tống Thư Hàng nói. Bảo đao phách toái cùng Mực Bạo Quân song đao đột nhiên tăng tốc, điên cuồng đột tiến. Tính toán thời gian lời nói, hôm nay là thứ hai, quốc khánh ngày nghỉ đã chấm dứt, đã khôi phục đi học. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Trường học phương diện, Bạch Tiền Bối đã một lần nữa phái Thụ Yêu Khinh Vũ tiến về trước, thay thế Tống Thư Hàng lên lớp. Ban đầu Tống Thư Hàng muốn phái phân thân của mình đi thay thế mình lên lớp. Phân thân của hắn cùng Bạch Tiền Bối khác nhau, không có độc lập nhân cách, hoàn toàn do bản thể tới đây sắp đặt. Từ phân thân để thay thế hắn lên lớp lời nói, liền không cần lo lắng lộ ra kẽ hở. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công sửa chữa bản ba còn không xác định là không hoàn mỹ. Ngộ nhỡ ngày nào đó, bản thể đột nhiên lại nổ lời nói. Phân thân cũng sẽ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí có nhất định được tỷ lệ, liền phân thân cũng sẽ muốn nổ tung lên, máu chảy trên đất. Nếu như đang đi học bên trong, phân thân đột nhiên muốn nổ tung lên, tung tóe chung quanh các bạn nhỏ một thân máu lời nói, trường học lão sư cùng đồng học phải có bao nhiêu bóng ma trong lòng. Vì vậy cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn còn trước từ Liễu Thụ Yêu Khinh Vũ thay thế Tống Thư Hàng đi học. Hy vọng không muốn ra cái gì nhiễu loạn mới tốt. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Giang Nam Đại học thành. Thụ Yêu Khinh Vũ lại là người thứ nhất rời giường. Nàng đã ngũ phẩm cảnh giới, vì vậy căn bản không cần ngủ. Buổi tối nàng đều là nằm ở trên giường nhắm mắt minh tưởng tu luyện. Rời giường về sau, nàng vốn là kiểm tra đo lường một chút trên người mình huyễn thuật, xác định bản thân ngụy trang Tống Thư Hàng bộ dáng không có vấn đề. Đón lấy, nàng lại xuống lầu. Vì bá Tống Huyền Thánh ba cái bạn cùng phòng mua bữa sáng. Bởi vì Bạch Tiền Bối cho nàng đầy đủ hoạt động tiền vốn, Khinh Vũ mua lên đồ vật tới đây tuyệt không chùn tay,
coi như là bữa sáng cũng muốn mua đầy đủ phong phú. Có đôi khi nàng thậm chí sẽ chạy đến đại học năm bên ngoài phố mỹ thực, vì bạn cùng phòng mang bữa sáng. Cho bạn cùng phòng mang thật sớm bữa ăn về sau, nàng lại ngồi vào bên cửa sổ bên trên, hưởng thụ ánh sáng mặt trời. Ánh mặt trời chiếu sáng tại trên người nàng, đối với nàng mà nói đây chính là vô cùng hưởng thụ sự tình. Cao Mỗ Mỗ mơ mơ màng màng tỉnh lại, Thư Hàng, người lại sớm như vậy rời giường. Thụ Yêu Khinh Vũ lộ ra một cái mê người mỉm cười, bởi vì gần nhất có chút ngủ không được, vì vậy rất sớm đã rời giường. Mặt khác hôm nay ánh sáng mặt trời rất tuyệt, ta muốn nhiều phơi một lát, dạng này tác dụng quang hợp hiệu quả sẽ tốt điểm. Cao Mỗ Mỗ, tác dụng quang hợp, Thư Hàng ngươi là người A, cũng không phải đại thụ, ngươi có thể quang hợp cái giám A, chẳng lẽ ngươi còn tưởng tượng đại thụ chế tạo dưỡng khí hay sao? Bữa sáng ta đã thay mọi người mua xong rồi, bất quá thời gian còn sớm, một lát lại kêu Thổ Ba cùng Dương Đức rời giường ăn cơm. Thụ Yêu Khinh Vũ một lần nữa đổi cái vị trí, tiếp tục phơi nắng. Nàng hiện tại có chút may mắn mình bị Bạch Thánh bắt được hiện thế làm sủng vật cửu u thế giới sao có thể hưởng thụ đến như vậy bổng ánh mặt trời. Cao Mỗ Mỗ gãi gãi đầu, cảm ơn a, gần nhất mỗi ngày đều là ngươi chuẩn bị bữa sáng. Mấy người chúng ta, khách khí cái gì? Thụ Yêu Khinh Vũ mỉm cười nói. Cao Mỗ Mỗ hặc hặc cười cười. Gần nhất luôn cảm giác Thư Hàng tiểu tử này, biến rất cẩn thận. Đặc biệt là tại một ít sinh hoạt chi tiết nhỏ bên trên. Có chút nữ tử lực lượng 10 phần cảm giác. Tại sao sẽ có biến hóa lớn như vậy? Chẳng lẽ là yêu thương? Cao Mỗ Mỗ gãi gãi đầu, đi trước tắm giặt. Sau đó không lâu, Dương Đức cùng Thổ Ba cũng lần lượt tỉnh lại. Trong phòng vệ sinh, Cao Mỗ Mỗ ba người chen lấn thành một hàng tắm giặt. Lại nói, gần nhất luôn cảm giác Thư Hàng cười lên lúc, đặc biệt cổ quái. Thổ Ba nói, Dương Đức nhẹ gật đầu. Nguyên lai người cũng có loại cảm giác này a, ta cũng thế. Mỗi khi Thư Hàng cười lên lúc, ta đều có loại Thư Hàng không phải nam tử là muội tử ảo giác. Ta cũng thế, Cao Mỗ Mỗ gật đầu nói. Ba người trầm mặc lại. Muốn không hẹn cái thời gian đi xem bác sĩ tâm lý. Dương Đức nói. Các người đi thôi, ta có nhà y. Cao Mỗ Mỗ nói. Thổ Ba, không thể nhẫn nhịn. Sáng sớm liền đút người ăn thức ăn cho chó là cái gì tâm tính. Dương Đức nói. Thổ Ba mỉm cười, nói, trên thực tế, ta cũng sắp thoát FA. Hi hi hi, Dương Đức, ni mã, thì ra sáng sớm chỉ có một mình ta ăn tràn đầy thức ăn cho chó. Bên cửa sổ bên trên, Thụ Yêu Khinh Vũ sờ sờ cằm, nàng móc ra một mặt tấm gương, đối với tấm gương lộ ra một cái dáng tươi cười. Kỳ quái, nụ cười này không có vấn đề đi, cùng trong trí nhớ bá Tống Huyền Thánh nụ cười ôn hòa giống như đúc nữa a. Khinh Vũ nghi ngờ nói. Nàng đã tại tận lực bắt chước bá Tống Huyền Thánh, dạng này cũng còn bị bạn cùng phòng nhìn ra quái dị. Không nghĩ tới một cái trong tươi cười đều bao hàm nhiều như vậy tin tức. Đoạn thời gian trước nàng thật vất vả từ bỏ đi bộ nữ tính hóa tư thế, không nghĩ tới thiếu chút nữa lại tại một cái trong tươi cười lộ ra nhánh cây. Nàng còn muốn tiếp tục cố gắng a. Nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, Bạch Thánh nói muốn thưởng nàng, mang nàng đi ngũ thải trì. Để nàng triệt để thoát thai hoán cốt. Đến lúc đó, nàng có thể hóa thành nhân hình. Nỗ lực lên, nhiệm vụ chấm dứt phía trước, tuyệt đối không thể lộ ra nhánh cây, bị người phát hiện. Thụ Yêu Khinh Vũ đối với tấm gương cong lên cái miệng nhỏ nhắn, nỗ lực lên, ngươi là tốt nhất. Một màn này, vừa lúc bị tắm giặt xong sau, đi ra ba cái bạn cùng phòng thấy được. Có lẽ đi xem bác sĩ tâm lý chính là Thư Hàng, mà không phải chúng ta. Ý nghĩ này đồng thời hiện tại ba người trong đầu. Bên kia, tại nhím biển chiến sĩ trưởng lớp dưới sự dẫn dắt, Tống Thư Hàng rốt cuộc thành công rời đi cái kia phiến hỗn loạn hải vực. Tại lao ra hỗn loạn hải vực trong nháy mắt, hắn có loại toàn thân một nhẹ cảm giác. Cái mảnh này hỗn loạn hải vực bên trong, có lẽ là một mảnh bảo địa cũng không nhất định. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhìn về phía sau lưng hải vực. Có thể làm cho hạch tâm thế giới liên hệ trì hoãn địa phương. Cũng chỉ có thiên kiếp thế giới, thiên đạo phòng tối các loại địa phương đặc thù. Có lẽ lại là một chỗ trường sinh giả cấp bậc bảo địa. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Rời đi hỗn loạn hải vực về sau, hạch tâm thế giới cùng hắn câu thông khôi phục như lúc ban đầu. Thư Hàng, người kêu ta có việc, quy tiền bối thanh âm theo trong hạch tâm thế giới truyền đến. Lúc trước có chút việc, hiện tại không sao. Tống Thư Hàng nói. Quy tiền bối.
Lúc trước tại đáy biển thời gian cùng Bạch tiền bối thất lạc, muốn mời Quy tiền bối ngươi đi ra hỗ trợ, bất quá không nghĩ tới hỗn loạn hải vực bên trong che đậy hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng nói, có thể che đậy hạch tâm thế giới hỗn loạn khu vực. Lão Phu tung hoành năm sông bốn biển nhiều năm, chưa từng nghe qua cái gì hỗn loạn hải vực a. Quy tiền bối nghi hoặc. Tống Thư Hàng, có lẽ là Quy tiền bối ngươi ngủ say trong lúc trong đi ra khu vực đi. Một khu vực như vậy trong không có tín hiệu, cũng tìm không thấy Bạch tiền bối. Vì vậy, ta chuẩn bị trực tiếp đi Điền Thiên Đảo đi chờ đợi Bạch tiền bối. Tốt, có việc lời nói gọi ta. Chỉ cần tại hải vực, ta có thể giúp ngươi giúp một tay, nói như thế nào ta cũng là rùa biển. Quy tiền bối nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Tại nhím biển chiến sĩ trưởng lớp dưới sự dẫn dắt, tại tiếp cận buổi trưa, Tống Thư Hàng thuận lợi đến Lan Tây Đảo. Đây là một chỗ phồn hoa đảo nhỏ, phong cảnh ưu mỹ, có thể coi như là du lịch thắng địa. Lan Tây Đảo khoảng cách Điền Thiên Đảo rất gần. Trên đảo sinh hoạt đều là người bình thường. Nghe nói Lan Tây Đảo sở dĩ sẽ như thế phồn vinh, là Điền Thiên Đảo ở sau lưng nâng đỡ. Nhím biển chiến sĩ lớp trưởng lên tiếng nói, Lan Tây Đảo xa hơn Tây Nam phương hướng tiến lên, liền là Điền Thiên Đảo. Bất quá có bảo vệ đảo đại trận tại, ngoại nhân căn bản vào không được. Được rồi, dẫn ta đến nơi đây, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút, nói, có muốn hay không cho ngươi cái ban thưởng? Không không không, không cần, cảm ơn bá Tống Thánh Quân. Nhím biển chiến sĩ lớp trưởng ôm bụng, nhanh chóng lắc đầu, bá Tống Thánh Quân không có chuyện lời nói, ta liền đi trước. Dứt lời, nhím biển chiến sĩ lớp trưởng chạy đi như bay rớt bá Tống Huyền Thánh lễ vật, nhất định là cái kia đi. Tống Thư Hàng thu hồi phách toái đao cùng mực bạo quân song đao. Tiếp đó, hắn theo tay chuỗi trong không gian móc ra điện thoại di động của mình, leo lên Cửu Châu Nhất Hào quần, soát tin tức. Bá đao Tống Nhất, Điền Thiên đảo chủ, Điền Thiên tiền bối, ta đã đến Lan Tây đảo. Cái thứ nhất trả lời hắn không phải là Điền Thiên đảo chủ, mà là Bắc Hà tiền bối. Là Bắc Hà tán nhân, ồ, Thư Hàng ngươi không phải cùng Bạch tiền bối cùng đi hỗn loạn hải vực sao? Làm sao nhanh như vậy liền đến Lan Tây Đảo? Lan Tây Đảo liền là Điền Thiên Đảo phụ cận cái kia đi. Ngu xuẩn Bắc Hà A, người quên Bạch tiền bối không gian thiên phú sao? Hắn cùng Thư Hàng tiểu hữu mạo hiểm sau khi kết thúc, một cái không gian nhảy, có thể đến Lan Tây Đảo. Đồng quái tiên sư diễu cợt nói. Bắc Hà tán nhân, bá đao Tống Nhất, khụ, không phải đồng quái tiền bối tưởng tượng dạng này. Trên thực tế, ta cùng Bạch tiền bối tách rời. Tách rời. Lệ Chi tiên tử một mặt mộng bức, tu sĩ cùng tu sĩ hai bên, muốn làm sao thao tác năng lực thất lạc. Bạch tiền bối trên đường đột nhiên một cái không gian nhảy chạy mất. Lúc ấy trực tiếp lúc, Bạch tiền bối không phải muốn dẫn ta tiến hỗn loạn hải vực đi tìm cái kia dị quả à. Sau đó tiến vào hỗn loạn hải vực thời gian, chúng ta gặp được một cái lớn vòng xoáy. Lại nói tiếp, ta cùng với Bạch tiền bối tách rời. Tống Thư Hàng tâm tính thiện lương mệt mỏi. Điền Thiên đảo chủ. Người nào ta, ta đến. Điền Điềm phó đảo chủ, ta ngu xuẩn ca ca a, là bá Tống đạo hữu tới, hắn tại Lan Tây đảo bên trên đợi. Bá đao Tống Nhất, bá Tống đạo hữu người trước tiên ở Lan Tây đảo bên trên chơi một lát. Ta đây vừa có chút việc vội vàng, một lát, ta phái người an bài đạo hữu ở lại nghỉ ngơi. Có thể sẽ cần một chút thời gian. Điền Thiên đảo chủ, Thư Hàng tiểu hữu, Bạch tiền bối cùng ngươi tách rời. Bá đao Tống Nhất, Điền Điềm phó đảo chủ, tốt. Ta đây trước dạo chơi, đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Điền Thiên đảo chủ, đúng vậy, tách rời. Bạch tiền bối còn đang ở hỗn loạn hải vực tháo dị quả, chờ hắn tháo đến dị quả về sau, có lẽ rất nhanh liền đã tới. Bắc Hà tán nhân, sẽ không ra sự tình đi. Lấy Bạch tiền bối số mệnh cùng tu vi, chắc có lẽ không gặp chuyện không may. Diệt Phượng công tử nói. Bắc Hà tán nhân, nhún vai biểu lộ, ta nói sẽ không ra sự tình đi. Chỉ cũng không phải là Bạch tiền bối A, mà là chỉ Thư Hàng tiểu hữu. Thư Hàng tiểu hữu bây giờ tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tu chỉnh ba còn không biết có thể hay không đột nhiên bạo tạc, Bạch tiền bối không tại bên người, an toàn của hắn sẽ không có bảo đảm. Quan trọng nhất là, lấy Bạch tiền bối số mệnh, muốn tìm dị quả lời nói, rất dễ dàng có thể tìm được đi. Tìm được về sau, lại ngắt lấy đến dị quả cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian đi. Vậy tại sao nửa ngày thời gian đều trôi qua, hắn còn không có theo hỗn loạn hải vực bên trong đi ra? Hướng xấu nhất địa phương suy nghĩ lời nói.
có phải hay không là Bạch Tiền Bối cái kia may mắn tránh hung năng lực lại đã phát động ra? Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Cũng không phải mỗi lần Bạch Tiền Bối đột nhiên rời đi, liền là tránh hung. Có đôi khi, đơn thuần là vì Bạch Tiền Bối đã tìm được càng thú vị, càng việc hay, quên mất thời gian. Còn có thể là vì Bạch Tiền Bối đột nhiên lĩnh ngộ được cái gì, tại chỗ bế cái tiểu quan cái gì, cũng có thể. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, ta vừa nói chuyện riêng Bạch Tiền Bối, chưa có hồi phục. Đánh hắn điện thoại cũng không có tín hiệu, có lẽ còn tại đằng kia phiến hỗn loạn hải vực bên trong. Điền Điềm đạo hữu, Điền Thiên đạo hữu, nếu như hai người các ngươi có thể tranh thủ thời gian, tại Bạch Tiền Bối trở về lúc trước, có thể bồi Thư Hàng một thời gian ngắn sao? Điền Thiên đạo chủ, Bá Tống đạo hữu công pháp đã xảy ra một ít vấn đề, nếu như vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, có người bồi ở bên cạnh hắn, cũng có thể tùy thời có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu trả lời. Hoàng Sơn tiền bối quả nhiên đáng tin. Ta tạm thời không tranh thủ được tới đây, Điền Điềm, người bên đó đây. Điền Thiên đảo chủ nói. Điền Điềm phó đảo chủ, ta cũng không được đây. Bằng không mà nói, ta nhất định muốn tự mình đi tiếp Bá Tống đạo hữu á. Tống Thư Hàng vội vàng nói, không cần lo lắng cho ta. Ta còn có một vị quy tiền bối, nếu như ra ngoài ý muốn, quy tiền bối cũng có thể tùy thời xuất thủ giúp ta giúp một tay. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, vậy là tốt rồi. Cái kia tại Bạch Tiền Bối trở về lúc trước, Thư Hàng tiểu hữu ngươi ở Lan Tây đảo bên trên chơi một lát đi. Hoặc là chờ Điền Thiên bọn họ chạy tới tiếp ngươi. Tống Thư Hàng, ta đây trước tiên ở trên đảo nhỏ dạo chơi, nơi đây phong cảnh rất không tồi. Bá Đao Tống Nhất, Thư Hàng tiểu hữu. Vừa có người hướng ta báo cáo, nhà của ngươi phụ cận xuất hiện một cái tán tu đạo nhân, hiện thân tiếp xúc người nhà ngươi. Đạo nhân này, ngươi nhận thức sao? Hằng Hỏa Chân Quân online, lên tiếng hỏi. Tán tu đạo nhân, ta cũng không nhận ra cái gì tán tu đạo nhân. Lớn lên dạng gì? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Đạo nhân kia cùng người nhà ngươi tiếp xúc phía sau rời đi rồi, ta phái người chú ý một chút chuyện này. Hằng Hỏa Chân Quân nói. Tống Thư Hàng. Cảm ơn Hằng Hỏa tiền bối. Hôm nay hắn đã ngũ phẩm cảnh giới, người nhà sự tình cũng có thể đăng lên nhật báo. Ừ, tìm một cơ hội báo tố người nhà mình là tu chân giả sự tình đi. Không khách khí, chờ Thư Hàng tiểu hữu sau khi ngươi trở lại, có rảnh đến chúng ta Nho Gia Kim Liên thế giới làm khách. Khuôn mặt tươi cười biểu lộ Hằng Hỏa chân quân nói. Nho Gia cũng ở đây học Tống Thư Hàng, đem viễn cổ thiên đình mảnh vụn chuyển vào đến Kim Liên trong thế giới. Bất quá quá trình cũng không thuận lợi. Cho nên muốn mời Tống Thư Hàng đi làm khách, nhìn xem có thể hay không tìm ra phương pháp giải quyết. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng trả lời, nói lên Nho Gia, hắn liền nhớ lại trong tay mình cái kia tấm Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn. Đây cũng là Nho Gia đồ vật. Tại trong nhóm lại hàn huyên một lát về sau, Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút, mở ra điện thoại danh bạ. Tại trong lòng sắp xếp xuống ngôn ngữ về sau. Hắn bấm Tống Mụ Mụ điện thoại. Chọn ngày không bằng gặp ngày, đã trong lòng có xúc động, không bằng hôm nay liền hướng Tống Mụ Mụ thoáng lộ ra một chút tu chân giới sự tình đi. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Này, Thư Hàng A, có chuyện gì? Ăn cơm xong sao? Tống Mụ Mụ lên tiếng hỏi. Đã ăn rồi, gần nhất trong nhà có khỏe không? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi trên thực tế, bởi vì dược sư tiền bối cái kia vài viên đan dược nguyên nhân, Tống Thư Hàng hiện tại bụng căng không được. Hoàn toàn ăn không vô bất kỳ vật gì. Rất tốt, không có việc gì, người không cần lo lắng. Tống Mụ Mụ cười nói. Tống Thư Hàng lại quanh co lòng vòng nghe ngóng trong nhà gần nhất có hay không có khách nhân sự tình. Bất quá, hắn không có đánh nghe ra cái kia tán tu đạo nhân sự tình. Có lẽ tại Tống Mụ Mụ trong ý thức, cái kia tán tu đạo nhân chỉ là đi ngang qua người qua đường. Điện thoại bên kia. Tống Mụ Mụ biểu lộ có chút nghiêm túc con trai trước kia tuy rằng cũng thường xuyên sẽ gọi điện thoại, hỏi trong nhà có phải hay không bình an. Nhưng hắn chưa từng có như hôm nay dạng này, lại nhải nhiều như vậy nhỏ vụn sự tình. Quả nhiên, bởi vì hai con nguyên nhân, con trai nhận lấy ảnh hưởng. Coi như là biểu hiện lại kiên định, đúng là vẫn còn sẽ chịu ảnh hưởng. Tống Mụ Mụ cảm giác mình đoán đến được nhi tử ý tưởng. Hiểu con không ai bằng mẹ nha. Đúng rồi, mẹ. Các ngươi tin tưởng trên thế giới này có siêu tự nhiên lực lượng sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Tống Mụ Mụ âm thầm gật đầu. Quả nhiên bị hai con nhân tố ảnh hưởng tới. Thời điểm này,
nàng cái này làm mẫu thân, muốn thật tốt an ủi con trai mới được, tuyệt đối không thể để cho trong lòng của hắn sinh ra bóng mờ. Thư Hàng, mụ mụ yêu thương ngươi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Tống mụ mụ ôn nhu nói. Tống Thư Hàng, không có chuyện gì đâu, mặc kệ kế tiếp trong nhà nhiều ra tới đây chính là đệ đệ còn là muội muội, mụ mụ yêu thương vĩnh viễn sẽ không cải biến. Tống mụ mụ tiếp tục an ủi. Tống Thư Hàng lập tức lệ rơi đầy mặt. Mụ mụ não động quá lớn, tư duy quá nhảy, siêu tự nhiên năng lực sự tình, tại sao sẽ cùng hai con nhắc lên quan hệ? Không phải, mụ mụ, ta không nghĩ nhiều, ta chỉ là gần nhất suy nghĩ. Tống Thư Hàng đột nhiên không biết mình kế tiếp muốn trả lời thế nào. Tiếp tục cùng Tống mụ mụ trò chuyện siêu tự nhiên năng lực chủ đề. Chỉ sợ Tống mụ mụ sẽ cho là hắn bởi vì hai con nguyên nhân, suy nghĩ nhiều quá. Còn là lần sau khi về nhà, lại tán gẫu cái đề tài này đi. Có một số việc, thông qua điện thoại tới đây giảng, căn bản giảng không rõ ràng lắm, càng nói càng loạn. Khụ, mụ mụ, ta chỗ này có chút việc, ta trước hết treo. Tống Thư Hàng nói, nghỉ ngơi thật tốt, không muốn suốt đêm xem phim, bảo trì tốt đẹp chính là làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Tống mụ mụ ôn nhu nói, Tống Thư Hàng, tốt, ta biết rõ. Sau khi cúp điện thoại, Tống Thư Hàng ngẩng đầu ngắm trời. Mà đổi thành một bên, Tống mụ mụ sau khi cúp điện thoại, suy nghĩ một chút bắt đầu ở trên mạng lục soát liên quan tới hai con tâm linh canh gà. Nàng chuẩn bị đem những thứ này tâm linh canh gà sửa đổi một chút, tiếp đó cấp phát Tống Thư Hàng, vì con trai làm tư tưởng công tác. Không thể hỏi ra cái kia tán tu đạo nhân nội tình, cũng không biết đối phương là trùng hợp tiếp xúc đến người nhà của ta, còn là cố ý gây nên. Tống Thư Hàng đưa tay ngoắc ngoắc. Đang tu luyện thước yêu tiểu thải bị hắn theo trong hạch tâm thế giới chuyển đi ra. Báo cáo sư phụ, ta hôm nay đã hoàn thành vung đao 10.000 lần tu luyện. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tu luyện tiến huống cũng tốt đẹp. Thực tiên yến hiệu quả thật sự là quá tuyệt vời. Tước yêu tiểu thải huy động cánh, báo cáo. Ngươi làm vô cùng tốt. Tống Thư Hàng vỗ nhẹ nhẹ tiểu thải, vi sư kế tiếp cấp cho ngươi một cái nhiệm vụ. Sư phụ rốt cuộc cấp cho ta bố trí nhiệm vụ. Ta đã chờ đợi ngày này đã lâu rồi. Theo thành sư phụ đệ tử về sau, một mực ngốc ở hạch tâm thế giới bên trong tu luyện, ta tự đợi đến triển khai tác dụng một ngày. Tiểu thải huy động cánh, cánh biến thành hắc thiết thần sắc, cánh trên ngọn còn hiện ra hàn quang. Nhiệm vụ của ngươi là bay trở về đến Văn Châu Thị, nhà của ta đi. Tiếp đó chú ý quan sát, nhìn xem có không có một cái nào tán tu đạo nhân tới gần nhà ta. Nếu có xuất hiện, ngươi không muốn kinh động hắn. Chỉ cần đem hình dạng của hắn ghi chép lại. Tống Thư Hàng nói. Không có vấn đề, sư phụ. Tiểu thải bày ra tư thế chào. Đi thôi, đúng rồi, người nhớ đường sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Tiểu thải nhẹ gật đầu, yên tâm đi, sư phụ. Trên người ta có một cái đặc thù phối trí toàn cầu hướng dẫn, trước kia tích góp thật lâu linh thạch mua. Tống Thư Hàng, ta đây xuất phát, sư phụ. Tiểu thải mở rộng cánh. Thân hình hóa thành màu sắc rực rỡ hào quang, thẳng vào mây xanh. Ta lời còn chưa nói hết đây. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Hắn còn chuẩn bị cùng tiểu thải tâm sự nhiệm vụ ban thưởng sự tình. Xuất phát từ Cửu Châu nhất hào quần thói quen, chấp hành nhiệm vụ dù sao cũng phải có ban thưởng mới được nha. Tính, ban thưởng liền tiểu thải hoàn thành nhiệm vụ sau lại nói đi. Tống Thư Hàng nói. Kế tiếp, tại trên đảo nhỏ dạo chơi đi. Bất quá. Một người đi dạo đảo nhỏ, luôn cảm giác có chút cô độc. Hắn lại nhìn mắt bản thân trong hạch tâm thế giới. Quy tiền bối, thông nương, chỉ còn cái đầu sở các chủ, đang tại bế quan tu luyện sở sở, còn có đang ngủ say Lý Âm Trúc. Bề ngoài giống như cũng không thích hợp đến bồi hắn a. Trong lúc đang suy tư, hắn đột nhiên thấy được một cái chọn người thích hợp. Khôi lỗi tiên tử. Nàng đã duy tu hoàn tất. Khôi lỗi tiên tử lúc này về cơ bản duy tu hoàn thành, chỉ còn lại có một ít chi tiết phương diện vấn đề nhỏ, cần tìm kiếm càng chuyên nghiệp khôi lỗi sư để hoàn thành chữa trị. Nàng kèm theo duy tu công năng, toàn bộ duy tu quá trình đều không cần người khác nhúng tay. Tống Thư Hàng chỉ dùng đem theo thất sinh phù phủ chủ cái kia lấy được tài liệu kín đáo đưa cho nàng. Lại thêm Tống Thư Hàng trong tay luyện chế tam thập tam thú tổ hợp pháp khí còn lại tài liệu. Cùng với theo thiên đạo phòng tối bên trong thời gian bạch tiền bối đào bảo phần đến tài liệu, chính nàng liền biết chọn lựa chữa trị cần có tài liệu. Khôi lỗi tiên tử bị theo lắc tay pháp khí bên trong phóng xuất ra. Nàng lúc này,
theo bề ngoài nhìn lên đi lên cùng nhân loại bình thường không có khác biệt, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc, mặt không biểu tình. Hiện thân về sau, khôi lỗi tiên tử màu cam hai mắt nhìn về phía Tống Thư Hàng, lấp lánh tỏa sáng. Theo giúp ta đi dạo một lát phố không? Tống Thư Hàng nói. Khôi lỗi tiên tử màu cam đồng tử lóe lên, giống như tại gửi đi tin tức gì. Có ý tứ gì? Tống Thư Hàng một mặt nghi hoặc. Khôi lỗi tiên tử lắc đầu, tiếp đó lại gật đầu một cái. Đón lấy, nàng quay người đi về phía trước đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có thể là bởi vì chữa trị cũng không hoàn mỹ, khôi lỗi tiên tử đi lên đường tới, cùng tay cùng chân, đặc biệt không được tự nhiên. Tống Thư Hàng, chữa trị còn không có triệt để hoàn thành sao? Còn cần cái gì tài liệu sao? Khôi lỗi tiên tử lắc đầu, tiếp tục cùng tay cùng chân hành động. Lan Tây đảo bên trên rất phồn vinh, trên đường phố bán đồ vật tới từ thiên nam địa bắc, phong phú đa dạng. Tống Thư Hàng đang tại cân nhắc có muốn hay không mang đủ đặc sản các loại đồ vật về nhà. Đi tới, khôi lỗi tiên tử đột nhiên ngừng lại. Tiếp đó, nàng khom người xuống, theo dưới đất nhặt lên một đoàn dây kẽm. Không phải là cái gì bảo vật, liền là rất phổ thông, quấn quanh cùng một chỗ dây kẽm. Nhặt lên dây kẽm về sau, nàng đưa tay vỗ vỗ dây kẽm bên trên bụi đất, tiếp tục cùng Tống Thư Hàng song song đi phía trước hành tẩu. Trên đường, Tống Thư Hàng tiện tay mua mấy bộ y phục. Gần nhất bởi vì tự bạo A, bạo quần áo A các loại sự kiện tương đối tới tấp, y phục của hắn tiêu hao rất lớn. Nhiều mua chút ít tồn trữ tại hạch tâm thế giới, để ngừa ngộ nhỡ. Người muốn mua ít đồ sao? Tống Thư Hàng thuận miệng lên tiếng hỏi. Khôi lỗi tiên tử lắc đầu, hai tay của nàng một mực ở không ngừng lắc lắc cái kia đoàn dây kẽm. Tống Thư Hàng cầm theo quần áo, cùng nàng cùng một chỗ đi dạo. Hôm nay khôi lỗi tiên tử một câu cũng không có nói. Dạng này dạo phố bầu không khí tốt cứng. Nhớ kỹ nàng có lẽ có nói lời nói công năng. Lúc này, khôi lỗi tiên tử lại ngừng lại. Nàng xoay người, theo dưới đất nhặt lên một mai hạt thủy tinh. Đón lấy, hai tay của nàng lại nhanh chóng bện. Một lát sau, nàng đưa tay đưa về phía Tống Thư Hàng. Một tòa tinh xảo dây kẽm biên thành tiểu tháp, đơn giản duyên dáng. Tại tháp tầng cao nhất trong. Cất giấu cái kia tấm hạt thủy tinh, chiết xạ ánh mặt trời. Lợi hại, Tống Thư Hàng tán thán nói. Khôi lỗi tiên tử hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp đó, nàng đưa tay điểm tại thiết tháp bên trên, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, nhanh chóng niệm động chú văn. Tống Thư Hàng nghi hoặc nhìn qua khôi lỗi tiên tử. Nàng đây là làm gì? Khôi lỗi tiên tử chú văn niệm tụng hoàn tất về sau, buông tay ra chỉ. Sau một khắc, phổ thông dây kẽm bện thành thiết tháp. Tản mát ra một tầng chỉ có tu sĩ có thể nhìn thấy nhàn nhạt linh quang. Thực, khai quang, tại khôi lỗi tiên tử làm cho này thiết tháp khai quang sau khi hoàn thành, bốn phía lui tới người đi đường, ánh mắt không tự chủ được bị cái này bện thiết tháp hấp dẫn. Người đi đường cũng chỉ là người bình thường, không có tu luyện qua, nhìn không tới thiết tháp bên trên linh quang. Thế nhưng, lái qua chỉ là phía sau thiết tháp giống như đã có được một loại đặc thù mị lực, làm cho người ta chuyển nhìn không chuyển mắt. Nhân loại bản năng nói cho bọn hắn biết, chỗ này thiết tháp là kiện bảo vật. Trên thực tế cũng quả thực không có sai, khôi lỗi tiên tử thế nhưng là bát phẩm cấp bậc tồn tại. Trải qua nàng khai quang thiết tháp, hoàn toàn có thể làm lên bảo vật hai chữ. Lui tới người đi đường, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào thiết tháp, trong ánh mắt để lộ ra một loại khát vọng thần sắc. Tống Thư Hàng, sốt cuộc, có người chủ động tìm đi lên. Vị này không biết là nước nào đích nhân sĩ. Dùng sen lẫn nồng đậm giọng nói quê hương anh ngữ, hướng khôi lỗi tiên tử hỏi thăm, tiểu cô nương, người cái này thiết tháp, bán không? Khôi lỗi tiên tử lắc đầu. Bị cự tuyệt về sau, vị kia người đi đường thất vọng rời đi. Thế nhưng, hắn sau khi thất bại, ngược lại có càng nhiều người đi đường hướng khôi lỗi tiên tử tới gần. Bọn hắn hoặc các nàng, có trực tiếp báo giá, có ý đồ dùng vật chân quý để đổi lấy khôi lỗi tiên tử trong tay thiết tháp. Tống Thư Hàng ngẩng đầu ngắm trời. Hắn đột nhiên phát hiện một sự kiện, tu sĩ kiếm tiền, vô cùng dễ dàng. Khôi lỗi tiên tử chỉ là tùy ý như vậy một khai quang, phổ thông tay biên thiết tháp liền giá trị gấp trăm lần. Những người đi đường từng cái một bị khôi lỗi tiên tử cự tuyệt, nhưng chính là không buông bỏ. Mọi người đổi lấy đa dạng, dùng các loại phương pháp, ý đồ nhận đến khôi lỗi tiên tử trong tay thiết tháp.
Tiếp đó, một vị lông nhún nhún tiểu ca thành công. Trên tay hắn một mai giới chỉ hấp dẫn khôi lỗi tiên tử rất hiếu kỳ, vậy là hắn dùng cái kia tấm màu trắng bạc đầu lâu giới chỉ, đổi đến khôi lỗi tiên tử trong tay thiết tháp. Màu trắng bạc đầu lâu giới chỉ là một kiện rất phổ thông vật phẩm trang sức. Hơn nữa còn chỉ là độ bạc, cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Khôi lỗi tiên tử đổi đến giới chỉ về sau, một bên dạo phố, một bên vuốt vuốt giới chỉ. Một lát sau, nàng đưa tay đem trên mặt nhẫn cái kia đầu lâu cho lấy xuống, ném qua một bên. Là bảo vật, Tống Thư Hàng hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Khôi lỗi tiên tử lắc đầu, rốt cuộc cùng Tống Thư Hàng trao đổi, nàng dùng truyền âm nhập mật phương thức nói, không phải, liền là một kiện rất phổ thông độ nhẫn bạc. Bất quá, chủ nhân của nó gần nhất số mệnh đặc biệt vậy rất tốt. Cái này độ bạc giới chỉ hắn đeo thật lâu, ở trên cũng ngưng tụ một chút số mệnh. Mang theo hắn, sẽ có may mắn. Cái này cũng được, cái kia sớm biết như vậy ta cũng muốn một cây bạch tiền bối tóc. Tống Thư Hàng nói, ngươi số mệnh cũng không tệ, tuy rằng ngươi số mệnh tương đối cổ quái. Khôi lỗi tiên tử trả lời. Dứt lời, nàng lại đưa tay điểm tại độ bạc trên mặt nhẫn, lại bắt đầu vì giới chỉ khai quang. Giới chỉ khai quang sau khi hoàn thành. Lại thành hấp dẫn người đi đường ánh mắt đồ vật. Tiếp đó, khôi lỗi tiên tử dùng giới chỉ đổi một cái bạc bầu rượu. Lại tiếp đó, bạc bầu rượu lại đổi một cây thon dài tinh xảo cái tẩu. Lại nói tiếp, tinh xảo cái tẩu biến thành một cái bình thủy tinh cùng nước hoa. Vốn là muốn dạo phố, kết quả cùng nhau đi tới, giống như biến thành một trận lấy vật đổi vật hoạt động. 2 giờ phía sau. Tống Thư Hàng không thể không chấm dứt dạo phố hành động. Lúc này, hai tay của hắn giao nhau, xếp tại cái cằm, ngồi ở một nhà ăn nhỏ quầy thu ngân vị trí. Hắn bây giờ còn một mặt mộng bức bởi vì hắn thành nhà này nhà ăn nhỏ ông chủ. Nguyên bản ông chủ đem nhà này nhà ăn nhỏ giao dịch cho khôi lỗi tiên tử, tiếp đó vui vẻ chạy mất. Lan Tây đảo bên trên mặt tiền cửa hàng quyền sở hữu chuyển thủ tục, quả thực thuận tiện tới cực điểm. Song phương ký kết hợp đồng. Tiếp đó tại trên mạng tiến hành đăng ký xin phép. Sau đó không lâu, thì có Lan Tây đảo nhân viên quản lý đến, tiến hành xét duyệt, thu lấy phí tổn. 15 phút về sau, mặt tiền cửa hàng quyền tài sản cùng giấy chứng nhận liền chuyển rời đến Tống Thư Hàng danh nghĩa. Toàn bộ hành trình giống như là đang đùa. Tống Thư Hàng tiếp nhận giấy chứng nhận thời gian, nội tâm toàn bộ hành trình mộng bức. Tại phía xa Văn Châu thị mụ mụ. Con của các ngươi không hiểu thấu liền biến thành hải ngoại Lan Tây đảo một nhà hàng lão bản, mụ mụ ngươi rút cuộc không cần lo lắng cho ta tốt nghiệp đại học về sau, không tìm được việc làm. Nhà ăn nhỏ cũng không lớn, chỉ có 6 cái bàn. Nguyên bản ông chủ còn kiêm chức đầu bếp, ông chủ vợ chịu trách nhiệm thu bạc. Hiện tại ông chủ vợ chồng vui vẻ chạy mất, nhà ăn nhỏ hiện tại liền cái làm đồ ăn mọi người không có. Tống Thư Hàng hai tay giao nhau, xếp tại cái cằm ngẩn người. Khôi lỗi tiên tử ngồi ở bên cạnh hắn, đồng dạng hai tay giao nhau, xếp tại cái cằm. Tiên tử ngươi biết làm đồ ăn sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Khôi lỗi tiên tử lắc đầu. Tống Thư Hàng lại đem ánh mắt chuyển rời đến trong hạch tâm thế giới. Quy tiền bối, không cần suy tính, hắn nhất định là sẽ không làm đồ ăn, nhiều nhất làm cái nguyên liệu nấu ăn. Thông nương, nàng nhiều nhất cung cấp hành mầm. Sở các chủ. Nàng hiện tại chỉ có một cái đầu. Lý Âm Trúc manh không được, đặt ở trong tiệm bán manh tuyệt đối khả năng hấp dẫn khách hàng, để nàng làm đồ ăn còn là miễn đi. Nàng hiện tại hô hấp thời gian đều kèm theo hàn khí. Cuối cùng, chỉ có Sở Sở. Hạch tâm thế giới nhiều như vậy sinh vật bên trong, cũng chỉ có Sở Sở nhìn qua vô cùng có thể dựa vào. Sở Sở lúc này vừa vặn kết thúc tu luyện, gần nhất nàng tại sửa tu công pháp, chuyển tu tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Vì vậy, gần nhất thường xuyên bế quan. Sở Sở, Tống Thư Hàng liên hệ nàng. Sở Sở ngẩng đầu, sư phụ, ngài gọi ta, ngươi biết làm đồ ăn sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Sở Sở, ta không hiểu thấu thành một nhà hàng ông chủ, đang cần cái đầu bếp. Tống Thư Hàng nói. Sở Sở, biết sao? Tống Thư Hàng lại một lần dò hỏi. Sở Sở thành khẩn trả lời, ta biết một chút sinh hoạt thường ngày của gia đình điểm tâm. Chính là ngươi, sư phụ hiện tại giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất liền là trở thành sư phụ phòng ăn đầu bếp. Tống Thư Hàng nói. Sở Sở khóe miệng co giật, đệ tử tuân mệnh, thừa dịp trong nhà ăn nhỏ nhắn còn không có khách nhân,
Tống Thư Hàng lặng lẽ đem Sở Sở theo trong hạch tâm thế giới chuyển đi ra. Lại nói, chúng ta tu luyện giả có cái gì không đặc thù thủ đoạn, tỉ như tại trong thức ăn tăng thêm đan dịch các loại, lập tức lại để cho đồ ăn biến mỹ vị. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Có, Sư Tôn, Sở Sở nói. Tống Thư Hàng cả kinh, thật là có thần kỳ như vậy thủ đoạn. Ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, tiên trù thì có cùng loại thủ đoạn, bọn hắn biết điều chế một ít đặc thù đan dịch, làm nguyên liệu nấu ăn đồ gia vị sử dụng. Sở Sở nói. Đan dịch gì gì đó chúng ta khẳng định không có, bất quá chúng ta có hành mầm, có muốn hay không thử cộng một điểm. Tống Thư Hàng nói. Trong hạch tâm thế giới thông nương đột nhiên cảm giác toàn thân có chút lạnh vù vù. Sư Tôn, ta không phải tiên trù, không cách nào giải quyết thông nương hành mầm yêu khí. Mà hành mầm bên trong yêu khí nếu như không đi mất, người bình thường ăn hết sẽ chết. Sở Sở cười khổ nói. Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới bản thân đã từng không cẩn thận lầm ăn yêu hành trải qua. Đáng tiếc, cái kia Sở Sở ngươi biết mấy thứ gì đó đồ ăn, chúng ta đem trong nhà ăn menu cho đổi một chút. Giá cả cũng muốn bình định lại, Tống Thư Hàng nói. Tốt, sư phụ, Sở Sở đạo, nàng lấy ra quầy thu ngân bên trên giấy cùng bút, nhanh chóng viết bản thân biết làm hệ món ăn. Đồng thời, nàng lại hỏi, sư phụ. Người đây là chuẩn bị hồng trần lịch luyện vì vậy mở nhà này phòng ăn sao? Khụ, đúng, liền là hồng trần lịch luyện, Tống Thư Hàng nói. Bởi vì khôi lỗi tiên tử giao dịch đến nơi này ở giữa phòng ăn, hắn vừa rỗi rãnh lấy nhàm chán, vì vậy chuẩn bị tại Bạch Tiền Bối hoặc Điền Thiên Đảo chủ phái người tìm được lúc trước hắn, đột nhiên sinh ra buôn bán gian phòng này phòng ăn vui đùa một chút lý do, làm sao không biết xấu hổ cùng đệ tử giảng. Sở Sở là một cái động thủ năng lực rất mạnh cô nương tốt. Nàng viết xong mới menu, còn là dùng nhiều loại ngôn ngữ viết menu, lại đem menu một lần nữa đóng dấu. Hết thảy, nàng đều bao tròn. Tống Thư Hàng nhiệm vụ liền là cùng khôi lỗi tiên tử cùng một chỗ bảo trì hai tay giao nhau xếp tại xuống ngựa tư thế, tiếp tục ngồi ở quầy thu ngân bên trên ngẩn người. Nhàm chán Tống Thư Hàng, rút qua quầy thu ngân bên trên một phần báo chí. Phần này báo chí kêu Hoàn Giới Tuần San, Trung Văn Báo Chí. Tống Thư Hàng tùy ý mở ra, tiếp đó hắn nhìn đến thứ nhất mới nhất tin tức. Khiếp sợ, thế gian ngăn cách thần bí trên đảo nhỏ, lại truyền lưu lấy hoa hạ văn hóa. Theo đưa tin, mùng 3 tháng 10 năm 2019, nhà hàng Hải Tác Nhĩ Tiên Sinh cùng hắn đội tàu, bởi vì một trận ngoài ý muốn, tiến nhập đến một tòa quanh năm bị sương mù bao phủ thần bí đảo nhỏ. Chỗ này đảo nhỏ là từ không bị người phát hiện qua thế giới, trên thế giới không có bất kỳ liên quan tới đảo nhỏ ghi chép cùng đưa tin. Trên đảo cư dân, còn trải qua nguyên thủy sinh hoạt. Bọn hắn sử dụng thạch mâu, cốt tiễn, mặc gia thú. Cuộc sống của bọn hắn nguyên thủy đến làm cho người ta hoài nghi bọn họ là không là từ nguyên thủy thời đại tập thể xuyên qua mà đến. Nhưng mà, chính là như vậy một đám nguyên thủy nhân loại, vậy mà người người đều có thể giảng vài câu Trung Văn. Hơn nữa, cũng không có thiếu đảo dân, lại vẫn sẽ biết tụng Tam Tự Kinh cùng một ít luận ngữ đoạn ngắn. Trước mắt, quốc gia của ta đã phái đội tàu, tiến về trước chỗ này đoạn tuyệt với nhân thế đảo nhỏ. Tống Thư Hàng, hắn yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, đem cái này thì tin tức chụp được tới đây, gửi đi đến Cửu Châu Nhất Hào quần trong. Bá Đao Tống Nhất, Thất Sinh Phù Phủ Chủ, Thất Sinh Phù Tiền Bối, cho ngươi xem một cái đại tin tức. Thất Sinh Phù Phủ Chủ, ha ha. Ta còn tại đảo nhỏ dưới mặt đất vùi qua dây điện. Còn theo viễn cổ thời đại xuyên qua được quả thực mở mắt nói lời bịa đặt. Bắc Hà tán nhân, Thư Hàng tiểu hữu phần này báo chí đã là thật nhiều ngày phía trước được, ta đây có tình báo mới nhất. Nghe nói, trên đảo cư dân ngoại trừ sẽ biết tụng Tam Tự Kinh cùng luận ngữ bên ngoài, còn biết một bộ siêu cường hoa hạ võ thuật thời đại đang triệu hoán. Trên đảo cư dân mỗi ngày đều tụ tập thể xếp đặt chỉnh tề luyện công à. Tống Thư Hàng, giống như hắn. Joseph, Gai, Mạc Bá Tăng Nồi. Lúc ấy Joseph hiệu triệu trên đảo cư dân muốn đoàn kết lại, luyện tập thần công đối kháng Thất Sinh Phù Phủ Chủ, cùng đằng sau hậu trường truyền thụ bọn hắn thời đại đang triệu hoán thần công. Tính toán ra, nhóm này trên đảo thổ dân đều coi như là Tống Thư Hàng đồ tử đồ tôn à. Bởi vì Joseph cũng là hắn danh nghĩa đệ tử. Lại nói tiếp, Thư Hàng tiểu hữu, Bạch Tiền Bối còn không có tìm ngươi sao? Lệ Chi tiên tử lên tiếng hỏi. Bá Đao Tống Nhất, còn không có, ta chính giữa đánh cho mấy lần điện thoại, không có tín hiệu. Bạch Tiền Bối chỉ sợ còn đang ở hỗn loạn hải vực trong, có lẽ hắn lại đã tìm được cái gì chuyện đùa.
Điền Điềm phó đảo chủ, bá Tống đạo hữu ta đây vừa sự tình còn bề bộn nhiều việc, tạm thời rút không ra thân tới đây. Ta trước phái người an bài các ngươi tại Lan Tây đảo khách sạn ở lại nghỉ ngơi như thế nào? Tống Thư Hàng, Điền Điềm tiền bối ngươi chỉ để ý bận bịu đi, ta đây vừa đã có chỗ ở. Ta vừa bởi vì ngoài ý muốn, thành Lan Tây đảo một nhà hàng ông chủ. Hiện tại tự đợi đến khai trương đây. Dứt lời, Tống Thư Hàng lại giơ tay lên máy, cho mình nhà ăn nhỏ vỗ tấm hình gửi đi đến trong nhóm. Thất Sinh phù phủ chủ liếc mắt liền thấy được Tống Thư Hàng bên cạnh Khôi Lỗi tiên tử, Thư Hàng tiểu hữu, vị kia Khôi Lỗi tiên tử đã chữa trị hoàn thành. Hắn có thể thuận lợi độ kiếp, ngưng tụ bát long văn, đều là lấy, nhờ vị này Khôi Lỗi tiên tử phúc. Tuy rằng ôm đầu ngồi xổm phòng độ kiếp phương thức, tương đối mất mặt. Nhưng mạng nhỏ cùng mặt so với, đương nhiên là mạng nhỏ quan trọng hơn. Tổng thể bên trên đã chữa trị hoàn thành, chỉ có một chút chi tiết phương diện vấn đề nhỏ, không ảnh hưởng nàng hành động. Tống Thư Hàng nói, ta là bên cạnh thiên nhai giác tiểu bạch hạc, thấy Thư Hàng tiểu hữu bên cạnh Khôi Lỗi tiên tử, ta đột nhiên nghĩ tới người gần nhất tin tức, không biết các đạo hữu nghe nói qua chưa. Gần nhất nghe nói một quốc đang nghiên cứu cơ thể người cơ giới hóa kỹ thuật, ý đồ làm ra máy móc chiến sĩ tới đây. Cửu Châu nhất hào quần bên trong chủ đề chính là như vậy, nhảy đặc biệt nhanh. Cơ thể người cơ giới hóa, ta nhớ được mặc ra cái vị kia tuyệt thế thiên tài trường sinh đại đạo, cùng cái này cùng loại đi. Hắn là đem thân thể của mình khôi lỗi hóa, bước ra chính mình đích đạo. Một cái là tu chân khôi lỗi hóa, một người khác là khoa học kỹ thuật cơ giới hóa. Lệ Chi tiên tử nói, Bạch Hạc chân quân, đúng, vì vậy ta nhìn thấy Khôi Lỗi tiên tử thời gian, liền nhớ lại cái đề tài này. Cũng không biết cái này máy móc chiến sĩ kỹ thuật hiện tại đạt tới trình độ nào. Nói thật, đem bản thân nhục thân cơ giới hóa, thật sự không tiếp thụ được. Đã không có nhục thân, liền đã mất đi rất nhiều niềm vui thú. Giao Phách chân quân nói. Không còn nhục thân, coi như là lại xinh đẹp, máy móc muội tử cũng không thể mang thai. Không thể sinh một chi đội banh đi ra, nhân sinh còn có cái gì niềm vui thú đáng nói. Nếu như kế hoạch của bọn hắn thành công lời nói, sức chiến đấu có lẽ sẽ rất không tồi. Chỉ cần có thể đạt tới trong phim ảnh những cái kia máy móc chiến sĩ mức độ, chiến lực không sai biệt lắm cũng có nhị phẩm, tam phẩm tu sĩ cường độ rồi a. Bắc Hà tán nhân nói. Nói trở lại, chân võ đảo nữ võ thần bề ngoài giống như dùng mặc ra bộ phận khôi lỗi kỹ thuật, lại thêm khoa học kỹ thuật bổ sung toàn bộ. Giao Phách chân quân nói ra. Cuồng đao tam lãng, hi hi hi, so với sức chiến đấu tới đây, ta càng hiếu kỳ máy móc chiến sĩ kế hoạch sản phẩm, bọn họ là ăn cơm đây. Còn là uống xăng, hay hoặc giả là sạc pin, ăn pin, Bắc Hà tán nhân, tam lãng ý tưởng lúc nào cũng đặc biệt ra ngoài ý định. Có thể hay không có biến thân công năng đây. Nói lên máy móc cải tạo người lời nói, lúc nào cũng biết lập tức nghĩ tới Transformer. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử hiện thân, nói. Vũ Nhu Tử đã trở lại Linh Điệp đảo. Biến thân công năng, ta đột nhiên não bổ ra một ít không tốt lắm hình ảnh. Cuồng đao tam lãng nói. Thất Sinh phù phủ chủ, cái gì hình ảnh? Diệt Phượng công tử, không phải cái gì 18 cộng hình ảnh đi, cẩn thận một chút, đừng cho Hoàng Sơn tiền bối mang đến phiền toái. Khôi Hài cười biểu lộ, ừ, nếu như máy móc cải tạo chiến sĩ bên trong có nữ tính chiến sĩ lời nói, một cái xinh đẹp nữ tính chiến sĩ trong chiến đấu, đột nhiên bắt đầu biến thân thể tạch 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 biến hóa, tiếp đó biến thành một cỗ chiến xa gì gì đó. Ngẫm lại hình ảnh cũng cảm giác rất tuyệt vọng, Cuồng Đao tam lãng nói. Tô Thị A Thất nhắc nhở nói, người đem nữ chiến sĩ muốn trở thành nam tính chiến sĩ liền không thành vấn đề. Phong cách vẽ liền bình thường trở lại. Đúng rồi Thư Hàng, trên người của ngươi thánh ấn năng lực, đã có thể khống chế tự nhiên sao? Sẽ không ảnh hưởng đến người bình thường. Hoàng Sơn tiền bối đột nhiên cắm vào hỏi một câu. Tống Thư Hàng, có thể là lần này phục sinh kim tệ cộng thời gian thành hiệu quả, chỉ cần không tế ra thánh ấn. Trên người ta cái loại này thiên hạ không người không biết quân hiệu quả liền sẽ không xuất hiện, người bình thường cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Dù sao, đúng hạn chỉ là thành thời gian tới đây tính, hắn phục sinh cần có thời gian đã qua 10 năm. Như vậy rất tốt, Hoàng Sơn tiền bối trả lời. Nhà ăn nhỏ sinh ý rất thảm đạm. Cũng có lẽ là vì đi ăn cơm thời gian không tới, đến bây giờ còn không có một cái nào khách nhân tới cửa. Tống Thư Hàng cùng Khôi Lỗi tiên tử cộng sở sở ba người song song ngồi cùng một chỗ, ngẩn người, minh tưởng. Sớm biết như vậy còn không bằng tại hỗn loạn hải vực nhiều ngốc một lát,
nói không chừng tại đó thám hiểm có thể có thu hoạch. Tống Thư Hàng nói, dù sao, chỗ kia rất có thể là trường sinh giả cấm địa cấp địa phương khác. Muốn không, nhân lúc rảnh rỗi, tìm Biệt Tuyết Tiên Cơ tâm sự, nhìn nàng có biện pháp nào không trừ hành mầm bên trong yêu khí. Tống Thư Hàng lại một lần nữa mở ra điện thoại. Cửu Châu Nhất Hào quần trong, chủ đề đã sớm đổi. Tống Thư Hàng tại hảo hữu danh bạ trong lật ra nửa ngày, tìm được Biệt Tuyết Tiên Cơ tên. Làm hắn đang chuẩn bị cho Biệt Tuyết Tiên Cơ phát tin tức lúc, Thảm Đạm phòng ăn rốt cuộc có khách nhân tới cửa. Một vị quần áo có chút lộn xộn, như là trên mặt đất ngã một phát tóc vàng tiểu cô nương tiến nhập nhà ăn nhỏ. Xin chào, xin hỏi nơi đây buôn bán lấy sao? Tiểu cô nương dùng anh văn lên tiếng hỏi, thanh âm vui tai, phảng phất như là trải qua điện tử thiết bị giải quyết chiết xuất, nghe đặc biệt rõ ràng. Dung mạo của nàng tinh xảo, như là búp bê. Nhất định, 24 tiếng đồng hồ mọi thời tiết buôn bán, khách nhân người muốn ăn chút cái gì? Tống Thư Hàng ngẩng đầu trả lời. Sở Sở đứng lên, đem mới menu đưa lên, giao cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương tùy ý tìm cái chỗ ngồi xuống, nàng tiếp nhận menu về sau, cúi đầu nhìn kỹ. Tống Thư Hàng con mắt khẽ nheo lại. Hắn cúi đầu, trở về tới Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Bá đao Tống Nhất, cuồng đao tam lãng tiền bối, máy móc cải tạo người rút cuộc là uống xăng đây. Sạc pin đây, ăn pin đây, hay hoặc giả là ăn cơm đây. Vấn đề này, một lát phía sau ta có lẽ có thể trở về tái phát ngươi rồi. Cuồng đao tam lãng, khả năng, có lẽ, ta trong nhà ăn nhỏ nhắn gặp được một vị máy móc cải tạo người khách nhân. Bất quá ta còn không quá chắc chắn, vị khách nhân này trên thân sinh mệnh khí tức rất cổ quái. Tống Thư Hàng trả lời. Bắc Hà tán nhân, trùng hợp như vậy, có lẽ, không phải trùng hợp, Tống Thư Hàng nói. Hắn nhìn về phía bản thân bên người khôi lỗi tiên tử. Khôi lỗi tiên tử như trước bảo trì hai tay giao nhau, xếp tại cái cằm tư thế. Là vì khôi lỗi tiên tử nguyên nhân sao? Lúc này, khôi lỗi tiên tử khí tức trên thân hoàn toàn thu liễm. Đã liền trong con mắt màu cam cũng rút đi. Thân thể của nàng liền biến thành một kiện cỡ lớn con rối. Vị kia gọi món ăn tóc vàng tiểu cô nương ngẩng đầu lên, nàng đưa tay tại menu bên trên vẽ một cái này, cái này, còn có cái này. Tổng cộng 10 cái đồ ăn, ta đều. Tiếp đó, mang thức ăn lên có thể nhanh một chút à? Ta có chút đói, không thành vấn đề, rất nhanh. Sở Sở tiếp nhận menu, hướng phòng bếp đi. Sở Sở tựa hồ không có phát hiện vị này tóc vàng tiểu cô nương khác thường. Tống Thư Hàng cúi đầu xuống, tại Cửu Châu Nhất Hào quần trong nhanh chóng đưa vào, đối phương giờ rất nhiều đồ ăn, xem bộ dáng là có thể cùng người bình thường ăn cơm. Có lẽ, người vị khách nhân này còn không có hoàn toàn cải tạo, chỉ là cải tạo thân thể bộ phận. Lệ Chi Tiên Tử nói, người máy móc khách nhân bắt đầu ăn cơm chưa? Cuồng Đao Tam Lãng lên tiếng hỏi, hắn còn đang ở hiếu kỳ máy móc khách nhân ăn cái gì vấn đề? Tống Thư Hàng, Sở Sở còn đang ở làm đồ ăn đây. Chúng ta đồ ăn cũng không phải là vèo một chút, có thể biến ra. Người vậy mà lại để cho Sở Sở đi làm đồ ăn. Người quả thực là lãng phí của trời. Ta là Hoàng Sơn Đại Nhân Trung Khuyển trả lời. Tống Thư Hàng, lãng phí của trời cái này từ dùng tại Sở Sở trên thân thật không có vấn đề sao? Sở Sở là cái nào Sở Sở? Diệt Phượng Công Tử lên tiếng hỏi, gần nhất tiếp xúc vài vị Sở Sở. Tống Thư Hàng trả lời, Sở gia tu chân thế giới. Lần trước đoạn tiên đài chính là cái kia Sở Sở. Thân là tu chân giả, liền cái đồ ăn cũng không thể vèo một chút biến ra, thực mất mặt. Bá Tống đạo hữu ngươi lui quần đi, đồng quái tiên sư nói. Tống Thư Hàng, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi có thể cho Sở Sở đạo hữu triển khai tu sĩ tốc độ tay, nhất tâm đa dụng, một cái đồng thời xào 10 cái đồ ăn. Tạo hóa pháp phương đề nghị. Đừng nói trước Sở Sở đến cùng có hay không có chức năng này. Nhà ăn nhỏ phòng bếp cũng liền lớn như vậy, đồng thời xào 3-4 đồ ăn liền là cực hạn. Tống Thư Hàng nói. Hắn quay đầu lại hướng phòng bếp nhìn lại. Sở Sở xào rau tốc độ thật nhanh, động tác của nàng cũng vô cùng thuần thục. 10 đạo đồ ăn một đạo tiếp một đạo, nhanh chóng đưa lên. Có cái này mang thức ăn lên tốc độ lời nói, coi như là sinh ý bận rộn một chút, có lẽ cũng sẽ không có vấn đề. Thiếu nữ tóc vàng điểm đồ ăn, từng cái một lên đây. Thế nhưng, thiếu nữ nhưng không có chuyển động. Rõ ràng lúc trước nàng còn đang ở nói mình thật đói bụng, nhưng mang thức ăn lên về sau, nàng đoan đoan tránh tránh ngồi, vẫn không nhúc nhích.
Tống Thư Hàng khẽ quét nàng liếc. Tiếp đó tại Cửu Châu Nhất Hào Quần nhanh chóng gửi đi tin tức, không có bắt đầu ăn, lên tám đạo thức ăn, nhưng nàng không có muốn ăn ý tứ. Cuồng Đao Tam Lãng, xem ra ta đoán đúng rồi, Thư Hàng, cho nàng phía trên một chút xăng nhìn xem, có thể hay không phù hợp khẩu vị của nàng. Chờ, nàng có động tác, Tống Thư Hàng nói. Làm Sở Sở đem đệ thập đạo đồ ăn dâng đủ về sau, tóc vàng tiểu cô nương nắm lên bộ đồ ăn, tiếp đó, nàng bắt đầu nhanh chóng bắt đầu ăn. Cuồng phong tảo lạc diệp gió quét lá rụng, bình thường, ăn như hổ đói. Bắt đầu ăn, hơn nữa ăn rất nhanh, xem bộ dáng là thật đói bụng. Có lẽ là tiểu cô nương này có bắt buộc chứng, không lên đầy 10 đạo đồ ăn sẽ không ăn loại hình. Tống Thư Hàng nói, muốn sinh một chi đội banh giao phách, có thể ăn cơm, vậy có phải hay không đại biểu cho cũng có thể sinh con. Máy móc mẹ, giao phách tiền bối đối với máy móc tiểu cô nương cũng có hứng thú. Diệt Phượng công tử lên tiếng hỏi. Ta chỉ là ở tiến hành một ít khảo thí, nhìn xem giao loại hình cùng cái nào chủng tộc kết hợp, mang thai sinh con tốc độ nhanh nhất. Đây là khoa học nghiên cứu, đừng nghĩ xấu xa như vậy. Giao phách chân quân bổ sung cái nghiêm túc biểu lộ. Diệt Phượng công tử, ngón tay cái biểu lộ khoa học nghiên cứu cái từ này, dùng thật tốt. Lúc này, vị kia thiếu nữ tóc vàng đã nhanh chóng đem 10 đạo đồ ăn ăn hết tất cả. Sở Sở đang chuẩn bị tiến lên báo cáo cuối ngày. Nhưng thiếu nữ tóc vàng rồi lại trước một bước đem chén đĩa thu tốt, chồng lên, cùng đem chén đĩa đem đến quầy thu ngân vị trí, bỏ vào Tống Thư Hàng trước mặt. Thiếu nữ tốt lực cánh tay, 10 cái chén đĩa chồng chung vào một chỗ, sức nặng nhưng không nhẹ. Hoàn thành, thiếu nữ tóc vàng nhón chân lên, cố gắng lại để cho ánh mắt của mình cùng Tống Thư Hàng cân bằng. Hoàn thành, cái gì hoàn thành, Tống Thư Hàng trong lòng rất mộng bức, bất quá hắn biểu hiện ra còn là rất bình tĩnh. Hắn 10 ngón giao nhau, xếp tại cái cằm, nhìn thẳng lấy thiếu nữ tóc vàng, hả? 10 đĩa món ăn một hơi đã ăn xong, cũng đem chén đĩa giao cho ngươi rồi. Ám hiệu đối mặt đi, thiếu nữ tóc vàng chân thành nói. Tống Thư Hàng, hả? Chúng ta đây có thể rời đi đi, thiếu nữ tóc vàng lại nói. Tống Thư Hàng hỏi ngược lại, ám hiệu tiếp xúc, rời đi nơi đây. À, 10 đĩa món ăn một hơi ăn xong là ám hiệu. Thiếu nữ tóc vàng đồng tử trợn trừng lên, nàng cảm giác được có điểm gì là lạ. Thiếu nữ phải đồng tử, tuy rằng thoạt nhìn cùng nhân loại con mắt giống như đúc, nhưng trên thực tế hẳn là máy móc kết cấu. Ám hiệu tiếp xúc về sau, muốn làm như thế nào? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại. Ha ha, thiếu nữ tóc vàng, ám hiệu tiếp xúc về sau, điếm trưởng ngươi không phải liền biết tiếp được sinh ý, vì khách nhân an bài khẩn cấp chạy trốn lộ tuyến sao? Loại chuyện này, vì sao chủ tiệm muốn trái lại hỏi nàng? Ồ, nguyên lai nhà này phòng ăn điếm trưởng còn có loại này kiêm chức nha. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Nghe được Tống Thư Hàng sau khi trả lời, thiếu nữ tóc vàng trong lòng càng phát ra bất an. Bất quá thật đáng tiếc, đáng yêu nữ sĩ, nhà này phòng ăn, ta cũng là vừa mua lại không lâu. Vì vậy, chúng ta tiểu điếm không có cái này phục vụ. Có lẽ qua một thời gian ngắn, chúng ta đem một lần nữa khai thông loại này phục vụ. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Tóc vàng tiểu cô nương nóng nảy, vừa mua lại không lâu. Cái kia nguyên lai điếm trưởng đây. Tống Thư Hàng trả lời, nguyên lai điếm trưởng, mang theo lão bà hắn rời đi. Lão bà, ta nghe nói phòng ăn điếm trưởng lão bà đã sớm qua đời a. Tóc vàng tiểu cô nương lẩm bẩm nói. Cái này đến phiên Tống Thư Hàng nghi ngờ, ồ, qua đời. Lúc trước quầy thu ngân vị nữ tử kia, không phải điếm trưởng thê tử sao? Không phải thê tử, quầy thu ngân nữ tử hẳn là hắn cô em vợ. Thiếu nữ tóc vàng thất lạc nói. À, đó chính là phòng ăn lúc đầu chủ tiệm mang theo hắn cô em vợ chạy. Thật sự là tiếc nuối, tuy rằng ám hiệu gì gì đó đối mặt, nhưng chúng ta không giúp được ngươi. Tống Thư Hàng nói. Tại sao có thể như vậy? Không tốt, lãng phí thật nhiều thời gian. Thiếu nữ tóc vàng thiếu chút nữa gấp khóc, bất quá nàng chỉ có mắt trái còn là bình thường nhân loại con mắt, coi như là muốn khóc, cũng chỉ có mắt trái có thể chảy ra nước mắt tới đây. Điếm trưởng kia, chúng ta gặp lại. Thiếu nữ tóc vàng giải trừ đi cả nhắc trạng thái, nàng quay người, liền nghĩ rời đi nhà ăn nhỏ. Cái kia, đáng yêu nữ sĩ, người có kiện sự tình quên mất. Tống Thư Hàng đưa tay đem nàng bắt lấy. Thiếu nữ tóc vàng, người quên trả tiền. Mặc dù nói ngươi là ta khai trương phía sau thứ một người khách nhân, ta có thể cho ngươi tận lực giảm giá đập cái gì. Thế nhưng không trả tiền không thể được,
Tống Thư Hàng nói. Thiếu nữ tóc vàng, thực xin lỗi, ta quá bối rối. Bao nhiêu tiền, Sở Sở, tổng cộng bao nhiêu tiền? Tống Thư Hàng quay đầu lên tiếng hỏi. 260 khối, bởi vì đều là sinh hoạt thường ngày của gia đình đồ ăn, định giá cả không cao. Sở Sở trả lời. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, giá cả không sao cả, không lỗ vốn là tốt. 260 khối, ta cho ngươi bôi số không đầu, 200 khối đi. Ngươi là muốn trả tiền mặt còn là chuyển khoản. Thiếu nữ tóc vàng móc bóp ra, cầm hai trương Tống Thư Hàng hoàn toàn không biết tiền, nhét vào trong tay hắn, nơi này là 200 khối, điếm trưởng kia chúng ta lần sau gặp lại. Trả giá hoàn toàn về sau, thiếu nữ tóc vàng lại nhanh chóng hướng phòng ăn bên ngoài chạy tới. Nàng xem thật rất thời gian đang gấp. Lại nói, đây là tiền tệ của nước nào a? Ngàn vạn không muốn giống như Việt Nam đồng cái kia a. Nếu không chúng ta muốn lỗ vốn, Tống Thư Hàng nói. Đang khi nói chuyện, vừa chạy ra phòng ăn thiếu nữ lại nhanh chóng chạy thoát trở về. Ông chủ, người có hay không có chỗ núp? Thiếu nữ vội la lên. Tống Thư Hàng ngắm nhìn chính nhà mình nhà ăn nhỏ. Nơi này quá nhỏ, nhìn qua căn bản không có có thể tránh người địa phương. Duy nhất có thể tránh người địa phương cũng chỉ có. Tống Thư Hàng cúi đầu xuống, nhìn về phía quầy thu ngân phía dưới. Nơi đây không gian rất nhỏ, bất quá bởi vì này tóc vàng tiểu cô nương thân thể cũng rất nhỏ, có lẽ có thể trốn vào đi. Thiếu nữ tóc vàng máy móc cải tạo mắt phải, nhạy cảm bị bắt được Tống Thư Hàng cúi đầu động tác. Nàng nhanh chóng chạy đến Tống Thư Hàng quầy thu ngân xuống, vèo một chút, nhanh nhẹn chui vào, co lại thành một đoàn. Tống Thư Hàng, cái kia, ta cũng không có đáp ứng để cho ngươi tiến đến ẩn núp a. Cái kia, có người tại đuổi theo ngươi. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Thiếu nữ tóc vàng dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở trên môi, suýt Tống Thư Hàng thở dài. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía Sở Sở, Sở Sở, sư phụ thoạt nhìn là không phải rất tốt nói chuyện. Đúng vậy, sư phụ, Sở Sở trả lời. Hơn nữa, sư phụ thoạt nhìn còn rất tốt ăn hiếp, bởi vì mọc ra một tấm ôn hòa khuôn mặt trứng. Đang khi nói chuyện, phòng ăn cửa lại bị người đẩy ra. Một đám sáu cái ăn mặc Âu phục màu đen, đeo kính râm người vạm vỡ. Lan Tây đảo thượng khí nhiệt độ bình quân của năm ngày ấm áp, ăn mặc dày như vậy Âu phục, không nóng sao. Sáu cái đại hán có bốn cái chia làm hai hàng, đứng ở Tống Thư Hàng phòng ăn cửa ra vào. Mặt khác hai cái đi nhanh bước vào, tìm cái chỗ ngồi xuống. Chính là bọn họ tìm thiếu nữ tóc vàng sao, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, bên trái cái kia người vạm vỡ lên tiếng nói, điếm trưởng, xin cho chúng ta tới đây phần menu. Sở Sở bưng lấy món ăn mới đơn, giao cho hai cái đại hán. Hai cái đại hán tiếp nhận món ăn mới đơn về sau, liếc nhau một cái, tiếp đó hai người đều giở năm cái đồ ăn. Tổng cộng 10 cái đồ ăn, chúng ta tương đối đói, mời lên nhanh lên. Hai cái đại hán lên tiếng nói. Sở Sở, nàng xoay đầu lại nhìn về phía Tống Thư Hàng. Lại là 10 cái đồ ăn, lại là lên nhanh lên. Chẳng lẽ cũng là đến tận cửa việc buôn bán? Trước cho khách nhân mang thức ăn lên đi, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Sở Sở nhẹ gật đầu, tiến nhập phòng bếp, bắt đầu nhanh chóng xào rau. Cùng lúc trước thiếu nữ tóc vàng, hai cái Âu phục đại hán điểm xong đồ ăn về sau, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Sở Sở đồ ăn dòng nước đi lên, nhưng Âu phục đại hán cũng không động chiếc đũa. Một mực đợi đến lúc 10 đĩa món ăn toàn bộ đi lên về sau. Hai cái Âu phục màu đen đại hán mới nhanh chóng nuốt vào, ăn như hổ đói. Trong nháy mắt, liền đem 10 đĩa món ăn ăn xong. Đón lấy, một cái đại hán đứng lên, đem 10 cái đồ ăn vòng chồng, bưng đến Tống Thư Hàng trước mặt. Bởi vì lớn lên thân cao mã đại, đại hán này cất kỹ đồ ăn chén đĩa về sau, cần khẽ ngồi xổm xuống, mới có thể cùng Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn thẳng. Lúc trước thiếu nữ tóc vàng điểm lấy mũi chân cùng Tống Thư Hàng nhìn thẳng thời gian. Vô cùng đáng yêu. Hiện tại cái này người vạm vỡ ngồi xổm người xuống cùng Tống Thư Hàng nhìn thẳng thời gian, vậy mà cũng có loại quỷ dị đáng yêu cảm giác. Khách nhân tính tiền sao? Sở Sở bao nhiêu tiền? Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. 310 khối, Sở Sở trả lời. Khách nhân các ngươi thực may mắn, các ngươi là tiểu điếm khai trương phía sau nhóm thứ hai khách nhân, cho các ngươi giảm giá đập, bôi số không đầu. 300 chẵn, Tống Thư Hàng nói. Vừa khai trương, nhóm thứ hai khách nhân, người vạm vỡ sững sờ. Đúng vậy,
ta mới từ lúc đầu ông chủ cái kia tiếp nhận nhà này phòng ăn. Lúc đầu ông chủ mang theo hắn cô em vợ rời đi. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Người vạm vỡ khóe miệng co giật. Còn có loại sự tình này, cái kia lão bản mới, các ngươi nơi đây tiếp cái loại này an bài an toàn, rất nhanh rời đi nhiệm vụ sao? Người vạm vỡ trong ánh mắt mang theo vẻ chờ đợi. Thật đáng tiếc, tiểu điếm vừa khai trương, còn không có loại này phục vụ. Tống Thư Hàng nhún vai. Người vạm vỡ thật dài thở dài, móc bóp ra, thanh toán 200 đô la Mỹ. Điếm trưởng, tuy rằng ngươi tiếp thủ nhà này phòng ăn, liên quan tới phòng ăn bố cục gì gì đó, ta cũng không có tư cách nói cái gì. Bất quá điếm trưởng, người tốt nhất còn là đem khách điếm chiêu bài đổi một chút đi, nếu không sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Người vạm vỡ nói, cái này to con, vậy mà ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Hơn nữa đáy lòng cũng có chút thiện lương. Cảm ơn khách nhân ý kiến, ta đây cũng là vừa mua nhà này phòng ăn, còn chưa tới kịp lắp đặt thiết bị gì gì đó. Một lát ta liền đem phòng ăn chiêu bài cho đổi. Tống Thư Hàng nói. Người vạm vỡ nhẹ gật đầu, hắn thở dài nói, cái kia hẹn gặp lại, điếm trưởng. Hắn cắn răng một cái, mang theo cái khác đại hán cùng cửa ra vào bốn cái Âu phục màu đen, nhanh chóng rời đi nhà này phòng ăn. Xem ra, cái này mấy người đại hán không phải tìm thiếu nữ tóc vàng nhóm người kia. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Một lát sau, người vạm vỡ vừa rời đi phòng ăn không bao lâu, đột nhiên lại nhanh chóng chạy trở về, một thân chật vật bộ dáng. Thuộc hạ của hắn, đều không có cùng đến. Điếm trưởng, không kịp nhiều lời, người nơi này có giấu người vị trí sao? Người vạm vỡ vội vàng hỏi. Tống Thư Hàng, liền lời kịch đều không sai biệt lắm đây. Hắn không tự chủ được cúi đầu nhìn về phía bản thân quầy thu ngân phía dưới. Duy nhất có thể giấu người địa phương, đã ẩn giấu một cái tiểu cô nương. Hơn nữa lấy đại hán kia thể trạng, cũng không cách nào ẩn núp đến nơi đây đi. Người vạm vỡ rồi lại lý giải sai rồi Tống Thư Hàng ý tứ. Hắn còn tưởng rằng Tống Thư Hàng lại để cho hắn trốn đến quầy thu ngân xuống dưới đây. Vậy là, hắn nhanh chóng hướng quầy thu ngân vị trí chạy tới. Chờ, chờ một chút, nơi đây người ẩn núp không đi xuống, quá nhỏ. Hơn nữa nơi đây đã, Tống Thư Hàng vội vàng khua tay nói. Người vạm vỡ đã vào tới quầy thu ngân bên cạnh. Tiếp đó, hắn nhìn đến một cái tóc vàng tiểu cô nương núp ở quầy thu ngân phía dưới. Thiếu nữ đối với hắn mở chừng hai mắt, lại manh vừa đáng yêu. Người vạm vỡ cười khổ một tiếng, không nghĩ tới lão bản ngươi còn có loại này sở thích. Tống Thư Hàng, có ý tứ gì? Chờ, vị đại ca kia, không phải ngươi tưởng tượng như vậy à, đừng đem người nghĩ xấu xa như vậy à. Người vạm vỡ mắt lại liếc nhà này nhà ăn nhỏ. Phòng ăn bố trí vô cùng đơn giản. Đã liền phòng bếp cùng chữ vật phòng đều chỉnh tề đơn giản, căn bản không có thể ẩn nấp thân địa phương. Đáng hận, đại hán cắn răng một cái, lại nhanh chóng chạy xa rời nhà phòng ăn. Hắn không nghĩ tới cái tên kia nhanh như vậy tìm tới tận cửa rồi, nguyên bản hắn cho là mình còn có một chút thời gian chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng, hắn vừa mới chạy đến cửa nhà hàng miệng, lại bay ngược tiến đến. À, đại hán hú lên quái dị, ngã trở về phòng ăn, thuận tiện lấy còn đụng hỏng mất một cái bàn. Đi theo cửa, một cái vạm vỡ, toàn thân hoa văn quái dị hoa văn nam tử, chậm rãi bước vào phòng ăn. Bên cạnh hắn, hiện lên một loại chỉ có tu luyện giả mới có thể nhìn thấy màu đen sương mù. Những thứ này màu đen sương mù thỉnh thoảng chui vào đến nam tử trong cơ thể, lại từ trên người hắn hoa văn bên trong một lần nữa chui ra, biến càng thêm nồng đậm. Ha ha ha, ngươi cho là mình có thể trốn được sao? Vì có thể sớm chút bắt được ngươi, ta buông tha cho ngồi thuyền. Một đường bơi lội đến Lan Tây Đảo. Hoa văn quái dị hoa văn nam tử cười gằn nói. Tiến nhập phòng ăn về sau, hắn còn thuận tay đem cửa cho đóng. Theo trong thân thể của hắn sương mù phun trào đi ra, đem cửa khe hở, cửa sổ toàn bộ bịt kín. Đem món đó bảo vật giao cho ta, cái kia không phải là các ngươi có thể chiếm hữu đồ vật. Hoa văn nam tử nói, cổ ma hạch tâm, chỉ có ta mới xứng có được. Không biết vì sao. Tống Thư Hàng nghe được cổ ma hạch tâm, chỉ có ta mới xứng có được. Những lời này thời gian, cảm giác không hiểu cảm giác vui thích. Những lời này ngoài ý muốn tàn nhẫn đâm hắn cười điểm. Bá Tống rất muốn cười, nhưng vì bảo trì chủ tiệm uy nghiêm, hắn phải giữ vững bình tĩnh biểu lộ. Tống Thư Hàng toàn bộ hành trình bảo trì 10 ngón giao nhau, xếp tại cái cằm tư thế. Sở Sở lặng yên đi vào Tống Thư Hàng sau lưng.
Khôi lỗi tiên tử tiếp tục giả vờ tên đầu gỗ, vẫn không nhúc nhích. Sở Sở truyền âm nhập mật, cảm thán nói, lại là bởi vì một kiện bảo vật mà phát sinh tranh chấp. Tu luyện giới giống nhau dĩ vãng tàn khốc, các nàng Sở Thế gia, cũng bởi vì cường đại tổ truyền kiếm quyết, đưa tới hư kiếm phái tham lam. Sau đó, hư kiếm phái để bảo đảm đoạn tiên đài thắng lợi, mua được sát thủ đánh lén nàng. Nâng hư kiếm phái phúc, lồng ngực của nàng đến bây giờ đều không có lớn lên trở về, thậm chí nói không chừng cả đời đều lớn lên không trở lại. Hư kiếm phái chết tốt lắm, có người địa phương, sẽ có tranh đoạt, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Tống Thư Hàng không sai biệt lắm lấy tua nhanh phương thức trải qua Sở Sở nhân sinh, vì vậy có thể nhận thức tâm tình của nàng. Lão sư, chúng ta muốn xuất thủ sao? Vị này chú thuật sư nhìn qua hẳn là nhị phẩm trái phải cảnh giới, ta có lẽ có thể ngăn cản hắn. Sở Sở truyền âm lên tiếng hỏi. Ngươi xem sai rồi, đây là tứ phẩm cảnh giới mức độ tu luyện giả. Trong cơ thể hắn còn cất giấu một cỗ lực lượng, ngươi tạm thời không phải là đối thủ của hắn. Tống Thư Hàng trả lời. Quầy thu ngân phía dưới, tóc vàng tiểu cô nương ngẩng đầu ngắm nhìn Tống Thư Hàng, khôi lỗi tiên tử, Sở Sở, tiếp đó lại cẩn thận từng ly từng tí tiến đến quầy thu ngân khe hở, xem trong nhà ăn biến hóa. Nói đi, bảo vật đến cùng ở nơi nào? Hoa văn nam tử đi vào người vạm vỡ bên người, trầm giọng lên tiếng hỏi. Ta không mang tại trên thân thể. Người vạm vỡ yếu ớt trả lời. Hoa văn nam tử, ta biết rõ, vì vậy ta hỏi ngươi bảo vật đến cùng ở đâu. Ta có thể đem bảo vật giao cho ngươi, dù sao, đối với ta loại người này mà nói còn sống mới là trọng yếu nhất. Chết liền không còn có cái gì nữa. Người vạm vỡ cười khổ nói. Hắn là rất thức thời cái chủng loại kia người. Hoa văn nam tử hiển nhiên cũng rất hài lòng người vạm vỡ trả lời, rất tốt, ta vô cùng. Xiết 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 bất trung người. Xiết xiết xiết, bất hiếu người, xiết xiết xiết, lúc này, đáng sợ thất sát ca đột nhiên vang lên. Nghe được quen thuộc lại đáng sợ giai điệu, nhịp điệu thời gian, Tống Thư Hàng tâm can đều chậm nửa nhịp. Vọng thiên, ta tiếng chuông tại sao có thất sát ca? May mà cái này tiếng chuông không phải tạo hóa pháp phương thanh âm, mà là một vị thanh thúy vui tai nữ tử tiếng ca. Đột nhiên xuất hiện thất sát ca đem hoa văn nam tử cùng người vạm vỡ ở giữa bầu không khí phá hư không còn một mảnh. Ngại ngùng, ta tiếp điện thoại, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Hắn cúi đầu nhìn qua, phát hiện điện báo chính là thất sinh phù phủ chủ. Lại nói, ta tiếng chuông lúc nào biến thành giọng nữ bản thất sát ca. Ta nhớ được bản thân không có thiết lập tiếng chuông đi. Tống Thư Hàng trong lòng nghi hoặc. Là ai đưa hắn chuông điện thoại di động đổi? Gần nhất hắn hôn mê, bạo tạc phục sinh thời gian khá nhiều. Nói không chừng trong khoảng thời gian này. Đã có người trò đùa dai đổi hắn chuông điện thoại di động. Là đậu đậu, tam lãng tiền bối, đồng quái tiền bối, quay đầu lại nhất định phải mãnh liệt khiển trách cửu châu nhất hào quần tiền bối cùng đạo hữu loại này trò đùa dai hành vi. Tiếp đó, hắn bình tĩnh mở ra điện thoại trả lời. Người vạm vỡ cùng hoa văn nam tử thẳng tắp nhìn qua Tống Thư Hàng. Đặc biệt là hoa văn nam tử, trên thân những cái kia khói đen mãnh liệt, sát ý dục dịch, đè nén không được. Này, Thư Hàng tiểu hữu, người ở Lan Tây đảo lên sao? Thất sinh phù phủ chủ thanh âm theo trong điện thoại di động truyền đến. Tống Thư Hàng, đúng vậy, ta còn ở nơi này mua một cái phòng ăn. Tiền bối người muốn tới chỗ ta làm khách không? Bên cạnh, khôi lỗi tiên tử xếp tại cái cằm ngón tay khẽ ngoắc. Một cái cách âm pháp thuật rơi vào Tống Thư Hàng trên thân, đưa hắn cùng thất sinh phù phủ chủ trò chuyện che đậy mất. Ở đây có người bình thường. Quầy thu ngân phía dưới còn có cái tóc vàng tiểu cô nương. Tống Thư Hàng cùng thất sinh phù phủ chủ ở giữa nói chuyện, không thích hợp lại để cho cả hai nghe được. Điện thoại bên kia, thất sinh phù tiền bối cười nói, ta qua mấy ngày sẽ tiến về trước Điền Thiên Đảo, nếu như đến thời gian ngươi phòng ăn còn khai trương lời nói, ta đi tham gia náo nhiệt cũng không sao. Tống Thư Hàng, đến lúc đó tiền bối tới đây tiêu phí ta cho ngươi giảm giá đập, đúng rồi, tiền bối ngươi tìm ta có việc. Ta thu được một tin tức, một cái bị ta nhớ tại trên bút ký tà tu, vào hôm nay vừa vặn đổ bộ Lan Tây đảo. Nếu như Thư Hàng tiểu hữu ngươi có thấy hắn mà nói, có thể ra tay giúp ta đưa hắn chế ngự. Chờ ta qua mấy ngày đi Điền Thiên đảo thời gian, ngươi có thể đem vị này tà tu chuyển giao cho ta. Đối phương sức mạnh có lẽ chỉ có tam phẩm, dựa vào một loại tà pháp có thể đạt tới tứ phẩm trái phải chiến lực. Ngươi người mang công đức ánh sáng, vừa vặn khắc chế hắn. Đối phó hắn khẳng định dễ như trở bàn tay.
Thất Sinh phủ phủ chủ nhanh chóng nói. Lớn lên dạng gì, nếu như ta có gặp gỡ, liền thuận tay giúp đỡ tiền bối ngươi chế ngự. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Thất Sinh phủ phủ chủ, Thư Hàng tiểu hữu ngươi chịu trợ giúp thật sự là quá tốt, ta đem tin tức cùng ảnh chụp cấp phát ngươi. Tóm lại, đây cũng là lúc còn trẻ, ta ưng thuận thệ ngôn, muốn đem cái này tà tu đuổi bắt, đưa hắn đưa đến Hổ Nha Sơn, tế điện bị hắn hành hạ đến chết người vô tội người miền núi, kết quả mãi cho đến gần nhất mới tìm được tung tích của hắn. Thất Sinh phủ phủ chủ lúc tuổi còn trẻ hứa hạ lời thề thật sự nhiều lắm, cái kia bản dày đặc trên bút ký, ghi nhớ đầy lúc tuổi còn trẻ lập hạ lời thề. Những thứ này thệ ngôn có lớn có nhỏ, cũng không biết Thất Sinh phủ tiền bối sinh thời có thể hay không đem những thứ này thệ ngôn hoàn thành. Thất Sinh phủ tiền bối hiện tại có cái lớn nhất tâm nguyện, đó chính là tìm được thời gian thông đạo loại này trong truyền thuyết đồ vật, tiếp đó xuyên qua trở lại quá khứ, tìm được lúc tuổi còn trẻ bản thân. Một cái bạt tai thật mạnh rút đi qua lại để cho hắn choáng nha lại loạn phát ra lời thề. Tống Thư Hàng kết thúc cùng Thất Sinh phủ tiền bối trò chuyện. Người vạm vỡ một mặt mộng bức nhìn qua Tống Thư Hàng. Mà Hoa Văn Nam Tử, thì là cau mày, hắn luôn cảm giác Tống Thư Hàng lớn lên có chút nhìn quen mắt. Nhưng trí nhớ của hắn lại có điểm mơ hồ, liên quan tới Tống Thư Hàng trí nhớ giống như đã từng biến trong suốt qua. Leng keng Thất Sinh phủ chủ thông qua phần mềm chat. Cho Tống Thư Hàng phát một quyển sách tà tu tư liệu đến. Trên tư liệu, là một cái vạm vỡ, toàn thân hoa văn quỷ dị hoa văn nam tử. Nam tử trên thân còn xuyên qua đầy lỗ thủng cùng vòng, thoạt nhìn tương đối quỷ dị. Phía dưới còn có một quyển sách liên quan tới cái này tà tu cá nhân tình báo. Tỷ như tu luyện công pháp chỗ đặc thù, công pháp lỗ thủng. Thánh quang, nho ra chính khí, công đức ánh sáng, Phật gia thần thông. Đều khắc chế vị này tà tu tà công. Tống Thư Hàng sau khi xem tài liệu xong, ngẩng đầu lên, nhìn về phía xâm nhập hắn phòng ăn, còn khóa cửa sổ hoa văn nam tử. Ngoại trừ trên thân không có các loại tất cả lớn nhỏ vòng kim loại bên ngoài, gia hỏa này cùng Thất Sinh phủ chủ phát đưa tới tà tu, giống như đúc. Thế giới có đôi khi lộ ra rất lớn, nhưng có đôi khi thế giới lại là như thế nhỏ hẹp. Trùng hợp, hữu duyên, ngẫu nhiên, không. Trên đời này không có ngẫu nhiên, có chỉ là tất nhiên. Thiên nhai nơi nào không? Không đúng, Tống Thư Hàng lắc đầu, lại một lần nữa nói, tìm hoài mà chẳng thấy, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Nhưng mà, bởi vì khôi lỗi thiên tử thân mật ở bên cạnh hắn thi triển cách âm pháp thuật, ở đây không ai có thể nghe được thanh âm của hắn. Sư phụ ngươi đang nói cái gì? Sở Sở nghi ngờ nói. Nàng nhìn thấy Tống Thư Hàng nhìn qua vị kia chú thuật sư, miệng lưỡi tại mấp máy, nhưng không có phát ra âm thanh, rất là quỷ dị. Tống Thư Hàng, bên cạnh, khôi lỗi tiên tử ngón tay lại đằng sau hậu trường khẽ động, đem Tống Thư Hàng trên thân cách âm pháp thuật giải trừ. Cảm ơn tiên tử, Tống Thư Hàng xoay đầu lại, hai tay giao nhau, xếp tại cái cằm. Tiếp đó, ánh mắt của hắn thâm sâu nhìn qua vị kia hoa văn nam tử. Sở Sở. Người muốn không được qua đây sắp xếp ngồi, ba người chúng ta ngồi cùng một chỗ, lộ ra tương đối có khí thế. Tống Thư Hàng đề nghị. Sở Sở lập tức cự tuyệt, không muốn, quá sẽ không phối hợp, thân là đệ tử của ta, người tu hành còn xa xa chưa đủ a. Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm sâu nhìn qua vị kia hoa văn nam tử, lần nữa nói, đạp phá giày sắt. Tìm hoài mà chẳng thấy, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Công đức xà mỹ nhân mãnh liệt theo Tống Thư Hàng sau lưng xông ra, nàng trong miệng phát ra Tống Thư Hàng thanh âm. Nàng thu hình Tống Thư Hàng thanh âm, cùng sử dụng Tống Thư Hàng thanh âm đã đoạt Tống Thư Hàng lời kịch. Đoạt xong lời kịch về so tiên từ một quyền thỏa mãn. Đoạt lời kịch, thật sự là quá sung sướng. Sở Sở, khôi lỗi tiên tử, Tống Thư Hàng, ngươi là ai? Hoa văn nam tử cảnh giác nhìn qua Tống Thư Hàng. Công đức ánh sáng khắc chế hắn. Mà giống như Tống Thư Hàng sau lưng loại này thực chất hóa công đức ánh sáng, chỉ là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, khiến cho hắn cảm giác áp lực to lớn. Tống Thư Hàng, không nhận ra ta đến. Đúng rồi, lần này phục sinh cộng thời gian thành, trên người hắn thiên hạ không người không biết quân hiệu quả tựa hồ yếu hóa. Có đôi khi, cảm giác cái này thiên hạ không người không biết quân hiệu quả còn là rất hữu dụng. Đã như vậy, Tống Thư Hàng quyết định niệm ba câu lời kịch. Như thế nào là hiếu thuận, như thế nào là yêu thương, biết rõ tình thương của mẹ vĩ đại sao, thanh ấn hiển hiện, bá, bá tống,
Hoa văn nam tử rốt cuộc đem trước mắt cái này khuôn mặt ôn hòa nam tử cùng trong trí nhớ mình hình tượng phù hợp đến cùng nhau. Là hắn, từ ngàn năm nay đáng sợ nhất huyền thánh. Nghìn năm đệ nhất thánh, lần thứ hai hiển thánh tồn tại. Thân có hai thánh hào. Chư thiên vạn giới, chỉ cần là tu luyện giả, sẽ không có không biết bá tống huyền thánh uy danh. Bản thân mới vừa rồi là bị bảo vật hốt mắt, bị dầu mỡ heo bịt kín tâm, vậy mà không thể nhận ra bá tống huyền thánh tới đây. Tống Thư Hàng sau lưng, công đức xà Mỹ nhân yên lặng đem Tống Thư Hàng cái này ba câu lời kịch cũng thu đi xuống. Lần sau Tống Thư Hàng mở miệng muốn giảng như thế nào là hiếu thuận thời gian, nàng lại có thể đoạt một sóng. Lúc này, Tống Thư Hàng ánh mắt biến ngưng trọng lên, ngươi là muốn thúc thủ chịu trói, hay là muốn ta xuất thủ? Hoa văn nam tử, bá tống tiền bối, ta trước kia đắc tội qua ngươi sao? Ta hôm nay cũng là lần đầu tiên chân chính tiếp xúc đến lão nhân gia ngài a. Còn nhớ rõ hổ nha sơn bên trên, bị ngươi giết làm hại người miền núi sao? Tống Thư Hàng đứng dậy, bình tĩnh nói. Kinh khủng cảm giác áp bách, rơi vào hoa văn nam tử trên thân. Hoa văn nam tử đã sớm quên mất hổ nha sơn là cái gì đồ chơi. Thân là tà tu, hắn tu luyện công pháp nhiều khi cần sống tế sinh linh đến để thăng. Chết ở trên tay hắn sinh mệnh quá nhiều, căn bản đếm không hết, hắn ở đâu còn có thể nhớ kỹ hổ nha sơn là cái gì đồ chơi. Nhưng cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, trước mắt bá tống huyền thánh biết rõ hổ nha sơn. Lão nhân gia này còn biết, hổ nha sơn lên người miền núi là hắn giết chết. Cái này vấn đề liền nghiêm trọng. Nặng nề cảm giác áp bách, lại để cho hoa văn nam tử hô hấp đều biến khó khăn. Thiên hạ đệ nhất thánh, hai tháng bên trong hai lần hiển thánh. Chỉ là bá tống cộng bá nho hai cái thánh hào, có thể làm cho người ta tạo thành to lớn áp lực tâm lý. Huống chi hiện tại, hai cái thánh ấn tại Tống Thư Hàng sau lưng như ẩn như hiện, tự động cho hoa văn nam tử tăng cường cảm giác áp bách. Hoa văn nam tử cảm giác thân thể nặng nề, giống như một ngón tay đều nhúc nhích không được. Làm sao bây giờ, đánh là khẳng định đánh không lại, đối phương thế nhưng là huyền thánh. Chạy trốn cũng rất không có khả năng, người gặp qua một cái mới vào tứ phẩm cảnh giới tu sĩ, có thể theo huyền thánh trong tay chạy thoát thân. Trừ phi cái này tứ phẩm tu sĩ sau lưng có đại lão ủng hộ, hay hoặc là thuần túy là mở hách. Ni mã, chỉ là tùy tiện xâm nhập một nhà hàng cướp bóc cổ ma hạch tâm tại sao sẽ gặp gỡ bá tống huyền thánh lão nhân gia? Vì sao bá tống lại ở chỗ này mở nhà hàng? Nghĩ tới nghĩ lui, kết cục tựa hồ chỉ có một cái. Duy nhất tử nhĩ, thân là tà tu, đang không có cường đại đến nghịch thiên lúc trước, hắn đều không có cảm giác an toàn. Vì vậy, hắn đã sớm cho mình bố trí trùng sinh tà pháp. Trùng sinh đại giới rất lớn, nhưng chỉ cần có thể giữ được tính mạng, cái gì đại giới đều là đáng giá. Nhưng mà, tại một vị huyền thánh trước mặt chết mất, cũng là một kiện kỹ thuật sống. Ngộ nhỡ chết chưa đủ rất thật, bị đối phương phát giác được mình còn có phục sinh bí pháp, đối phương tìm hiểu nguồn gốc, cắt đứt hắn phục sinh cách làm sao bây giờ. Hoa văn nam tử suy nghĩ ngàn vạn. Đột nhiên, hắn nhãn tình sáng lên. Sau một khắc, hắn mãnh liệt đánh về phía bên người chính là cái kia người vạm vỡ, hai tay thành chộp. Nhìn qua, hắn tựa hồ nghĩ bắt được đại hán này, làm con tin. Cẩn thận, giấu ở dưới đáy bàn giòm ngó phòng ăn tóc vàng tiểu cô nương lo lắng kêu lên. Nàng máy móc mắt điện tử, bắt được hoa văn nam tử động tác. Nàng vừa dứt lời, liền phát hiện một đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở người vạm vỡ ngay phía trước, cùng đưa tay ngăn cản hướng hoa văn nam tử móng vuốt sắc bén. Đinh hoa văn nam tử móng vuốt sắc bén như đao, công kích nhanh như thiểm điện, nhưng vững vàng ngăn lại. Là chủ tiệm, thiếu nữ tóc vàng mở to hai mắt nhìn. Nhìn qua giống như là cái người bình thường chủ tiệm, dùng nàng máy móc mắt phải đều không thể thấy rõ tốc độ, di chuyển tức thời đến người vạm vỡ trước người, đã ngăn được hoa văn nam tử công kích. Điều này cần nhiều tốc độ nhanh, tuyệt đối vượt qua vận tốc âm thanh rồi a. Nhưng nếu như là tốc độ siêu âm lời nói, vì sao không có âm bảo? Hơn nữa, chủ tiệm ngăn lại hoa văn nam tử công kích thời gian, chỉ dùng một ngón tay. Tống Thư Hàng ngón trỏ phải, chuẩn xác điểm tại hoa văn nam tử lòng bàn tay. Hắn không có thi triển bất kỳ công pháp. Thế nhưng hắn nắm tay phải lên nghịch kình vũ sĩ quyền sáo là một kiện siêu cực phẩm pháp khí, là Tống Thư Hàng dùng sinh mệnh luyện chế ra tới đây bản mệnh pháp bảo. Hắn bản thân bổ sung nguyền rủa thương tổn, kịch độc thương tổn, hỏa diễm thương tổn,
thánh quang thương tổn, còn bổ sung huyễn thuật hiệu quả cùng làm nổ tâm ma hiệu quả. Nói cách khác, dù là Tống Thư Hàng chỉ là một cái bình tĩnh A, đều kèm theo các loại thuộc tính thương tổn. A Hoa Văn Nam Tử kêu thảm một tiếng, sau lưng ngã bay ra ngoài. Lòng bàn tay của hắn bị thánh quang, hỏa diễm thương tổn, tổn thương một mảnh. Chỉ bất quá thánh quang cùng pháp thuật hỏa diễm các loại hiệu quả, người bình thường mắt thường không cách nào thấy mà thôi. Ngã bay qua trình tự bên trong, Hoa Văn Nam Tử thuận tiện lấy, đụng nát phòng ăn một cái bàn. Hai chương bàn, Khôi Lỗi tiên tử đột nhiên lên tiếng nói đừng quên, phòng ăn này quyền sở hữu tuy rằng treo ở Tống Thư Hàng dưới danh nghĩa, nhưng phòng ăn này là nàng đổi tới, bên trong tất cả đồ vật đều là của nàng. Chỉ là nàng không có chứng minh nhân dân kiện các loại đồ vật, mới treo ở Tống Thư Hàng dưới danh nghĩa. Lần nữa nghiêm túc tuyên bố, phòng ăn là của nàng, đồ vật bên trong cũng đều là của nàng, bao gồm bị đụng nát hai chương bàn. Quầy thu ngân phía dưới thiếu nữ tóc vàng lại lắp bắp kinh hãi. Cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ có thể nói. Nàng vẫn cho là đây là một cái cỡ lớn bài trí, bởi vì tại nàng điện tử máy móc nhãn quan xem xét xuống, vị này nhìn như xinh đẹp mỹ nhân kỳ thật là một cái đại hình khôi lỗi. Thiếu nữ tóc vàng vốn tưởng rằng đây là chủ tiệm ưa thích cá nhân, dùng một cái rất thật người thật tỷ lệ con rối tới đây hấp dẫn khách nhân. Không nghĩ tới cái này con rối đột nhiên phát ra tiếng. Đây là cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn, là điện tử ghi âm, là trí tuệ nhân tạo. Thiếu nữ tóc vàng trong lòng dục dịch ngóc đầu dậy, nàng có chút nghĩ nghiên cứu một chút vị này đại tỷ tỷ kết cấu. Âm pháp sắc chú, tà năng chi môn, chi ác chi đạo, phá hủy. Hoa Văn Nam Tử trong miệng nhanh chóng niệm tụng, hắn tay kia đem một mai phủ văn ném ra. Đây là hắn tu luyện tà pháp chú thuật, đây là tu luyện giới đều rất ít gặp, dẫn dắt cửu u tà năng chú thuật. Phù văn ở giữa không trung bốc cháy lên, dẫn dắt ra nồng đậm cửu u tà năng, hướng Tống Thư Hàng vị trí oanh qua. Coi như là bát phẩm huyền thánh, tại đối mặt cửu u tà năng thời gian cũng muốn cảnh giác cẩn thận, bởi vì không cẩn thận bị cửu u tà năng bị nhiễm lời nói, sẽ rất phiền toái. Hoa Văn Nam Tử cũng không nhìn kết quả, âm pháp sắc chú chỉ là vì cho xuống một cái chú thuật chế tạo thi pháp thời gian. Hắn bắt đầu thi triển xuống một cái chú thuật, cái này chú thuật lai lịch đặc biệt đáng sợ. Nghe nói có thể dẫn dắt cửu u một vị đại lão. Sủng vật lực lượng. Chớ xem thường cửu u đại lão sủng vật, đại lão nhà chó giữ nhà, nói không chừng cũng là bát phẩm thậm chí là cửu phẩm trở lên cảnh giới đây. Nếu như có thể thành công thi triển chú thuật, coi như là đối phương là bá tống huyền thánh cũng muốn trả giá điểm đại giới. Cái này chú thuật thi triển thời gian tiêu hao đại giới thật lớn, thậm chí còn muốn trả giá đại lượng sinh mệnh lực làm đại giới. Nhưng đối với quyết định duy nhất tử nhĩ Hoa Văn Nam Tử mà nói, cũng không sao cả. Âm pháp sắc chú năng lượng, hóa thành một đoàn nồng đậm cửu u tà năng. Lần này, đã liền người bình thường người vạm vỡ cùng thiếu nữ tóc vàng đều thấy được cái này đoàn năng lượng. Loại này giống như dầu mỏ nồng đậm lăn lực lượng, bên trong ẩn chứa phá hư, giết chóc, tội ác, chỉ là thấy khiến cho đầu người da run lên, tay chân như nhũn ra. Đây là vật gì, chú thuật, người vạm vỡ trừng to mắt. Hắn mơ hồ biết rõ một ít liên quan tới Hoa Văn Nam Tử tin tức. Biết rõ đối phương rất đáng sợ. Vì vậy biết được Hoa Văn Nam Tử muốn tìm hắn về sau, hắn lập tức lựa chọn tránh né. Bất quá, tại tình báo của hắn bên trong, Hoa Văn Nam Tử là siêu nhất lưu sát thủ, am hiểu dùng kịch độc, giết người ở vô hình hai bên. Chết ở trong tay đối phương nhiều không kể xiết, đối phương khả năng còn nắm giữ một ít siêu tự nhiên năng lượng, hẳn là nguyền rủa các loại năng lực. Nhưng nguyền rủa các loại năng lực đến cùng là bộ dáng gì, người vạm vỡ thật sự tưởng tượng không đi ra. Hiện tại, hắn chính diện tiếp xúc đến loại lực lượng này, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Muốn chết rồi, lần này thật chết chắc rồi. Chủ tiệm, không cần phải xen vào ta. Người vạm vỡ kêu lên, cái này căn bản không phải nhân loại có thể chống cự lực lượng. Tống Thư Hàng, cái này bản thân, nhìn qua bưu hộc hộc. Tâm địa rồi lại ngoài ý muốn thiện lương. Lúc trước, hắn còn nhắc nhở Tống Thư Hàng đổi lại phòng ăn chiêu bài, miễn cho đưa tới phiền toái không cần thiết. Điếm trưởng, cái này đoàn dầu mỏ hình dáng đồ vật trong ẩn chứa lực lượng cường đại, nhanh tránh đi. Thiếu nữ tóc vàng cũng gấp bận bịu kêu lên. Không cần sợ, Tống Thư Hàng ôn nhu nói. Tại hắn ngực, một đóa trong suốt hoa sen chủ động nhảy đi ra. Hoa sen đẹp đẽ phảng phất là tác phẩm nghệ thuật. Sau một khắc, rễ hoa sen kéo dài ra,
đâm vào đến cái kia đoàn cửu u tà năng bên trong, thoáng cái liền đem hắn quất cái sạch sẽ. Kinh khủng dầu mỏ hình dáng năng lượng, tan thành mây khói. Điếm trưởng lợi hại như vậy, người vạm vỡ há to mồm. Quầy thu ngân phía dưới thiếu nữ tóc vàng, đầu cảm giác thế giới của mình xem đều nhận lấy trùng kích. Vô luận là hoa văn nam tử phóng xuất ra phù văn cùng tà ác năng lượng, còn là chủ tiệm ngực hoa sen, đều vượt ra khỏi nàng nhận thức. Loại này hoàn toàn không khoa học lực lượng, cùng nàng học tập, nắm giữ lực lượng hoàn toàn không phải một cái hệ thống. Siêu năng lực, loại này mặc dù có người đang nghiên cứu nhưng cho tới bây giờ không có bị chứng minh là đúng qua năng lực, thật tồn tại. Lúc này, đối diện, hoa văn nam tử dùng sức cắn nát đầu lưỡi ta của mình, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn chú thuật hoàn thành, tà năng thông đạo, mở ra, dẫn dắt, tiếp đó tràn đầy đi. Sinh mệnh chú thuật, người bận rộn đi T233, lập tức tuân lệnh. Hoa văn nam tử quát to. Trên người hắn năng lượng điên cuồng tụ tập, dùng nhập đầu lưỡi phun ra cái kia đoàn tiên huyết bên trong. Đồng thời, tính mạng của hắn lực lượng nhanh chóng tiêu hao. Tống Thư Hàng khẽ nhíu mày, nếu như hắn không có nghe sai lời nói. Vừa rồi hắn nghe được là số hiệu người bận rộn đi T233 đại danh. Cái này hiếm thấy tên, chắc có lẽ không có trùng tên A. Quả nhiên, một đạo quen thuộc ý chí thuận theo chú thuật năng lượng buông xuống. Là người bận rộn đi số hiệu T233 một đám ý chí. Cái này chú thuật, là cực kỳ lâu trước kia, bạch tiền bối chuyên môn khai phá đi ra, vì số hiệu T233 thu thập năng lượng dùng, tiếp đó truyền bá ra tới đây. Dù sao người bận rộn đi số hiệu T233 thể tích quá khổng lồ, mỗi lần tích góp từng tí một năng lượng đều bổ sung năng lượng rất lâu. Mọi người tại sử dụng cái này chú thuật lúc, liền sẽ dùng tánh mạng của mình vì số hiệu T233 bổ sung năng lượng. Mà số hiệu T233 tâm tình tốt lời nói, sẽ nhất thời cao hứng, phân ra một đám ý chí đi xuống, hưởng ứng một chút chú thuật hiệu triệu. Hôm nay... Mặt trời nhỏ người bận rộn đi số hiệu T233 khả năng tương đối có rảnh. Tống Thư Hàng nói. Người bận rộn đi số hiệu T233 cảm ứng được Tống Thư Hàng, lập tức liền hiểu được. Triệu hoán hắn xuất hiện người, là muốn đối phó số hiệu bá tống. Xin chào, số hiệu bá tống. Gặp lại, số hiệu bá tống. Mặt trời nhỏ nói xong, liền biến mất. Thời gian của nó rất quý giá. Gần nhất đang tại phối hợp chủ nhân dung hợp cái kia mở to mắt con người tinh cầu hạch tâm. Chỉ cần chất lên cái kia hạch tâm, hắn rút cuộc không cần lo lắng năng lượng tiêu hao vấn đề. Đương nhiên, đã phủ xuống, lại đột nhiên trở về, cũng nên cho thi thuật giả nói một tiếng. Vậy là tại trở về lúc trước, hắn lễ phép cho thi triển chú thuật hoa văn nam tử nhắn lại, người tốt, số hiệu T233 đột nhiên phát hiện mình cửa nhà còn không có khóa, phải về nhà đi khóa cửa. Người bận rộn đi số hiệu T233 lock cao. Hoa văn nam tử. Đây là cái gì tình huống? Rõ ràng đã đem cửu u thế giới đại lão nhà sủng vật ý chí triệu hoán ra rồi, vì sao lại đột nhiên đi trở về? Nhà có việc gấp ngài còn có thời gian đã chạy tới đi dạo. Làm như ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao, càng như thế lừa ta. Còn có, vừa rồi mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy mình triệu hoán tới đại lão nhà sủng vật ý chí. Tựa hồ cùng trước mắt bá Tống Huyền Thánh lên tiếng chào. Là ảo giác, Tống Thư Hàng vỗ nhẹ nhẹ tay, còn phải lại tiếp tục sao? T233 lập tức tuân lệnh nếu vẫn không được, có muốn hay không đổi thành thái thượng lão quân khoản? Hoặc là đến cùng khoản tam thanh tổ sư lập tức tuân lệnh. Hoa văn nam tử, bởi vì thi chú đại giới, da của hắn bắt đầu khô quắt, nếp nhăn hiển hiện, trong đầu tóc cũng nhiều ra rất nhiều tóc trắng. Cái này chú thuật tiêu hao sinh mệnh lực so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn một ít. Khủng khiếp, không thể lại kéo xuống dưới. Uống a, sư tử liên trảm, hoa văn nam tử điên cuồng vọt lên, song chảo liên tục huy động. Hắn năm ngón tay như đao, mỗi chỉ một cái lên đều có sắc bén khí kình chém ra. Đơn thuần nhìn khí thế lời nói, hoa văn nam tử công kích lộ ra vô cùng mạnh mẽ. Quầy thu ngân xuống. Thiếu nữ tóc vàng máy móc con mắt tập trung hoa văn nam tử, nàng não vực bên trong điện tử chip nhanh chóng tính toán, phân tích hoa văn nam tử động tác, ý đồ tính ra tránh né phương pháp. Không được, tốc độ quá là nhanh. Hơn nữa đối phương trên tay giống như cùng đao khí đổ vật, vô cùng sắc bén, coi như là kim loại cũng sẽ bị thiết cắt. Thiếu nữ tóc vàng lo lắng nói. Điếm trưởng có thể ngăn được công kích như vậy sao? Tại nàng máy móc con mắt nhìn chăm chú,
điếm trưởng xuất thủ. Ba điếm trưởng nhìn như tùy ý hất lên tay. Ngay sau đó, những cái kia sắc bén đao khí toàn bộ bị đập bay. Điếm trưởng bàn tay dư thế chưa giảm, một cái tát phiến tại Hoa Văn Nam Tử trên mặt. A, Hoa Văn Nam Tử kêu thảm một tiếng, thân hình xoay tròn lấy bay ra ngoài. Thân thể của hắn đụng vào trên vách tường, tại trên vách tường lăn mình hai vòng nửa, đụng ra mấy đạo vết rách về sau, mới chậm rãi chảy xuống. Thật, thật đáng sợ, thiếu nữ tóc vàng nhìn ngây người. Điếm trưởng quả thực mạnh không giống nhân loại. Giống như quái vật cường tráng. Tuy rằng hắn nhìn không thấy một khối cơ bắp lớn, nhưng chính là làm cho người ta một loại cực kỳ cường tráng thị giác cảm giác. Hai bàn lớn cộng một mảnh vách tường vết rách, Khôi Lỗi tiên tử bình tĩnh phát ra tiếng nói. Tống Thư Hàng, khoản này nợ khó đòi muốn tính đến trên đầu của ta sao? Hoa Văn Nam Tử giãy giụa lấy theo dưới đất đứng lên, nhìn qua bá Tống Huyền Thánh. Hắn phát hiện một cái không quá hay sự thật, bá Tống Huyền Thánh không có ý nghĩ muốn giết hắn. Từ đầu tới đuôi, bá Tống Huyền Thánh cũng chỉ là tại sử dụng phổ thông công kích hắn độ mạnh yếu cũng rõ lộ ra lưu lại lực đạo. Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng bá Tống Huyền Thánh đối với hắn có hảo cảm, muốn bồi dưỡng hắn trở thành người nối nghiệp cái gì. Đối phương sở dĩ một mực hạ thủ lưu tình, chỉ sợ chỉ có một cái nguyên nhân, muốn bắt sống hắn. Chẳng lẽ còn muốn tra hỏi ta, theo ta thân đào ra bí mật gì tới đây? Hay hoặc là, bá Tống Huyền Thánh muốn dùng ta làm cơ thể sống vật thí nghiệm? Hắn bản ý là cùng lắm thì một chết, sau khi chết về nhà phục sinh. Không nghĩ tới, tại bá Tống Huyền Thánh trước mặt, nghĩ oanh oanh liệt liệt bình thường chết một lần đều không được. Hoa Văn Nam Tử trước mắt. Đột nhiên, hắn chợt xoay người, một quyền hướng sau lưng vách tường oanh qua. Sách, chúng ta vừa tới tay nhà ăn nhỏ cũng không thể để cho ngươi như vậy phá hư. Tống Thư Hàng nói khẽ. Dứt lời, hắn đưa tay đối với Hoa Văn Nam Tử nhẹ nhàng một chút. Sau một khắc, Hoa Văn Nam Tử chỉ cảm thấy thiên địa biến đổi. Trước mắt hắn cảnh tượng biến hóa, phòng ăn không thấy, đổi thành một cái màu đỏ quảng trường. Đây là, chân thực ảo giác, Hoa Văn Nam Tử lập tức nghĩ tới trong truyền thuyết thất phẩm tôn giả trở lên cảnh giới, mới có thể nắm giữ năng lực. Trong quảng trường ở giữa, hắn cùng bá Tống Huyền Thánh hai cái đối lập mà nha. Khôi Lỗi tiên tử, Sở Sở, còn có một vị không biết thiếu nữ tóc vàng, xuất hiện ở quảng trường biên giới, ở vào xem cuộc vui trạng thái. Vị kia người vạm vỡ vừa không gặp tung tích. Thiếu nữ tóc vàng lúc này kinh ngạc nhìn qua bốn phía. Nàng đáng thương nhân sinh quan lần nữa nhận lấy trùng kích. Vì sao các nàng lại đột nhiên theo cái kia nhà ăn nhỏ đổi đến cái chỗ này? Không gian biến hóa, thị giác ảo giác, những thủ đoạn này, hoàn toàn không khoa học. Cho tới nay, nàng học tập, nắm giữ lực lượng hệ thống cùng tri thức, lúc này một chút cũng không phải sử dụng đến. Tống Thư Hàng ban đầu nghĩ trực tiếp đem Hoa Văn Nam Tử chơi đùa đến đông điện bên trong, nhốt lại. Bất quá ngẫm lại, khoảng cách thất sinh phù tiền bối đến còn có mấy ngày. Liên tục đem Hoa Văn Nam Tử nhốt lại lời nói, lộ ra quá lãng phí. Xài cho đúng tác dụng. Đệ tử của hắn Sở Sở còn có Tiểu Âm Trúc, đều thiếu khuyết một cái luyện công đối tượng. Mà bây giờ yếu ớt Hoa Văn Nam Tử, vừa vặn có thể xung làm nhân vật này. Vì vậy, Tống Thư Hàng đưa hắn chuyển rời đến hạ cung quảng trường phía trên. Coi như là bắt hoàn tất. Đương nhiên, vì phòng ngừa ra hỏa này tại hạch tâm thế giới bên trong loạn đi dạo, ảnh hưởng đến hạch tâm thế giới bên trong khách nhân khác, Tống Thư Hàng còn cần hạn chế một chút phạm vi hoạt động của hắn. Tứ vương giả bức tường, Tống Thư Hàng đưa tay hướng dưới đất nhấn một cái. Oanh long long, kim sư vương giả bức tường, bạch hổ vương giả bức tường, băng sa vương giả bức tường. Lôi Ưng Vương giả bức tường hiện hình, dựng đứng tại hạ cung trên quảng trường, đem Hoa Văn Nam Tử bao quanh bao bọc. Sau đó, Miểu Yêu Tiên Cơ Thần Môn xuất hiện ở Tứ Vương giả bức tường ngay phía trên. Đại môn chỉ cần một cửa bên trên, quảng trường liền biến thành một cái mật thất, hoàn toàn không cần lo lắng Hoa Văn Nam Tử chạy trốn. Liền bức tường cũng có thể biến ra, thiếu nữ tóc vàng hướng về phía sau vài bước, đưa tay nhẹ nhàng gõ cái này vài bức tường vách tường. Không phải huyễn thuật, là chân thật tồn tại đồ vật. Hơn nữa cái này vách tường quá cứng, cứng rắn mức độ hoàn toàn không khoa học. Đây là cái gì tài liệu chế tác thành vách tường, muốn làm sao sáng tác ra tới đây, điếm trưởng lại là làm sao đem chúng nó chuyển ra tới đây. Bình thường ẩn núp ở địa phương nào,
Nàng máy móc con mắt cũng không cách nào giám định vách tường chất liệu. Thiếu nữ tóc vàng lòng hiếu kỳ hãm không được, nàng thật là muốn nghiên cứu một chút cái này bốn bức tường vách tường cấu tạo, muốn biết chúng nó tồn tại nguyên lý. Lòng hiếu kỳ là nhân loại tiến lên động lực. Thăm dò không biết là tri thức nơi phát ra một loại cách. Hoa văn nam tử mặt xám như cho. Bá Tống Huyền Thánh quả nhiên là muốn đem hắn bắt sống. Hơn nữa, hiện tại hắn ở vào Bá Tống Huyền Thánh chân thực ảo giác bên trong. Nếu như hắn tử vong về sau, phục sinh tà pháp kích hoạt, nhất định sẽ bị Bá Tống Huyền Thánh cảm ứng được. Đến thời gian, phục sinh phương pháp còn không có khởi động, cũng sẽ bị chặn lại. Không thể chết được, ít nhất tại Bá Tống Huyền Thánh không có giải trừ chân thực ảo giác lúc trước, ta còn không thể chết được. Hoa văn nam tử trong lòng nói. Sở sở, lúc này, Tống Thư Hàng xoay người lại, kêu lên. Tại, sư phụ, sở sở nói. Đến, sư phụ cho ngươi cộng một tầng hộ giáp, tiếp đó hắn liền giao cho ngươi luyện tập. Vừa vặn chúng ta còn thiếu ít cái thực chiến đối tượng, ngươi có thể dùng hắn luyện tập xuống. Cẩn thận một chút, đối phương có tứ phẩm cảnh giới, so với ngươi cường đại hơn nhiều. Tống Thư Hàng nói. Ta có thể được không? Sở sở lên tiếng hỏi. Nàng gần nhất mới sửa tu tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, hiện tại cảnh giới của nàng vẫn còn nhị phẩm cảnh giới. Sĩ khả sát bất khả nhục, có thể chịu chết chứ không chịu nhục. Hoa văn nam tử nói. Muốn cho hắn làm bồi luyện đối tượng, Bá Tống Huyền Thánh khinh người quá đáng. Tống Thư Hàng ha ha cười một tiếng, chỉ vào sở sở nói, ta đây vị đệ tử, nhị phẩm cảnh giới. Cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi ở trong nửa giờ chiến thắng nàng, ta nên tha cho ngươi một mạng. Chuyện này là thật, hoa văn nam tử nhãn tình sáng lên. Mặc dù nói sĩ khả sát bất khả nhục có thể chịu chết chứ không chịu nhục, nhưng nếu như cho con đường sống lời nói, có một số việc đều có thương lượng chỗ trống. Tống Thư Hàng mỉm cười, có tin hay không là tùy ngươi, cơ hội ta là cho ngươi, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc. Tốt, hoa văn nam tử cắn răng nói. Sư phụ! Ta không có vấn đề sao? Sở sở có chút lo lắng nói. Đối phương lại yếu, cũng là tứ phẩm cảnh giới. Nàng mới nhị phẩm, kém đối phương hai cái đại cảnh giới. Hơn nữa, nàng sửa tu tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công không bao lâu, công pháp cũng còn không có nắm giữ thuần thục. Không cần lo lắng, tin tưởng mình. Hơn nữa coi như thua cũng không quan hệ, tính mệnh hắn không có đến tuyệt lộ, lần này hãy bỏ qua hắn. Lần sau nếu có cơ hội gặp gỡ, lại bắt hắn không muộn. Tống Thư Hàng đưa tay, vỗ nhẹ nhẹ sở sở. Đằng sau hậu trường, thuộc về đạo ý của hắn quấn quanh tại sở sở trên thân. Sở sở trong lòng khẽ động, lập tức hiểu ra đến. Đây là thuộc về Tống Thư Hàng đạo ý khôi giáp. Nếu như kích hoạt cái này thân đạo ý khôi giáp, đến lúc đó chiến đấu, nàng đã đứng ở thế bất bại. Đi thôi. Thể nghiệm một chút cùng tứ phẩm chú thuật sư ở giữa chính diện chiến đấu. Tống Thư Hàng nói. Sở sở nhẹ gật đầu, nàng đưa tay đem kiếm cột trên chân rút ra, đứng ở hoa văn nam tử đối diện. Uống, hoa văn nam tử cắn răng một cái, trên người hắn nguyên bản mỏng manh sương mù màu đen lần nữa tăng vọt, hóa thành thực chất, kèm ở hai tay của hắn. Hắn đưa tay dùng sức ném đi, hai luồng khói đen hướng sở sở ném tới đây. Sở sở rút kiếm. Đem kiếm thuật của mình triển khai đến mức tận cùng. Đoàn kiếm không ngừng đâm ra, hóa thành võng kiếm, đem hai luồng khói đen đánh nát. Nhưng nghiền nát khói đen rồi lại xuyên thấu qua võng kiếm, như mưa rơi rơi xuống sở sở trên thân. Đây là tứ phẩm đối với nhị phẩm, đẳng cấp lên triển đè. Lúc này, sở sở trên thân, dẹp loạn cái này quấn quanh đạo ý kích hoạt ra. Đạo ý lưu chuyển, án lấy sở sở hình thể, hóa thành thiếp thân khôi giáp. Như mưa rơi khói đen năng lượng, rơi vào đạo ý khôi giáp bên trên. Đạo ý khôi giáp khẽ sáng ngời, liền đem chúng nó toàn bộ ngăn lại. Khải ý, hoa văn nam tử cả kinh nói. Đối diện, không có nỗi lo về sau, sở sở thân hình khẽ động, kiếm khí tung hoành, chỉ công không thủ. Trong lúc nhất thời, kiếm khí bao phủ hoa văn nam tử, đưa hắn bước liên tiếp lui về phía sau. Rất tốt, chính là như vậy. Sở sở. Chúng ta nửa giờ sau gặp, Tống Thư Hàng phất phất tay. Thiếu nữ tóc vàng chỉ cảm thấy nhãn tình sáng lên, chẳng biết lúc nào lại trở về nhà ăn nhỏ bên trong. Thân ảnh của nàng như trước xuất hiện ở quầy thu ngân xuống. Trở lại, thiếu nữ tóc vàng mê mang quay đầu chung quanh.
Mà tại phòng ăn quầy thu ngân vị trí phía trước, người vạm vỡ hai mắt trợn trừng to lớn. Mắt hắn trợn trợn nhìn xem chủ tiệm một đoàn người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn tận mắt bọn hắn lại lăng không lóng lánh. Quá khoa học viễn tưởng. Hiện thực quả nhiên so với phim còn muốn ly kỳ. À, ngươi còn tại à, ta còn nghĩ đến ngươi sẽ thừa cơ rời đi. Tống Thư Hàng mười ngón giao nhau, xếp tại cái cằm nhìn qua người vạm vỡ. Đối phương chỉ là người bình thường, vì vậy hắn không có đem đối phương dẫn vào đến hạch tâm thế giới. Chưa có chạy cũng đúng lúc, tốt nhất đưa hắn vừa rồi trí nhớ tiêu trừ sạch. Khôi lỗi tiên tử bình tĩnh nói. Người vạm vỡ, biến mất, tiêu trừ trí nhớ, hắc y nhân hệ. Từ hôm nay trở đi, cố gắng học tập nhất, nhất định phải tiêu trừ trí nhớ sao? Có thể hay không có đằng sau di chứng? Quá trình có thể hay không rất thống khổ? Tiêu trừ trí nhớ phương pháp, là vật lý tiêu trừ trí nhớ pháp sao? Người vạm vỡ cả lăm mà nói, trong lòng có điểm sợ. Quầy thu ngân phía dưới thiếu nữ tóc vàng đồng dạng bối rối nói, nhất. Nhất định phải tiêu trừ trí nhớ sao? Bởi vì không tiêu trừ lời nói, sẽ rất phiền toái. Khôi lỗi tiên tử nói, chúng ta rất bận rộn, nếu như bởi vì nguyên nhân của các ngươi, đưa tới rất nhiều người tới cửa quấy rối lời nói, chúng ta còn muốn hay không tu luyện. Luyện đan, luyện khí, tu luyện, mở phòng ăn, chuyện gì đều cần đưa vào đại lượng tinh lực. Vì vậy, chúng ta không có thời gian có thể lãng phí. Lời này ý tứ liền là, yêu thương để làm chi đi, đừng quấy rầy ta tu tiên. Nhân loại một khi đã biết siêu tự nhiên năng lực, liền sẽ nghĩ biện pháp đi tiếp xúc, theo đuổi. Hầu như đại bộ phận lòng người bên trong đều có cái trở thành cao thủ, siêu nhân mộng tưởng. Vì vậy, nếu như không có muốn thu ngươi là đồ ý tưởng, có đôi khi biến mất trí nhớ phương pháp đơn giản thô bạo, rồi lại tương đối hữu hiệu. Thì ra là thế, ta còn cho rằng tu luyện giới có cái gì quy tắc ngầm, tựa như trong phim ảnh như vậy, một khi bị người bình thường thấy, liền phải nghĩ biện pháp xóa đi trí nhớ cái gì. Tống Thư Hàng nói, yên tâm đi, tiêu trừ trí nhớ quá trình, một chút cũng sẽ không đau. Bá Tống, duỗi ra người thái dương chỉ tới đây. Khôi lỗi tiên tử nói. Tống Thư Hàng nghi hoặc vươn bản thân công đức ngón tay, lên tiếng hỏi, ta thái dương chỉ không có xóa đi trí nhớ công năng đi. Đừng nói chuyện, vươn ra, tiếp đó thắp sáng. Khôi lỗi tiên tử nói. Tống Thư Hàng phối hợp tiên tử, ý niệm khẽ động, công đức ngón tay đại phóng ánh sáng. Chói mắt công đức ánh sáng, tựa như mặt trời nhỏ hào quang. Tốt chói mắt, muốn mù, người vạm vỡ cảm giác ánh mắt của mình một hồi trắng xóa. Mà đang ở hắn dùng lực lượng vỗ về bản thân con mắt, lực chú ý đều tập trung vào bày ra mù ý nghĩ này lúc, khôi lỗi tiên tử sử dụng xóa đi trí nhớ tiểu pháp thuật. Tại người vạm vỡ không có, nhất phòng bị lúc, xóa đi ghi nhớ pháp môn sẽ thay đổi càng hữu hiệu. Làm người vạm vỡ bôi xong con mắt về sau, đã biến một mặt mê mang. Ồ, ta là ai? Đây là địa phương nào, chuyện gì xảy ra? Người vạm vỡ gãi gãi đầu, một mặt mộng bức. Thiếu nữ tóc vàng trừng to mắt nguyên lai trong phim ảnh hắc y nhân tia chớp bút, đã tiến hóa làm tia chớp chỉ sao. Những thứ này tiểu pháp thuật sinh hoạt hàng ngày bên trong đều hữu dụng đến. Có rảnh đừng chỉ biết rõ mở phòng ăn chơi, nhiều nghiên cứu một chút những thứ này thực dụng đồ vật. Khôi lỗi tiên tử nghiêm trang đối với Tống Thư Hàng nói. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt muốn mở phòng ăn chơi là hắn sao? Phòng ăn không phải khôi lỗi tiên tử chính ngươi giao dịch tới sao? Hắn chỉ là thuận thế tiếp nhận phòng ăn này, mở ra vui đùa một chút đi. Tống, có khổ khó nói, Thư Hàng. Bất quá khôi lỗi tiên tử nói cũng đúng, có chút tiểu pháp thuật hắn là phải tranh thủ học tập một chút. Che giấu thân hình huyễn thuật, che đậy thanh âm pháp thuật, tiêu trừ trí nhớ pháp thuật. Dù sao, hắn thế nhưng là muốn trở thành đáng tin đại tiền bối nam nhân. Cũng không thể luyện đến rất cao cảnh giới về sau, còn chỉ sẽ cái sạc pin thuật cùng với trưởng tâm lôi đúng không? Quyết định rồi, từ giờ trở đi, hắn mà bắt đầu cố gắng học tập. Tiếp đó, làm Tống Thư Hàng quyết định lập tức bắt đầu học tập những thứ này hữu dụng tiểu thuật pháp thời gian, hắn nghĩ tới một vấn đề. Hắn không có tài liệu giảng dạy. Hiện trong tay hắn có một vài pháp thuật sách. Đầu tiên là phong ấn hệ phong ấn pháp thuật nhập môn, nền tảng ngũ hành phong ấn pháp bách khoa toàn thư. Đây là lần trước đập xong mạt pháp chi chiến về sau, Bạch Tiền Bối cho hắn phát phiến thù lao. Bạch Tiền Bối lúc ấy vì Cửu Châu nhất hào quần tất cả đạo hữu đều chuẩn bị thích hợp phiến thù lao.
Vì Tống Thư Hàng chuẩn bị liền là phong ấn hệ nhập môn sách cùng ngũ hành phong ấn pháp thuật. Dù sao thân là tu luyện giả, liền cái đơn giản phong ấn pháp cũng không biết, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Kết quả học cho tới bây giờ, Tống Thư Hàng còn chỉ nắm giữ trụ cột nhất phong ấn pháp lý luận. Mặt khác hai quyển là Thiên Sư Chính Pháp Lôi Pháp Thiên, Huyễn Thuật Trận Pháp Bố Trí Tường Giải. Là quy tiền bối theo cuồng phách ma quân trên thân đoạt, lại qua tay đưa cho Tống Thư Hàng. Mà cái này bốn bản pháp thuật trên sách, đều không có cách âm kết giới cùng với tiêu trừ trí nhớ pháp thuật các loại thực dụng tiểu pháp thuật. Tiên tử, có hứng thú hay không dạy bảo ta tiêu trừ trí nhớ tiểu pháp thuật? Tống Thư Hàng mong đợi nhìn qua Khôi Lỗi tiên tử. Vội vàng đây, Khôi Lỗi tiên tử mười ngón giao nhau, xếp tại cái cằm, nghiêm túc nói, ta đang bề bộn lấy mở cửa tiệm, nào có ở không dạy ngươi. Tống Thư Hàng, mà lúc này người vạm vỡ gãi gãi đầu, thật sự nhớ không nổi bản thân tại sao lại xuất hiện ở cái tiểu điếm này. Vậy là, hắn lại một mặt mộng bức đi ra. Mới ra cửa tiệm không lâu, hắn liền thấy được bản thân mấy người thuộc hạ, ngã trái ngã phải nằm ở phòng ăn bên ngoài cách đó không xa, ở vào trạng thái hôn mê. Chung quanh có một đám mù mịt chân tướng cật qua quần chúng, đang tại cường thế vây xem. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta cảm giác tâm tính thiện lương sợ? Hắn vội vàng chạy đến bản thân mấy người thuộc hạ bên người. Hắn dùng lực lượng vỗ cấp dưới khuôn mặt, tỉnh, tỉnh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bất quá thuộc hạ của hắn ngủ rất say, tựa như chúng ta, dù là hắn dùng lực lượng quất hắn nhóm cái tát cũng gọi bất tỉnh bọn hắn. Không cần vỗ, chúng ta đã dùng hết vài loại biện pháp, liền là kêu bất tỉnh. Yên tâm đi, chúng ta đã kêu xe cứu thương rất nhanh liền đến. Bên cạnh có thiện lương quần chúng lên tiếng nói. Người vạm vỡ dùng sức nhào nặn lông mày. Là ai đem huynh đệ của hắn đánh ngất xỉu? Hắn lại tại sao lại xuất hiện ở cái kia kỳ quái trong nhà ăn? Trong nhà ăn chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn một chút cũng không nhớ nổi tới đây? Hắn đau khổ suy tư về, hy vọng theo trong đầu đào móc một chút xuất hiện manh mối tới đây. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên, hắn nhớ tới bản thân trước đó không lâu lấy được cái kia bảo vật. Hắn không biết cái này bảo vật đến cùng là vật gì. Chỉ cảm thấy mang theo hắn thời gian, cái này bảo vật lên sẽ phát ra tà ác, dụ hoặc thanh âm. Cái này bảo vật, là phỏng tay khoai lang. Ta phải nghĩ cái biện pháp, đem hắn rời tay đi ra ngoài mới đúng. Người vạm vỡ thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ đến rời tay biện pháp, hắn lập tức liền nghĩ đến Lan Tây Đảo lên đấu giá hội. Lan Tây Đảo nghe nói là có một cái thế lực cường đại nâng đỡ địa phương. Lan Tây Đảo lên đấu giá hội có rất cao uy quyền tính. Thế nhưng, hắn bảo vật này đến cùng là vật gì, liền chính hắn đều làm không rõ ràng lắm. Xuất ra đi bán đấu giá, có thể hay không thua thiệt. Muốn không, trước tìm người đi giám định một chút. Trong lúc đang suy tư, xe cứu thương đã đến. Người vạm vỡ trước phụng bồi huynh đệ của hắn đi bệnh viện, trong lòng đã nghĩ đến xử lý như thế nào cái kia quỷ dị bảo vật. Trong nhà ăn, kế tiếp đến phiên ngươi. Tiểu nha đầu, Khôi Lỗi tiên tử cúi đầu, dùng lưu loát một tràng tiếng Anh nói. Nói thật, Tống Thư Hàng hoàn toàn không biết nàng là lúc nào nắm giữ cái này ngoại ngữ. Ta, trí nhớ của ta cũng muốn xóa đi, thiếu nữ tóc vàng cà lăm mà nói. Yên tâm đi, sẽ không đau, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Khôi Lỗi tiên tử nói. Tống Thư Hàng xoay người duỗi ra bản thân công đức ngón tay, dọc tại thiếu nữ tóc vàng trước mặt, đến, nhìn xem hắn. Tia chớp sáng ngời, trí nhớ của ngươi liền tiêu trừ. Đột nhiên, phòng ăn cửa lại bị người đẩy ra. Đã tìm được, ngay ở chỗ này. Định vị tin tức xác định nàng ngay ở chỗ này, không có sai. Cẩn thận một chút, vây quanh nhà này phòng ăn, không muốn để nàng chạy trốn tiếp. Chú ý, bắt sống nàng, không muốn phá hư nàng. Nàng là quý giá thí nghiệm cơ thể. Tập trung vị trí của nàng, nhỏ giọng một chút, không muốn kinh động nàng. Mấy cái sóng âm tần suất rất thấp thanh âm, tại cửa vang lên. Loại này giao lưu lên tiếng tần suất, xa xa thấp hơn nhân loại bình thường có thể nghe được thanh âm tần suất. Kể từ đó, loại này giao lưu phương thức đạt đến truyền âm nhập mật hiệu quả. Khoa học bản thô giáp quần thể truyền âm nhập mật. Chỉ là, ngũ phẩm kim đan linh hoàng cảnh giới Tống Thư Hàng, sớm đã không phải là người bình thường phạm vi. Cái này mấy cái giao lưu thanh âm, hắn nghe rõ ràng. Ngoại trừ thanh âm bên ngoài, cửa ra vào đứng đấy mấy cái gia hỏa, thân hình cũng ở vào ẩn hình trạng thái. Tại Tống Thư Hàng trong mắt,
cái này mấy cái gia hỏa nhìn qua cũng như là trong suốt kính kết thành, nếu như bọn hắn tựa ở tạp vật đống các loại địa phương, đi thần nói không chừng liền sẽ không để ý đến bọn hắn. Thế nhưng, tu sĩ nhìn đồ vật, dùng không chỉ có là mắt thường. Tại Tống Thư Hàng thần thức phía dưới, cửa ra vào nhóm người này gia hỏa dễ làm người khác chú ý như là kiến đen trên giấy trắng. Đã tìm được, dùng nhìn thấu công năng, đã gặp nàng trốn ở quầy thu ngân phía dưới. Chờ, cái này tư thế, cái này điếm trưởng là ai, sẽ đối nàng làm cái gì? Không cần lo lắng, cái này điếm trưởng chỉ là người bình thường. Có thể là thấy sắc động tâm, bụng đói ăn quàng. Tống Thư Hàng, bụng đói ăn quàng là cái gì quỷ? Hắn cúi đầu nhìn xuống động tác của mình, lúc này hắn đang đưa công đức ngón tay, đối với thiếu nữ tóc vàng. Những thứ này liền là người muốn tìm ngươi sao? Tống Thư Hàng đối với thiếu nữ tóc vàng, truyền âm nhập mật. Thiếu nữ tóc vàng nghe vậy, thân hình cứng đờ. Nàng máy móc mắt quét về phía cái kia phòng ăn vị trí, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Đáng chết, cái này điếm trưởng vị trí cản trở nàng, chúng ta không cách nào đem nàng thu về. Dùng súng gây mê, trước đem điếm trưởng làm ngã. Những thứ này người bình thường, quá vướng bận, nếu không phải sợ làm cho hỗn loạn, thật muốn đem loại này bụng đói ăn quàng ra hỏa quét sạch. Tống Thư Hàng, đang khi nói chuyện, một đạo thân ảnh giơ lên súng gây mê, đối với Tống Thư Hàng tới một phát. Súng gây mê đạn bắn về phía Tống Thư Hàng. Đinh, Tống Thư Hàng khẽ nhất tay một cái, dùng hai ngón tay kẹp lấy súng gây mê cây kim đạn. Hắn tiếp được, ta cảm giác hắn đang nhìn chằm chằm vào ta xem. Hắn phát hiện chúng ta, không có khả năng, chúng ta đang đứng ở ẩn hình trạng thái, người bình thường tuyệt đối không thể nào thấy được chúng ta. Có thể là súng gây mê đạn bị hắn giác quan thứ 6 đã nhận ra. Người ta có thể là cái vật lộn cao thủ, thẳng cảm giác nhạy cảm. Đổi lại góc độ, theo sau lưng của hắn xạ kích. Tống Thư Hàng thu lại ngón tay, cùng khôi lỗi tiên tử bảo trì cùng khoản tư thế. Ừ, đột nhiên cảm giác có chút thú vị. Một lát sau, cái kia trong suốt thân ảnh, lặng lẽ chuyển rời đến Tống Thư Hàng sau lưng, lần nữa giơ lên súng gây mê, đối với Tống Thư Hàng tới một phát. Công đức xà mỹ nhân hiện thân, đầu ngón tay bắn ra, đem súng gây mê cây kim đạn cho bắn bay. Bất quá, người bình thường là nhìn không tới công đức xà mỹ nhân. Khi bọn hắn xem ra, súng gây mê cây kim đạn sắp bắn trúng Tống Thư Hàng lúc, đột nhiên bị bắn bay đi ra ngoài. Trợn tròn mắt đi, ta coi như là không ra tay đi kẹp cây kim đạn, bằng các ngươi súng gây mê cũng mơ tưởng bắn trúng thân thể của ta. Tống Thư Hàng ngoài có công đức xà mỹ nhân tự chủ hộ thể, bên trong có tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong vương bát chuyên gia thuẫn, đồng dạng mang theo tự động hộ chủ công năng. Trừ điều đó ra, hắn còn có kiện ngũ phẩm cấp bậc hắc thiết thần giáp, cũng có cùng loại tự động hộ thể hiệu quả. Coi như là những thứ này đều án binh bất động, hắn còn có hộ thể linh lực. Súng gây mê căn bản đừng nghĩ đánh tới Tống Thư Hàng nhục thân. Gặp quỷ rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Gia hỏa này trên người có lắp kính sao? Cùng tiến lên, đồng thời xạ kích, nhiều như vậy gây tê cây kim xuống dưới lời nói, sẽ chết người a. Không quan hệ, xử lý tốt chút, chết một người người chúng ta có thể giải quyết. Như vậy hung tàn, Tống Thư Hàng nói thầm. Đã như vậy, liền đừng vội trách ta. Tống Thư Hàng khóe miệng khẽ giơ lên, chuẩn bị cho bọn người kia chút màu sắc nhìn một cái lấy chính nghĩa báo oán, dựa vào cái gì trả ơn. Thực cho là ta mọc ra một tấm ôn hòa khuôn mặt trứng liền tốt ăn hiếp. Đang lúc này, tại Tống Thư Hàng trước mặt có một cánh cửa xuất hiện, bị đẩy ra. Cánh cửa không gian. Là Bạch Tiền Bối rốt cuộc chơi chán trở lại. Không đúng, Bạch Tiền Bối xuyên qua thời gian cũng không dùng cánh cửa không gian. Không gian thiên phú của hắn cùng kiếp tiên cánh cửa không gian là hai cái hệ thống lực lượng. Là ai? Công đức xà mỹ nhân đồng dạng cảm ứng được không gian chấn động. Nàng lại không cùng những cái kia hỗn tạp cá chơi đùa, thân hình đem Tống Thư Hàng bao quanh bảo hộ, phòng bị cánh cửa không gian bên trong muốn nhảy ra đồ vật tới đây. Bởi vì lực chú ý bị cái này cánh cửa không gian hấp dẫn nguyên nhân, những cái kia trong suốt ẩn thân ra hỏa hướng hắn phóng tới cây kim đạn hắn cũng không có tới đây kịp bắn ngược trở về. 333. Tất cả cây kim đạn dính tại công đức xà mỹ nhân đuôi rắn trên lân phiến, kim tiêm toàn bộ khác thường bắt đầu vặn vẹo. Ở đằng kia chút ít ẩn thân ra hỏa xem ra, tất cả gây tê kim tiêm sắp bắn tới điếm trưởng lúc, đột nhiên toàn bộ lơ lửng đến giữa không trung, kim tiêm bóp méo.
siêu năng lực, niệm động lực, nhưng siêu năng lực đầu đề không phải là cái giả mệnh đề sao? Chúng ta căn bản không có theo trong nhân loại tìm kiếm ra kích hoạt siêu năng lực khả năng A. Chỗ mấu chốt cứng rắn, lên vũ khí, ta cũng không tin hắn siêu năng lực liền đạn cũng có thể ngăn trở. Lúc này, cánh cửa không gian bên trong có một cái chân ngọc bước ra. Chân nhỏ như ngọc trắng như tuyết, đệm nhô cao, đường cong ưu mỹ, xanh nhạt ngón chân thoa màu hồng phấn sơn móng tay. Ngay sau đó, một vị mặc màu đen váy thiếu nữ, theo cánh cửa không gian bên trong bước ra. Trên váy của nàng, buộc lên một mai trứng bổ câu lớn minh châu. Váy đen thiếu nữ hiện thân trong nháy mắt, vừa hay nhìn thấy một đám tên kỳ quái, sơ kỳ quái vũ khí, đối với Tống Thư Hàng một hồi xạ kích. Mà Tống Thư Hàng giống như làm như không thấy, hai tay mười ngón giao nhau, xếp tại cái cằm, nghiêm trang bộ dạng. Ừ, không nghĩ tới người có dạng này sở thích, ưa thích ngồi bất động làm cho người ta công kích. Váy đen thiếu nữ nhìn qua Tống Thư Hàng, bình tĩnh nói, nếu như ngươi có loại này sở thích lời nói, ta có thể thỏa mãn ngươi. Tống Thư Hàng, ta nói ta hiện tại kỳ thật là ở trang bức, ngươi tin không tin? Không có sai, tuy rằng ta hiện tại ngồi bất động, bằng người dùng súng gây mê cuồng xạ, nhưng ta thật là tại trang bức A, ngươi muốn tin tưởng ta. Những cái kia trong suốt ẩn hình ra hỏa, thấy trong nhà ăn đột nhiên nhiều hơn một cái tóc đen váy đen nữ tử thời gian, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đây là cái gì ma thuật? Đại biến người sống, bọn hắn thật sự không thể hiểu cái này váy đen nữ tử như thế nào xuất hiện, chẳng lẽ là lấy tốc độ siêu âm, trong nháy mắt đã chạy tới. Xin chào, Sở tiền bối. Tống Thư Hàng mỉm cười, Sở tiền bối ngươi cũng biết nhà ta khai trương. Muốn tới làm khách sao? Khai trương, váy đen nữ tử xoay đầu lại, ở chung quanh nhìn một vòng, tiếp đó nàng nghi hoặc lên tiếng hỏi, phòng ăn. Đúng vậy, Tống Thư Hàng nói. Nhưng là hôm nay ta ăn no rồi tới, ăn 11 chân bạch tuộc, rất lớn cái chủng loại kia. Sở các chủ bình tĩnh nói. Cơm nước xong xuôi cũng có thể ăn chút món điểm tâm ngọt đi, sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Tống Thư Hàng nói. Tiếp đó hắn xoay người lại. Ách, Sở Sở còn đang ở hạch tâm thế giới bên trong khiêu chiến hoa văn nam tử đây. Tống Thư Hàng hiện tại cũng không dám đem hạch tâm thế giới mở ra. Sở các chủ oan còn đang ở hoạt tuyền ngâm nước đây, nếu như đem hắn hạch tâm thế giới mở ra một khe nhỏ, sở các chủ lập tức có thể cảm ứng được sở các chủ oan khí tức, thừa cơ chui vào đến hắn hạch tâm thế giới bên trong đi. Đến lúc đó, hắn nhưng không ngăn cản được sở các chủ. Vì vậy, chỉ có tìm người khác tới thay thế sở sở. Mấy người các ngươi, đừng thất thần, nói đúng là mấy người các ngươi, cầm lấy súng gây mê bắn ta. Chớ ngu dưa đứng đấy. Thật coi ta nhìn không thấy các ngươi à. Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm vào mấy cái bảo trì ẩn thân gia hỏa nói. Cái kia một đám bảo trì ẩn thân gia hỏa trong lòng đắng chát, cái này kỳ quái điếm trưởng quả nhiên đã sớm phát hiện bọn hắn. Ngươi, biết làm món điểm tâm ngọt sao? Tống Thư Hàng chỉ vào người ẩn hình số 1 lên tiếng hỏi. Người ẩn hình số 1 lắc đầu. Ngu xuẩn, liền món điểm tâm ngọt cũng không biết làm, còn ra tới đây lăn lộn cái gì lăn lộn. Tống Thư Hàng cách không một trường đập đi. Trường phong phát ra như sấm thanh âm. Oanh long long, người ẩn hình số 1 mũ giáp bị đánh thành phấn vụn, toàn bộ người bị đánh bay ra ngoài, trên không trung xoay tròn bay múa, một mặt máu. Ba đáp một tiếng, người ẩn hình số 1 rơi xuống đất. Trên người hắn ẩn hình trang bị mất đi hiệu quả, vẻ mặt tràn đầy máu, thân thể của hắn co quắp một chút, hôn mê rồi. Người tiếp theo, biết làm món điểm tâm ngọt sao? Tống Thư Hàng tiếp tục lên tiếng hỏi. Ta biết cơm tráng trứng. Người ẩn hình số 2 nói. Đồ đần, cơm trứng chiên ta cũng đã biết, ta còn biết hoàng kim trứng trứng tráng, so với ngươi còn lợi hại. Ngay cả ta cũng không bằng, muốn ngươi làm gì dùng. Tống Thư Hàng lại cách không một trưởng đập đi. Trưởng phong đè xuống, lại là lôi minh vang lên. A, người ẩn hình số 2 kêu thảm một tiếng, đồng dạng bị đập bay đi ra ngoài. Mũ giáp ở giữa không trung vỡ vụn, một mặt máu, vẻ mặt tràn đầy thống khổ bóp méo. Ba một tiếng, người ẩn hình số 2 rơi xuống đất. Hắn so với người ẩn hình số 1 rơi xuống đất thanh âm thiếu đi một tiếng, bởi vì hắn có một nửa thân thể rơi xuống đất, một nửa khác rơi vào số 1 trên thân. Người tiếp theo, biết làm cái gì? Tống Thư Hàng quay đầu nhìn thẳng cái thứ ba người ẩn hình. Chết đi, ác ma chết đi. Người ẩn hình số 3 móc ra súng ống. Đối với Tống Thư Hàng một hồi cuồng xạ.
đạn ánh lửa lóng lánh toàn bộ phòng ăn. Tống Thư Hàng một mặt không kiên nhẫn, tại người ẩn hình số 3 nổ súng trong nháy mắt, hắn đã một chưởng đập đi. Lần này trưởng phong trực tiếp hóa thành mắt thường có thể thấy được toàn phong, bắn về phía Tống Thư Hàng, đạn toàn bộ bị trưởng phong cuốn lấy trở thành toàn phong một bộ phận. Trưởng phong rơi vào người ẩn hình số 3 trên thân. 333 số 3 trên thân khôi giáp toàn bộ bị chen lấn bạo. Số 3 kêu thảm một tiếng, một thân máu, tiếng kêu thảm thiết như mổ heo. Ba hắn trước bị dán đến trên vách tường, lại chảy xuống, một bức tường máu. Còn sót lại người ẩn hình đã toàn bộ ngớ ngẩn. Quầy thu ngân phía dưới thiếu nữ tóc vàng hai mắt sáng lên, hai tay khẩn trương nắm chặt nắm tay. Điếm trưởng là người bình thường, không có trải qua cơ giới hóa cải tạo, nhưng có được quái vật sức mạnh. Đây rốt cuộc là cái gì kỹ thuật? Điếm trưởng rút cuộc là làm sao nhận đến như vậy lực lượng cường đại? Siêu năng lực nghiên cứu hệ, sinh hóa chiến sĩ hệ, biến dị hệ, gen giải mã hệ. Thiếu nữ tóc vàng phát hiện hồn nghiên cứu của mình triệt để bốc cháy lên. Thật muốn biết, thật là muốn hiểu rõ những kiến thức này. Tri thức mỹ vị, thật là muốn nếm thử. Đối với không biết tri thức khát vọng, để nàng quên mất sợ hãi. Tống Thư Hàng nhìn về phía đệ tứ người ẩn hình, tiếp đó tay giơ lên đột nhiên có chút lười hỏi, trực tiếp cho một trưởng đi. Điếm trưởng, ngài không hỏi trước một chút ta có thể hay không sao? Vị thứ tư người ẩn hình vội la lên. Cái này điếm trưởng nếu như một trưởng chụp được tới đây, hắn cũng muốn bước lên đồng bạn theo gót, không trung xoay tròn 360 độ, một mặt máu, rơi xuống đất hôn mê. Nhìn xem đều cảm giác được kịch liệt đau nhức. Ngươi biết sao, Tống Thư Hàng nói. Ta biết, ta thật biết một chút, ta biết nướng bánh ngọt, ta nhìn thấy trong phòng bếp có lò nướng, ta có thể sử dụng. Nếu có bơ lời nói, ta còn có thể chế tác nhiều hấp dẫn một chút. Ta còn biết bào chế chút đơn giản rau quả salad. Đệ tứ người ẩn hình nhanh chóng nói, ta phía trước bạn gái rất thích ăn bánh ngọt, cho nên lúc đó ta học làm một chút, liền sẽ học. Người mới, chúng ta phòng ăn liền cần ngươi nhân tài như vậy, đem trên thân những trang bị này thoát, tiếp đó đi làm bánh ngọt đi. Tài liệu chưa đủ nói cho ta biết, Tống Thư Hàng nói. Người ẩn hình số 4 nhanh chóng bỏ đi trên thân ẩn hình trang bị cùng vũ khí, một đường chạy chậm đến phòng bếp đi, mân mê bánh ngọt đi. Tống Thư Hàng lại nhìn hướng người ẩn hình số 5, người thì sao? Biết chút cái gì, tiếp đãi sở tiền bối làm sao có thể chỉ dùng bánh ngọt? Đồ ăn phẩm cấp càng nhiều càng tốt nha. Ta biết chế tác kem, nếu như không có tài liệu lời nói, ta cũng sẽ chế tác một ít kem tươi. Vị thứ 5 người ẩn hình giơ tay nói. Rất tốt, đem trang bị thoát đi phòng bếp hỗ trợ đi. Tống Thư Hàng phất phất tay. Vị thứ 5 người ẩn hình như chút được gánh nặng. Đón lấy, Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng người ẩn hình. Ta cái gì cũng không biết, ngài còn là đánh ta đi. Thứ 6 người ẩn hình lệ rơi đầy mặt nói. Sợ cái gì, ta cũng không phải ác ma, ta vừa rồi chú ý tới, ngươi là một người duy nhất không dùng súng gây mê bắn ta ra hỏa. Lúc trước cũng lo lắng súng gây mê liều thuốc quá lớn ta làm bị thương ta. Ngươi tính cách không tệ, trang bị thoát. Ta có thể thả ngươi rời đi. Tống Thư Hàng nói. Thứ 6 người ẩn hình suy nghĩ một chút về sau, thoát trang bị. Đúng rồi, rời đi phía trước, ngươi xem ngón tay của ta. Tống Thư Hàng đem công đức ngón tay sáng đi ra. Người ẩn hình số 6 nhìn xem tay của Tống Thư Hàng chỉ. 3. Công đức ngón tay mạnh sáng ngời. A nha, thật sáng, cái quỷ gì đồ vật. Người ẩn hình số 6 la hoảng lên. Khôi lỗi tiên tử thích hợp phóng ra một cái trí nhớ tiêu trừ thuật. Đón lấy, nàng ngoắc tay. Người ẩn hình số 6 thân hình bay ra ngoài, rơi vào phòng ăn bên ngoài. Cửa phòng ăn tự động đóng lại. Người ẩn hình số 6 một mặt mộng bức bắt hết, kỳ quái, nơi đây là địa phương nào, ta nhớ được ta không phải nhận được mệnh lệnh muốn đi chấp hành nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ là cái gì? Sở các chủ mặt không biểu tình, nhìn xem Tống Thư Hàng xử lý xong nhóm người này người ẩn hình. Chờ Tống Thư Hàng giải quyết nhóm này người ẩn hình về sau, nàng lên tiếng nói, đang dùng cơm phía trước, ta có sự kiện muốn hỏi ngươi. Đầu của ta, ngươi chuẩn bị lúc nào trả lại cho ta? Quát, sợ tiền bối đầu của ngươi, ta cái gì cũng không biết. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Sở các chủ, ta đây hỏi một vấn đề khác, cái gì cũng có thể bán ở nơi nào? Cái này, ta là thật không biết, Tống Thư Hàng nói. Cái gì cũng không biết. Còn ra tới đây lăn lộn cái gì lăn lộn?
Sở các chủ nói. Năm thảo, đây không phải ta vừa rồi lời kịch sao? Sở tiền bối hạ thủ lưu tình, Tống Thư Hàng nói. Nếu như sở các chủ cũng cho hắn tới đây một trường, đưa hắn đập bay đi ra ngoài lời nói. Hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp bị đánh thành tương máu, chỉ có con đường phục sinh. Dù sao, sở các chủ thế nhưng là trường sinh giả cấp bậc. Hơn nữa, hắn phục sinh kim tệ thời gian làm lạnh còn chưa tới. Phục sinh kim tệ phục sinh sau khi hoàn thành, cần 10 ngày thời gian làm lạnh xong sau mới có thể sử dụng xuống một mai kim tệ. Hắn hiện tại, chết đều chết không nổi. Ừ, vậy ngươi biết rõ chút gì đó. Sở các chủ bình tĩnh nói, cái gì cũng không biết, cũng đừng đi ra lăn lộn, ta là rất nghiêm túc. Tuy rằng ta không biết cái gì cũng có thể bán đại lão ở đâu, bất quá ta với hắn đệ tử cái gì hàng hóa đều có phương thức liên lạc. Tống Thư Hàng nói, cái gì hàng hóa đều có thể cùng cái gì cũng có thể bán, theo nàng chỗ đó cũng có thể mua đến đầu của ta sao? Sở các chủ bình tĩnh hỏi. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút về sau, lắc đầu. Sở các chủ đầu còn đang ở hắn hạch tâm thế giới bên trong. Nếu như không có hắn đồng ý, không có bất kỳ người nào có thể đem băng cột đầu đi. Coi như là cái gì cũng có thể bán đại lão cũng không xông vào được hắn hạch tâm thế giới. Vậy thì có cái gì dùng, ta chỉ muốn mua trở về đầu của mình, những vật khác ta cũng không cần. Sở các chủ bất mãn nói. Quầy thu ngân xuống. Thiếu nữ tóc vàng mắt điện tử lặp đi lặp lại dòm ngó sở các chủ. Trong nội tâm nàng rất nghi hoặc. Điếm trưởng vị này xinh đẹp váy đen cô nương hai bên quan hệ, quá không giải thích được. Điếm trưởng thoạt nhìn chỉ ít có hơn 30 tuổi. Ồ, không đúng, nhìn kỹ, điếm trưởng bề ngoài nhìn qua còn là rất trẻ tuổi, giống như chỉ có 20 tuổi. Hẳn là bảo dưỡng được rồi, dù sao điếm trưởng nhìn làm cho người ta cảm giác rất thành thục đáng tin. Tiếp đó. Đối diện váy đen cô nương, nhìn qua xinh xắn lanh lợi, nhiều nhất 15 tuổi bộ dáng. Điếm trưởng thoạt nhìn già hơn nhiều. Nhưng điếm trưởng rồi lại luôn mồm kêu đối phương sở tiền bối. Một cái 30 tuổi đại thúc lại gọi một cái 15 tuổi tiểu cô nương vì tiền bối, đây là cái gì kỳ quái quan hệ. Quan trọng nhất là, điếm trưởng cùng váy đen cô nương ở giữa giao lưu nội dung tốt kinh dị. Đầu tiên, sở cô nương lại để cho điếm trưởng đem đầu trả lại cho nàng. Điếm trưởng nói không biết. Sở cô nương lại để cho điếm trưởng đem một cái thương nhân phương thức liên lạc nói cho nàng biết, nàng muốn theo cái kia thương nhân cái kia mua đầu của mình. Đây là cái gì đáng sợ giao lưu nội dung? Sở cô nương đầu là giao dịch gì phẩm cấp? Hơn nữa quan trọng nhất là, đầu theo đến đuôi, sở cô nương đầu chẳng phải tại nàng trên cổ của mình sao? Thiếu nữ tóc vàng dùng máy móc con mắt lặp đi lặp lại xác định qua, cái này đầu cùng cổ là hoàn hảo không tổn hao gì nối lại cùng một chỗ. Nhưng vì sao điếm trưởng cùng nàng giao lưu thời gian, giống như nàng thật không có đầu, rất bình tĩnh cùng nàng trò chuyện đầu giao dịch vấn đề. Thiếu nữ tóc vàng không khỏi nhớ tới bản thân xem qua các loại ma quỷ chuyện tình, kỵ sĩ không đầu truyền thuyết các loại, không khỏi run lẩy bẩy. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm giác chung quanh độ ấm đều có chút giảm xuống. Nàng có chút lạnh, nàng chỉ là máy móc cải tạo, đại bộ phận thân thể còn là nhân loại thân thể, cho nên vẫn là có cảm giác lạnh. Thời điểm này, nàng thật là muốn bản thân có mảnh chăn, có thể cho nàng mang đến một chút ấm áp. Sở các chủ lại nói, như vậy, người cái kia cái gì hàng hóa đều có thể liên hệ với cái gì cũng có thể bán sao. Nàng lần trước theo cái gì cũng có thể bán chỗ đó mua được sở các chủ tóc, xác định là đầu mình tóc, hơn nữa là vừa nhổ xuống tới đây không lâu. Vì vậy, nàng tin tưởng mình thật chơi đùa đến đủ nhiều linh thạch về sau. Có thể theo cái gì cũng có thể bán chỗ đó mua về đầu của mình. Tống Thư Hàng lần nữa lắc đầu lần trước nhìn thấy cái gì hàng hóa đều có tiên tử thời gian, nàng cũng ở đây tìm cái gì cũng có thể bán đại lão. Lại nói tiếp, cái gì cũng có thể bán đại lão cùng bạch tiền bối hai bên có cái đổ ước. Chỉ cần cái gì cũng có thể bán đại lão có thể tránh né bạch tiền bối, 4 ngày trong thời gian cũng sẽ không bị bạch tiền bối bắt được lời nói, bạch tiền bối cũng sẽ không lại đi bắt hắn. Thậm chí còn biết đưa hắn 2 bút lớn sinh ý. Mà nếu như trong 4 ngày, cái gì cũng có thể bán đại lão bị bắt chặt lời nói, cái kia bạch tiền bối muốn trên người hắn chăn đơn cùng 20 kiện bảo vật. Tính toán thời gian lời nói, 4 ngày đã sớm qua. Cái gì cũng có thể bán đại lão có lẽ an toàn đi. Hắn có lẽ không cần lại trốn tránh bạch tiền bối. Vậy tại sao cái gì hàng hóa đều có tiên tử còn tìm không đến hắn đây?
Chẳng lẽ hắn chơi chơi trốn tìm trò chơi đến nghiện, hay hoặc là, cái gì cũng có thể bán đại lão đã bị bạch tiền bối cho bắt đi. Vậy ngươi còn là cái gì cũng không biết, ngươi đừng lăn lộn. Sở các chủ chân thành nói. Tống Thư Hàng, sở các chủ nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng, đầu, rất nghiêm túc nhìn lại. Ánh mắt của nàng như là đạo tặc sắc bén kia lưỡi dao, nhìn Tống Thư Hàng cổ phát lạnh. Đã tìm không thấy đầu của ta, cái kia, ngươi đầu cho ta đi. Sở các chủ đột nhiên tuyên bố. Tống Thư Hàng, ha ha, bất thình lình chủ đề, quá kinh dị rồi a. Ta nghĩ qua, ta chỉ là thiếu khuyết một cái đầu. Ngươi đầu cũng rất thích hợp, dùng ngươi đầu thay thế ta đầu cũng có thể. Ta đối với ngươi không ghét, cùng ngươi đầu dung hợp, ta cũng có thể tiếp nhận. Sở các chủ nói. Nàng là rất nghiêm túc, ánh mắt của nàng báo tố Tống Thư Hàng, nàng không chỉ có là nghĩ như vậy, còn muốn làm như vậy. Tống Thư Hàng ra đầu run lên, sở các chủ thiếu khuyết sở các chủ oan đầu, quả nhiên tư duy đều có chút không bình thường. Đầu vật này là tùy tiện có thể vặn xuống dưới, chứa vào dung hợp đồ vật sao? Chờ, chờ, đầu của ta, nhất định không thích hợp sở tiền bối ngươi, chúng ta nam nữ khác biệt. Hơn nữa, đầu của ta hái xuống lời nói, ta liền sẽ chết. Tống Thư Hàng gấp vội vàng khoát tay nói. Sẽ không đâu, ta cảm giác ngươi đầu cùng ta sẽ rất xứng. Hơn nữa, ngươi cũng sẽ không chết, ngươi đầu sẽ cùng ta dung hợp cùng một chỗ, tiếp đó tính mạng của ngươi sẽ cùng ta cùng một chỗ dung hợp, vĩnh viễn kéo dài xuống dưới, vĩnh viễn cũng sẽ không chết, thẳng đến cái vũ trụ này theo hướng phần cuối. Sở các chủ chậm rãi vươn tay ra, muốn vặn Tống Thư Hàng đầu. Chờ, chờ, cho ta chút thời gian cân nhắc một chút, ít nhất cho ta điểm hòa hoãn thời gian, Tống Thư Hàng nói. Hắn phục sinh tiền thời gian làm lạnh còn chưa tới. Nếu như vặn đi xuống chết làm sao bây giờ? Ít nhất cũng chờ phục sinh tiền thời gian khôi phục rồi hãy nói. Phi phi phi, coi như là phục sinh tiền thời gian làm lạnh khôi phục, hắn cũng không nghĩ bị vặn đầu. Đừng suy tính, ta nhẹ nhàng vặn là được rồi. Hơn nữa nếu như ngươi lúc cần thiết, ta có thể dùng phương pháp đặc thù đem thân thể của ngươi bảo tồn đi xuống. Coi như là tựa đầu vặn mất, thân thể của ngươi cũng sẽ không chết chết. Sở các chủ một mặt bình tĩnh nói chuyện đáng sợ. Cái kia không thành kỵ sĩ không đầu sao. Đừng, chúng ta lại thương lượng một chút. Sở tiền bối ngươi đừng vội. Tống Thư Hàng vội vàng nói. Sở các chủ hiện tại tựa hồ không nhất định phải đầu mình. Nếu như nàng thật có thể đổi người khác đầu, cái kia tựa hồ thì có thương lượng chỗ trống. Sở các chủ bảo trì hai tay vươn về trước, tùy thời muốn vặn đầu tư thế, ngươi muốn thương lượng cái gì. Ngươi không vội, ta rất gấp. Tống Thư Hàng, đừng nóng vội, dù sao ta ngay ở chỗ này, chạy cũng chạy không thoát. Chúng ta trước thật tốt nói chuyện đầu vấn đề. Sở tiền bối, ngươi có phải hay không cần một cái để cho ngươi hài lòng đầu là được rồi. Không nhất định cần tìm về ngươi đầu của mình. Trên nguyên tắc mà nói, ta sớm muộn muốn tìm trở về ta đầu của mình. Bất quá tại không tìm được đầu của mình phía trước, đầu của ngươi ta cũng có thể trước gom góp lấy dùng. Ta đối với ngươi không ghét, ta có thể tiếp nhận ngươi. Sở các chủ nói, cái kia, không cần đầu của ta, dùng những người khác đầu có thể chứ. Tống Thư Hàng nói, sở các chủ suy tư một lát sau, nói, không muốn, người khác đầu, ngẫm lại cũng cảm giác được buồn nôn. Vọng Thiên, ta cũng là người khác hàng ngũ có được hay không? Ta đầy đầu vì sao có thể? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Sở các chủ suy nghĩ một chút nói, ừ, một. Ta nhận thức ngươi. Chúng ta bao nhiêu coi như là người bằng hữu. Hai, ta tại phục sinh trùng sinh thời gian, lần đầu tiên nhìn thấy chính là ngươi, liền biết cảm giác ngươi rất thân thiết. Ba, ngươi họ Tống, cái này đối với ta cá nhân mà nói có thể thêm hảo cảm phần. Tống Thư Hàng, ngài là thuộc về gà con sao, phá xác mà ra về sau, nhìn thấy cái thứ nhất sinh vật cũng cảm giác được thân thiết. Còn có cái gì muốn nói sao? Sau khi nói xong ta liền vặn đầu, sở các chủ lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng liền vội vàng khoát tay nói, chờ, lại để ta suy nghĩ thật kỹ. Có lẽ giữa chúng ta còn có khác phương pháp giải quyết, không nhất định đương nhiên muốn đầu của ta. Dứt lời, hắn nhìn về phía bên cạnh khôi lỗi tiên tử. Khôi lỗi tiên tử bảo trì 10 ngón giao nhau, xếp tại cái cằm tư thế, lắp mộc đầu nhân, vẫn không nhúc nhích. Tống Thư Hàng lại nhìn hướng dưới thân. Tóc vàng tiểu cô nương lúc này đang tại run lẩy bẩy nàng nghe Tống Thư Hàng cùng sở các chủ ở giữa giao lưu về sau, lại trải qua chính nàng não bổ, sợ hãi. Tống,
đầu lập tức muốn không còn. Thư Hàng, rất nôn nóng. Ngươi còn bao lâu nữa? Sở Tiền Bối thúc giục nói, sự kiên nhẫn của nàng tựa hồ không tốt lắm. Tống Thư Hàng, Sở Tiền Bối, phải có kiên nhẫn. Hơn nữa, món điểm tâm ngọt cũng còn chưa lên. Một lát ăn xong món điểm tâm ngọt rồi hãy nói a. Trước hết để cho ta lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Tốt, cái kia ăn xong món điểm tâm ngọt lại vặn ngươi đầu. Sở các chủ chân thành nói. Tống Thư Hàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, hạch tâm thế giới không có bị che đậy. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt lời nói không chừng có thể thừa dịp sở các chủ kịp phản ứng phía trước tránh về hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đang chuẩn bị tiến nhập hạch tâm thế giới phía trước, tốt nhất muốn trước hết nghĩ biện pháp hấp dẫn sở các chủ lực chú ý, vì chính mình chế tạo cơ hội. Đúng rồi, trước tiên có thể đem Tống Thư Hàng cho phân thân đi ra, lại để cho sở các chủ vặn Tống Thư Hàng đầu thử xem, hấp dẫn một chút lực chú ý của nàng. Tại sở các chủ vặn Tống Thư Hàng đầu trong nháy mắt, hắn có thể ngay lập tức đem khôi lỗi tiên tử, thiếu nữ tóc vàng cùng mình chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng một bên suy tư về, một bên thói quen mở ra cửu châu nhất hào quần. Mặt khác, nói lên đầu lời nói, Tống Thư Hàng luôn cảm giác mình trong tay giống như có tài liệu. Thế nhưng nhất thời nghĩ không ra trong tay mình có cái gì thích hợp tài liệu. Trong hạch tâm thế giới, ngoại trừ sở các chủ oan đầu bên ngoài, còn có khác đầu sao? Tống Thư Hàng trong đầu lục soát mấu chốt chữ đầu. Rất nhanh, hắn nghĩ tới sủng vật của mình thông nương hành mầm. Chớ xem thường những thứ này hành mầm, trên lý luận mà nói, những thứ này hành mầm đều là thông nương đầu. Thế nhưng, thông nương hành mầm giao cho sở các chủ lời nói, đối phương sẽ chỉ một cái ăn tươi, mà sẽ không cho mình chất lên. Hiển nhiên hành mầm không phải thích hợp tài liệu. Như vậy, ngoại trừ thông nương hành mầm bên ngoài, bản thân trong hạch tâm thế giới còn có cái gì đâu. Tống Thư Hàng vừa nghĩ, một bên tại cửu châu nhất hào quần trong đưa vào tin tức. Bá đao Tống Nhất, hỏi một cái vấn đề rất trọng yếu, nếu có người muốn vặn đầu của ta phải làm sao? Tại tuyến đợi, vội vã đây, cuồng đao tam lãng, đánh hắn a, loại chuyện này còn dùng cân nhắc. Tô thị A Thất, đây còn phải nói, đương nhiên là trở tay vặn mất đầu của hắn. Ta nghĩ, Thư Hàng đã tại trong nhóm hỏi vấn đề này lời nói. Chỉ sợ Thư Hàng vặn bất quá đối phương, Bắc Hà tán nhân tỉnh táo phân tích. Bắc Hà tiền bối lúc nào cũng như vậy ấm áp, quan tâm lòng người. Bá đao Tống Nhất, vặn bất quá. Vì vậy, ta đang cầu xin hỏi, có cái gì không đồ vật có thể thay đầu của ta? Đối phương cảnh giới gì, Điền Thiên cùng Điền Điềm đều tại phụ cận, cần bọn hắn hỗ trợ sao? Thất sinh phù phủ chủ đạo lên tiếng hỏi. Bá đao Tống Nhất, đại lão cấp bậc, dù sao đánh thì đánh bất quá, chạy trốn cũng không dễ dàng cái chủng loại kia. Tuy rằng ta có cuối cùng chạy trốn thủ đoạn, nhưng ngộ nhỡ đã thất bại sẽ không có vãn hồi chỗ trống. Vì vậy nhìn xem có hay không có khác phương pháp giải quyết. Bạch tiền bối vẫn chưa về, đồng quái tiên sư lên tiếng hỏi. Bá đao Tống Nhất, Bắc Hà tán nhân, lệ chi tiên tử, cuồng đao tam lãng, diệt phượng công tử, đồng quái tiên sư. Ngọn nến biểu lộ, bá đao Tống Nhất, này, các tiền bối, đừng làm ta đây chết chắc rồi a. Ta cảm giác mình còn có thể cấp cứu một chút, các tiền bối xin giúp ta suy nghĩ thật kỹ, có cái gì không đồ vật có thể thay đầu của ta? Hay hoặc là có biện pháp gì hay không, để ta có thể một lần nữa mọc một cái đầu đi ra cái gì? Ngươi cũng không phải thực vật loại hình yêu tinh, mọc đầu loại chuyện này, không có dễ dàng như vậy. Chờ ngươi chân chính tu luyện tới bát phẩm cảnh giới. Lại phối hợp Trình Lâm Trường Sinh Pháp nói không chừng có cơ hội một lần nữa mọc một cái đầu đi ra. Thất Tu Thánh Quân nói. Tống Thư Hàng, còn có những biện pháp khác sao? Có, Đại Hoàng Sơn là một địa phương tốt nói. Danh tự, nhìn qua liền là đậu đậu danh tự là Hoàng Sơn Đại Ngốc Chi Ca đoạn ngắn lấy ra. Đại Hoàng Sơn là một địa phương tốt, chết một lần, lại phục sinh một lần. Đừng nói đầu, coi như là bị triển nát, còn có thể mọc trở về. Vấn đề là Tống Thư Hàng tiểu hữu vừa phục sinh qua, trong thời gian ngắn có thể lại phục sinh một lần sao? Bắc Hà tán nhân nói. Ta là Hoàng Sơn đại nhân trung khuyển, Thư Hàng, nhất định muốn đầu của ngươi sao? Đầu của người khác không được. Hơn nữa, ta theo vừa rồi cũng rất muốn ói rãnh vị kia đại lão lập tức muốn vặn ngươi đầu, ngươi còn có thời gian lên trong nhóm nói chuyện phiếm.
Trong TV những cái kia nhân vật phản diện tại giết nhân vật chính phía trước còn muốn giảng một đống nói nhảm đã rất không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại vị kia đại lão tại vặn Tống Thư Hàng đầu phía trước trả lại cho hắn thời gian ngâm quần nói chuyện phiếm, đây là cái gì thao tác? Đậu đậu không nghĩ ra. Ồ, đây là đậu đậu, phía trên kia vị kia là người nào? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Đại Hoàng Sơn là một địa phương tốt, là ta, Đông Phương Tĩnh Tuyết nha. Tống Thư Hàng, nguyên lai là vị này Đông Phương Tiên Tử. Cửu Châu Nhất Hào Quần trong có hai vị Đông Phương Tiên Tử. Một vị nói là triển người cả nhà liền triển tuyệt đối triển người cả nhà Đông Phương Lục Tiên Tử. Một vị khác là đam mê Hoàng Sơn Đại Ngốc Chi Ca Đông Phương Tĩnh Tuyết Tiên Tử. Bá Đao Tống Nhất, xuất phát từ rất phức tạp nguyên nhân, ta cùng vị này đại lão coi như là quen biết. Thế nhưng, cũng không có tốt tới trình độ nào. Hiện tại nàng tại ta trong tiệm làm khách, chờ ăn xong món điểm tâm ngọt phía sau liền vặn ta đầu. Mặt khác, coi như là đầu bị vặn đi, ta chỉ sợ cũng phục sinh không được. Nhiều nhất trở thành kỵ sĩ không đầu cái gì. Quan hệ thực loạn, Bắc Hà Tán Nhân nói. Tóm lại, phục sinh không nhất định có thể làm thông. Hơn nữa ta phục sinh pháp khí thời gian làm lạnh không tới. Ta liền nghĩ tại món điểm tâm ngọt đi lên phía trước, hỏi một câu có hay không có thể thay ta đầu đồ vật hoặc phương pháp. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Đã sẽ không chết lời nói, liền không cần lo lắng. Thành kỵ sĩ không đầu về sau. Lại khổ luyện trình lâm trường sinh pháp nói không chừng đại thành về sau, có thể dài ra đầu tới đây đây. Đậu đậu tiếp tục nói. Tống Thư Hàng, sẽ không có biện pháp khác sao? Không có biện pháp, dù sao ngươi đánh bất quá người ta, chính ngươi lại sức mạnh chưa đủ. Bắc Hà Tán Nhân tổng kết nói. Lúc này, Cửu Châu Nhất Hào Quần trong, có một vị thật lâu chưa lên tuyến thành viên xuất hiện. Huyền nữ Môn Vân Tước Tử, hi, hello, mọi người khỏe. Ta rốt cuộc lại thông nét, cuồng đao tam lãng, phân tước tử tiền bối, ngươi không sao. Bình an vô sự, qua mấy ngày tìm tam lãng ngươi chơi. Đáng tiếc, Thư Hàng ngươi không phải ta, nếu không chém cái đầu đi xuống đưa người cũng không thành vấn đề. Huyền nữ Môn Vân Tước Tử nói. Vân Tước Tử tiên tử cũ thân thể cùng bất hủ cốt cũng còn tại béo cầu cái kia. Mà tân sinh nàng, lần trước theo ma kiếp thế giới bên trong thoát thân, nhưng không biết bị truyền tống đi nơi nào. Hôm nay mới rút cuộc trở về hiện thế. Vân Tước Tử tiên tử, người bây giờ chớ làm loạn. Người bây giờ nếu như chết, liền thật chết, Tống Thư Hàng nói. Nói qua, hắn cuối cùng nhớ ra trong tay mình còn có người nào đâu. Ừ, hắn trong hạch tâm thế giới, có một đống Vân Tước Tử bộ phận à. Trong đó có đầu. Bởi vì Vân Tước Tử tiên tử kèm theo bất hủ thuộc tính vì vậy những thứ này bộ phận, cũng còn bảo trì sống tính. Bất quá bởi vì Vân Tước Tử bộ phận là một cái đại phiền toái, hơi bất cẩn liền sẽ đưa tới tai nạn cự quy. Vì vậy, Tống Thư Hàng đang suy nghĩ đến thích hợp tài liệu đầu thời gian, theo bản năng liền không để ý đến cái này đống bộ phận. Bá Đao Tống Nhất, có lẽ thật có thể thực hiện, các tiền bối, ta đi thử xem. Cảm ơn Vân Tước Tử tiền bối, mặt khác khả năng một lát muốn hơi dùng một chút lực lượng của ngươi, mời ngươi không muốn trách cứ. Huyền nữ Môn Vân Tước Tử. Bá Đao Tống Nhất lo cao. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử, Tống tiền bối, ngươi có thể hỏi cái kia cái tiền bối có vội hay không, nếu như hắn không vội mà vặn đầu ngươi, ngươi liền đi tìm một loại kêu cửu đầu xà ma thú, hoặc là có hắn huyết thống hậu duệ. Sau đó dùng máu của nó để luyện ra tới đây luyện đan, loại này kêu lục đầu đan đan dược ăn về sau, dài ra nhiều cái đầu, lại để cho cái kia tiền bối một hơi vặn thống khoái. Luyện đan pháp chúng ta Linh Điệp Đảo thì có. Bất quá Vũ Nhu Tử lời này, Tống Thư Hàng không nhìn thấy. Hắn đã đem điện thoại thu hồi. Huyền nữ Môn Vân Tước Tử, còn có thần kỳ như vậy đan dược. Cái kia mọc ra đan dược cùng bình thường đầu sao. Ta cũng chưa thử qua, chỉ là biết rõ A cha trong tay có như vậy một vị đan phương. Vũ Nhu Tử nói. Huyền nữ Môn Vân Tước Tử, ta đây đi cùng tam lãng đụng xong mặt về sau, liền đi Linh Điệp Đảo. Đến thời gian ta cùng Linh Điệp Đảo hữu nói chuyện. Có thể hay không giao dịch phương thuốc này. Ta cảm giác cái này đan phương cùng ta rất xứng đôi. Trong nhà ăn, món điểm tâm ngọt lên đây. Sở các chủ mặc dù có điểm no bụng, nhưng ăn chút ít món điểm tâm ngọt còn là không thành vấn đề. Sau khi ăn xong có thể vặn ngươi đầu đi, sở các chủ lên tiếng hỏi. Khụ, sở tiền bối, ta vừa nghĩ đến một sự kiện, Tống Thư Hàng mặt mỉm cười nói, kỳ thật. Trong tay của ta có mấy cái tương đối ưu tú đầu.
Đồng dạng là một vị lớn lên rất đẹp tiên tử, cùng ngươi đầu tóc lại dài lại dày, mặc dù là tóc dài màu lam. Càng trọng yếu chính là, tóc của nàng còn kèm theo bất hủ thuộc tính khí tức. Có lẽ, đầu của nàng sẽ thích hợp hơn Sở tiền bối. Bất hủ, Sở các chủ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Đúng, không có sai. Bất quá liền có chút ít phiền toái, vị kia tiên tử đầu một khi xuất hiện ở hiện thế, liền sẽ đưa tới một loại tai nạn cự quy. Chúng nó sẽ cưỡng ép thu về vị kia tiên tử đầu. Tống Thư Hàng nói. Nghe rất phiền toái bộ dạng, ta còn là từ bỏ. Ta vẫn còn muốn ngươi đầu đi, Sở các chủ nói. Tống Thư Hàng vội vàng nói, Sở tiền bối, ngươi ít nhất trước thử một lần a. Ta tìm thời gian, dẫn ngươi đi trông thấy vị kia tiên tử đầu. Ngộ nhỡ ngươi liếc thấy chúng đây. Sở các chủ liếm liếm kem tươi, ngẩng đầu lên nói, tốt, cho ngươi một cái cơ hội. Chúng ta đi trông thấy tiên tử kia đầu, nếu như thích hợp lời nói, cũng không vặn ngươi đầu. Nếu như không thích hợp lời nói, liền vặn mất ngươi đầu. Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ, tốt, không có vấn đề. Trong lòng của hắn đối với vân tước tử tiên tử đầu vẫn rất có tin tưởng, nói như thế nào cũng là bổ sung lấy bất hủ khí thức đầu. Liền béo cầu đều không thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Sở các chủ nhất định cũng không cách nào cự tuyệt bất hủ khí thức dụ hoặc. Chúng ta ăn xong liền xuất phát, Sở các chủ nói. Tuy rằng nàng rất no, thế nhưng ước định qua muốn ăn xong những thứ này món điểm tâm ngọt, nàng liền nhất định phải ăn xong mới được. Sở tiền bối, có thể cho ta chút thời gian chuẩn bị sao? Bởi vì bất hủ khí thức tương đối đặc thù, ta đem vị kia tiên tử băng cột đầu đến hiện thế thời gian, cần chuẩn bị một chút. Tống Thư Hàng nói. Hắn không thể trực tiếp mang Sở các chủ đến hạch tâm thế giới. Sở các chủ oan đầu còn ở đây. Vì vậy, muốn A nghĩ biện pháp tạm thời chuyển Sở các chủ oan đầu. Muốn A nghĩ biện pháp đem vân tước tử đầu chuyển rời đến hiện thế, còn phải tránh đi tai nạn cự quy. Phải bao lâu, Sở các chủ nói. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút, 10 ngày như thế nào? 10 ngày tương đối an toàn, hắn phục sinh làm lạnh đến. Coi như là Sở các chủ không hài lòng vân tước tử đầu, nhất định muốn nhéo hắn đầu, hắn còn có phục sinh tại. Trong nội tâm tương đối có đáy. Cảm giác lên thời gian quá dài, lui một nửa, cho ngươi 5 ngày thời gian. 5 ngày về sau, ta lại tới tìm ngươi, Sở các chủ nói. Nói xong, nàng đem tất cả kem tươi rót vào trong miệng, nhấm nuốt ăn xong, 5 ngày về sau, ta đến tìm ngươi. Không được liền vặn ngươi đầu, dứt lời, nàng đứng dậy, đối với hư không một cước đá tới. Cánh cửa không gian mở ra, nàng chui vào đến cánh cửa không gian bên trong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng rồi, mấy ngày nay cái này đảo nhỏ bên cạnh không gian rất hỗn loạn. Có mấy cái thế giới thông đạo tại nơi này đảo nhỏ phụ cận tụ hợp. Trong đó có cái thế giới là thiên nhân giới, trong thế giới kia sinh hoạt một loại thọ nguyên dài dòng buồn chán chủng tộc thiên nhân. Chúng nó sở thích săn giết ngũ phẩm tu sĩ kim đan, yêu đan đại yêu, lấy cướp lấy kim đan cùng yêu đan vì vinh quang. Người bây giờ một bụng kim đan, đối với thiên nhân mà nói. Ngươi không sai biệt lắm là người gặp người thích cấp bậc, chúng nó nhất định sẽ rất thích ngươi. Chú ý một chút, 5 ngày phía sau ta đến, nhưng không muốn nhìn thấy ngươi đã treo. Cảm ơn Sở tiền bối nhắc nhở, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Chuyên môn săn bắn tu sĩ kim đan cùng yêu tu yêu đan chủng tộc, dạng này chủng tộc vậy mà không có bị diệt tộc. Hoặc là bọn hắn bình thường ẩn núp tốt, muốn A chính là bọn họ rất mạnh. Sở tiền bối ngươi lần này đến. Không phải cố ý nhắc nhở ta đây sự tình đi. Tống Thư Hàng hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Cẩn thận suy tư một chút, Sở các chủ cố ý thông qua cổng không gian đến, nói muốn nhéo hắn đầu. Nhưng từ đầu tới đuôi đều không có chân chính vặn đầu của hắn. Chẳng lẽ Sở các chủ mục đích chủ yếu, là lòng vòng nói cho hắn biết liên quan tới thiên nhân giới cùng thiên nhân sự tình. Nửa người đã tiến vào cổng không gian, Sở các chủ xoay đầu lại, nhìn qua Tống Thư Hàng. Nàng trọn vẹn nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng 3 giây nhiều thời gian về sau, mới chậm rãi nói, người tự yêu mình bộ dáng, quả nhiên cùng tên đầu đất kia không có sai biệt. Tống Thư Hàng, Sở các chủ nói xong, cũng không quay đầu lại, tiến nhập cánh cửa không gian biến mất không thấy gì nữa. Tại nàng sau khi rời đi, khôi lỗi tiên tử khí tức trên thân tới đây bắt đầu khôi phục hoạt động mạnh. Cuối cùng đã đi, vị tiền bối này là trường sinh cảnh. Khôi lỗi tiên tử xoay đầu lại. Nhìn về phía Tống Thư Hàng, tuy rằng nàng bây giờ là khôi lỗi chi thân.
Nhưng chính là bởi vì khôi lỗi đầu tốt nhất tháo, nàng sợ vừa rồi vị này trường sinh cảnh cường giả não co lại, đem nàng khôi lỗi đầu cho nhéo. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Người giao hữu năng lực, tương đối xuất sắc, cùng Bắc Phương Đại Đế một vị hảo hữu rất giống, tên kia tại viễn cổ thiên đình thời gian đặc biệt nhảy, nhưng hắn nhận thức rất nhiều sức mạnh vượt xa tại bạn tốt của hắn, hơn nữa rất nhiều đều là hắn cảnh giới lớn lúc quen biết, chuyên môn dùng để ôm bắp đùi. Khôi lỗi tiên tử nhớ lại nói. Ừ, ta biết rõ ngươi muốn nói là người nào, Tống tìm đường chết đúng không? Tống Thư Hàng nói. Khôi lỗi tiên tử mở chừng hai mắt, tiếp đó nàng xoay đầu lại, nhìn về phía đang tại trong phòng bếp nghỉ ngơi mấy vị người ẩn hình. Còn có trên mặt đất hôn mê ba vị người ẩn hình. Khôi lỗi tiên tử nói sang chuyện khác, truyền âm nói, các ngươi giao lưu nội dung bọn hắn cũng nghe được, muốn xóa đi trí nhớ của bọn hắn sao? Tống Thư Hàng nói, người bây giờ có rảnh không? Ừ, có rảnh, ta đến xóa đi trí nhớ của bọn hắn đi. Khôi lỗi tiên tử trả lời. Tống Thư Hàng đồng dạng thông qua truyền âm nhập mật giao lưu, không, ý của ta là nếu như ngươi có rảnh rỗi, sẽ dạy ta xóa đi trí nhớ tiểu pháp thuật tiếp đó để ta làm xóa đi trí nhớ của bọn hắn như thế nào. Không, ta đột nhiên phát hiện mình biến thật bận rộn. Ta còn muốn chữa trị bàn, còn muốn đem vách tường cho sửa chữa một chút. Khôi lỗi tiên tử nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng, khôi lỗi tiên tử đứng lên, chạy tới chữa trị cái bàn nhỏ đi, dạy bảo người khác pháp thuật loại chuyện này. Ta vĩnh viễn sẽ không lại đi làm. Tống Thư Hàng hiếu kỳ lên tiếng hỏi, trong này có cái gì chuyện xưa? Khôi lỗi tiên tử ngẩng đầu, ta đã từng dạy một vị thiên đình hậu bối học thiên lôi chính pháp, một tháng sau, hắn thiên lôi chính pháp so với ta dùng còn trượt. Thì cứ như vậy, Tống Thư Hàng một mặt nghi hoặc, tiên tử ngươi quá tâm thủy tinh đi. Khôi lỗi tiên tử cúi đầu chữa trị bàn, tiếp đó, hắn mỗi ngày cùng ta so với thiên lôi chính pháp, tại lôi pháp phương diện. Đem ta đả kích thương tích đầy mình. Đây cũng là về sau, ta đối với thiên lôi sinh ra bóng ma trong lòng nguyên nhân, vừa thấy được thiên lôi liền nghĩ muốn ôm đầu ngồi xổm xuống. Nâng hắn phúc, ta về sau khai phá ra ôm đầu ngồi xổm phòng một loạt, nhằm vào thiên kiếp lôi pháp độ kiếp bí pháp. Làm, Tống tìm đường chết, Tống Thư Hàng cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi. Tống tìm đường chết là tiền bối của ta, cũng không phải hậu bối. Khôi lỗi tiên tử buồn bã nói. Nhưng dù sao, ta tuyệt đối sẽ không sẽ dạy họ Tống ra hỏa tu luyện pháp thuật. Lại là cái họ Tống. Tống Thư Hàng đột nhiên thật là muốn lật bàn. Xiết 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 bất trung người. Xiết xiết xiết, bất hiếu người. Xiết xiết xiết, lúc này, quầy thu ngân bên trên, Tống Thư Hàng trong điện thoại di động giọng nữ bản thất sát ca lần nữa vang lên. Là Điền Điềm tiền bối phái người tới đón chúng ta. Tống Thư Hàng quay người nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Không phải Điền Điềm tiền bối, là Bạch tiền bối. Bạch tiền bối cuối cùng từ hỗn loạn chi hải bên trong đi ra. Tống Thư Hàng nhanh chóng tiếp gây ra dòng điện lời nói. Này, Thư Hàng, người bây giờ ở đâu? Bạch tiền bối thanh âm truyền đến. Tống Thư Hàng trả lời, ta tại Điền Thiên đảo bên cạnh chính là cái kia Lan Tây đảo bên trên, ta ở chỗ này chờ Bạch tiền bối. Ngươi làm sao chạy Lan Tây đảo đi, ta còn tại hỗn loạn hải vực. Ta ở chỗ này đã tìm được thú vị bí cảnh, chuẩn bị xông vào một lần, nhìn xem bên trong có đồ vật gì đó. Ta vừa mới thật không dễ dàng tại đáy biển tìm về điện thoại di động của mình, vừa vặn. Ta trước đem bản thể truyền tống đến ngươi cái kia đi. Tiếp đó ta đi xông cái này bí cảnh, nhìn xem có cái gì thu hoạch. Bạch tiền bối thanh âm trả lời. Xem ra bạch tiền bối bản tôn còn đang bế quan, gọi điện thoại chính là phân thân. Đúng rồi, đứng yên đừng nhúc nhích. Ta tập trung xuống ngươi tọa độ. Ngươi tọa độ này cụ thể là cái địa phương nào? Bạch tiền bối phân thân lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, là một tòa phòng ăn, chúng ta nhàm chán ngay ở chỗ này mở nhà phòng ăn vui đùa một chút. Mở phòng ăn chơi, nghe rất có ý tứ, chờ ta xông xong bí cảnh liền đi cùng ngươi tụ hợp, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ kinh doanh phòng ăn. Đúng rồi, ta đem bản tôn truyền tống cho ngươi về sau, ngươi có thể đem bản tôn phóng tới cửa nhà hàng miệng hấp dẫn khách nhân. Cam đoan lưu lượng khách mức độ có thể liên tục không ngừng. Bạch tiền bối phân thân đề nghị. Tống Thư Hàng, ta càng sợ bạch tiền bối pho tượng sẽ bị người trộm đi. Việc này lại không phải lần đầu tiên. Tốt rồi, ngươi nhường một chút, ta đem bản tôn truyền tống đến ngươi bên cạnh đi. Bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng vội vàng tránh đi một vị trí. Không gian một hồi chấn động. Bạch tiền bối bản tôn biến thành pho tượng bị truyền tống đến.
vững vàng hạ xuống Tống Thư Hàng nguyên bản làm cho đứng chỗ. Giúp ta nhìn kỹ bản tôn A, ta chuẩn bị một chút liền đi tìm một chút cái này bí cảnh. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đúng rồi, Bạch Tiền Bối. Người cái này có xóa đi trí nhớ pháp thuật giáo trình sao? Ta nghĩ thử học một ít pháp thuật này. Mở ta lần trước đưa cho ngươi học bá hệ thống bên trong có cái tài liệu giảng dạy mua sắm công năng, ngươi kéo đến cuối cùng, có cái che giấu hình thái, bên trong có một chút nền tảng tiểu pháp thuật mua sắm. Ngươi hoa một cái học bá điểm tích lũy, có thể mua đến xóa đi trí nhớ pháp thuật giáo trình. Bổ sung dạy học phương pháp, Bạch Tiền Bối phân thân nói. Học bá hệ thống còn mang chức năng này, Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Đây là cho ngươi chuẩn bị đặc thù phiên bản. Tương lai lượng sản phổ thông phiên bản bên trong, nhất định muốn đem những thứ này đều trừ. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tốt, ta đây thử xem. Tống Thư Hàng nói. Cúp điện thoại về sau, Tống Thư Hàng nhấc lên bản thân t-shirt, nhìn về phía bên hông mình. Tại đó, một cái lập thể tiểu hồ lô đồ án trông rất sống động. Còn đang ở, ta còn cho rằng phục sinh phía sau thứ này sẽ biến mất. Tống Thư Hàng nói. Khôi lỗi tiên tử ngắm nhìn bên hông hắn đồ án, không nghĩ tới người biết ưa thích hoa văn loại này đáng yêu đồ án làm hình xăm. Còn ngồi xổm quầy thu ngân phía dưới tóc vàng tiểu cô nương đồng dạng tò mò nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Hình xăm nàng cũng đã gặp không ít. Nàng nhớ kỹ người phương Đông đều ưa thích hoa văn long A, phượng A, ưng A, rắn A các loại đồ vật. Không nghĩ tới điếm trưởng đại thúc sẽ hoa văn đáng yêu như thế lập thể tiểu hồ lô. Tống Thư Hàng. Đây không phải hình xăm, thứ này có lai lịch lớn. Tính, không tốt giải thích, gần nhất bởi vì chết quá nhiều, hắn đều quên dùng học bá hệ thống học tập viễn cổ ngôn ngữ chữ. Hắn nhớ đến lúc ấy nhận đến hệ thống về sau, mục tiêu của mình thế nhưng là cuối cùng có một ngày, hắn muốn cuộn đầu lưỡi, run rẩy kêu lên công đức xả mỹ nhân tên. Viễn cổ ngôn ngữ chữ rất trọng yếu, cần thiết đem hắn học được. Về sau ngoại trừ tu luyện bên ngoài. Còn muốn mỗi ngày rút một bộ phận thời gian đi ra, nghiêm túc học tập tri thức mới đúng. Tống Thư Hàng nói. Ừ, viễn cổ ngôn ngữ chữ trọng yếu phi thường. Khôi lỗi tiên tử phụ họa nói. Tống Thư Hàng đã lâu tiến nhập học bá hệ thống, án lấy Bạch Tiền Bối chỉ dẫn, đã tìm được mua sắm tài liệu giảng dạy hình thái. Quả nhiên đã tìm được xóa đi trí nhớ pháp thuật giáo trình. Mặt khác còn có cách âm kết giới, ẩn thân nhỏ huyễn thuật, bình thổ chú các loại thực dụng tiểu pháp thuật. May mà ta tài khoản trong còn có điểm tích lũy. Tống Thư Hàng mua cái này giáo trình. Sau đó, ý thức của hắn bị dẫn vào đến học bá hệ thống không gian bên trong, bắt đầu học tập cái này tiểu pháp thuật. Điếm trưởng đồng tử mất đi tiêu cự, thiếu nữ tóc vàng nói. Ừ, ý thức của hắn tiến nhập đến tầng sâu học tập trạng thái. Khôi lỗi tiên tử giải thích nói. Có lẽ thiếu nữ tóc vàng thân thể có bộ phận cơ giới hóa nguyên nhân. Khôi lỗi tiên tử theo trên người nàng cảm thấy một loại đồng loại cảm giác. Một giờ phía sau, Tống Thư Hàng mở to mắt, hai mắt sáng ngời. Ngươi học xong, khôi lỗi tiên tử hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng hôm nay là ngũ phẩm cảnh giới, học tập một cái pháp thuật quả thực không dùng được quá nhiều thời gian. Cảnh giới bày ở cái kia đây. Ừ, Bạch Tiền Bối cái kia pháp thuật học đều tương đối nhẹ nhõm. Tống Thư Hàng nói ra. Hắn đi vào hôn mê người ẩn hình số một bên người. Tiếp đó hắn duỗi ra hai tay, linh lực vận hành, tại hắn ngón giữa ngưng tụ vì một mai phù văn. Bạch Tiền Bối lưu phái thi pháp quá trình đều đơn giản tương tự ngưng tụ phù văn, kích hoạt phù văn, pháp thuật thi triển. Vô luận là trưởng tâm lôi, quy thức thuật đều là cái này thi pháp quá trình. Xóa đi, Tống Thư Hàng chỉ điểm một chút hướng người ẩn hình số một cái chán. Bình thường mà nói. Kế tiếp Tống Thư Hàng có thể thông qua pháp thuật mơ hồ cảm ứng được người ẩn hình trí nhớ khoảng thời gian. Tiếp đó xóa đi một đoạn thời gian trí nhớ liền được. Nhưng làm Tống Thư Hàng thi pháp sau khi thành công, cảm ứng được hình ảnh nhưng có chút. Không tu chân. Tại hắn cảm ứng bên trong, bắn ra một cái ổ C cùng ổ D ô biểu tượng. Ổ D tự động mở ra. Bên trong lại xuất hiện một cái tên là trí nhớ cặp văn kiện. Cặp văn kiện tiếp tục mở ra. Bên trong có một cái cặp văn kiện, từng lên đều có niên đại. Năm 2001, năm 2002, năm 2017, năm 2019. Cuối cùng, năm 2019 cặp văn kiện lại mở ra. Bên trong chính là một cái trí nhớ văn bản tài liệu.
Tống Thư Hàng đã tìm được ngày 14 tháng 10 năm 2019 trí nhớ văn bản tài liệu. Chính là cái này. Xóa bỏ, ba trí nhớ trên văn kiện xuất hiện một cái hình tượng phải kích lựa chọn khung. Bất quá phía trên chỉ có triệt để xóa bỏ một cái tuyển hạng. Bước tiếp theo, cái này trí nhớ văn bản tài liệu bị xóa bỏ, hủy diệt hoàn toàn. Xóa đi trí nhớ pháp thuật, sử dụng hoàn tất. Tống Thư Hàng thu hồi ngón tay của mình, ngẩng đầu ngắm trời. Hắn không biết mình phải như thế nào đánh giá cái này bạch tiền bối chảy pháp thuật. Tính, có thể sử dụng liền tốt. Tống Thư Hàng thở dài, hắn đưa tay, chuẩn bị cho thứ hai người ẩn hình thi pháp. Lúc này, phòng ăn cửa lại một lần nữa bị đẩy ra. Lúc trước bị khôi lỗi tiên tử xóa đi trí nhớ người vạm vỡ, lại một lần nữa tiến nhập phòng ăn, trong tay hắn cầm theo cái màu đen dương hòm. Vị khách nhân này tại sao lại tới? Hắn không phải là bị khôi lỗi tiên tử xóa đi nhớ sao? Chẳng lẽ, xóa đi ghi nhớ về sau, hắn lại muốn lại đến ăn một bữa 10 đĩa món ăn tiếp đó yêu cầu chủ tiệm cung cấp khẩn cấp chạy trốn phục vụ. Tống Thư Hàng sờ sờ cằm. Hắn giống như thấy được một cái để làm giàu đường đi. Không nên, loại chuyện này thật không có hạn cuối. Tống Thư Hàng thiết tháo nhắc nhở hắn, loại này để làm giàu đường đi thật không có hạn cuối, tuyệt đối không thể làm. Xin chào, hoan nghênh quang lâm. Khôi lỗi tiên tử bình tĩnh đem chữa trị tốt bàn bày xong, đứng lên nói. Người tốt, người vạm vỡ gãi gãi đầu, nhìn qua nhà này phòng ăn. Chính hắn cũng có chút không hiểu thấu, vì sao bản thân sẽ đi dạo đến nhà này phòng ăn tới đây. Hắn đối với nhà này phòng ăn có chút ấn tượng, hẳn là một nhà đằng sau hậu trường cung cấp khẩn cấp chạy trốn phục vụ phòng ăn. Ám hiệu là một hơi đem 10 đĩa món ăn ăn xong, giao cho điếm trưởng. Thế nhưng, ta tại sao phải đến nơi đây? Trong ký ức của hắn, mình muốn đem cái kia quỷ dị bảo vật bán hàng ra. Hắn tại đem các huynh đệ đều đưa đến bệnh viện về sau, trước tiên trở lại bản thân bảo tàng chỗ, đem bảo vật lấy ra. Tiếp đó, hắn chuẩn bị tìm giám định sư các loại, cho mình bảo vật giám định một chút. Nghĩ như vậy lúc, không hiểu thấu, hắn liền cầm theo bảo vật tới nơi này nhà phòng ăn. Bước vào phòng ăn về sau, tim gan hắn nắm chặt. Phòng ăn bàn tựa hồ vỡ vụn qua, một vị xinh đẹp muội tử đang tại tu bổ. Trên vách tường có cái hố to, giống như bị đại chùy nện qua. Đáng sợ hơn chính là điếm trưởng sau lưng, ba cái ăn mặc kỳ quái khôi giáp nam tử, chồng lên nhau, một mặt máu. Điếm trưởng sau lưng trên vách tường, một bức tường máu. Đây là quỷ ốc sao? Quả nhiên, ta còn là rời đi nơi đây tương đối thỏa đáng. Người vạm vỡ thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây, người vạm vỡ chuẩn bị phất tay đi. Nhưng chính đang hắn chuẩn bị quay người lúc rời đi, hắn khóe mắt quét nhìn, thấy được trong tiệm tòa này kỳ quái pho tượng. Pho tượng kia nhìn qua tựa hồ là một vị ngồi xếp bằng trích tiên điêu khắc. Rõ ràng là thạch điêu, nhưng thoạt nhìn phảng phất có loại đặc thù mị lực. Người vạm vỡ thấy thạch điêu về sau, cũng có chút chuyển không mở bước chân tới đây. Hắn không tự chủ được lại nhìn pho tượng liếc. Đây là hoa hạ trong thần thoại một vị tiên quân pho tượng sao? Rõ ràng chỉ là pho tượng, lại làm cho người cảm nhận được một loại vô thượng khí chất. Thấy pho tượng thời gian, trong đầu của hắn mà bắt đầu não bổ lên một vị khí chất tuyệt trần trích tiên bộ dáng. Hắn nên là tóc dài tung bay, hắn nên là mặc không nhiễm một hạt bụi áo trắng, hắn hẳn là vạn bên trong không một tồn tại. Người vạm vỡ không cẩn thận nhìn mê mẩn. Khụ. Tống Thư Hàng bình tĩnh ôm lấy bạch tiền bối bản tôn pho tượng, đưa hắn ẩn núp đến quầy thu ngân đằng sau đi, khách nhân, có cái gì cần sao? Muốn ăn chút gì đó? Hạch tâm thế giới bên trong, Sở Sở đã tu luyện song song, đang tại minh tưởng, tổng kết cùng tứ phẩm chú thuật sư giao chiến kinh nghiệm. Nếu như người vạm vỡ muốn chút đồ ăn lời nói, Tống Thư Hàng có thể đem Sở Sở lôi ra tới đây. Người vạm vỡ há miệng. Nửa ngày rồi lại giảng không ra một câu. Hắn cố gắng dướn cổ lên, hận không thể ánh mắt của mình có thể nhìn thấu quầy thu ngân, thấy cái kia tôn ngồi xếp bằng pho tượng. Tống Thư Hàng, ngại ngùng, điếm trưởng nhà của ngươi pho tượng này là vị nào đại sư tác phẩm? Ta có thể không thể mời vị đại sư kia cho ta cũng điêu khắc một cái. Người vạm vỡ vỗ ngực nói, tiền không là vấn đề. Thật đáng tiếc, vị đại sư kia không trên thế giới này. Tống Thư Hàng trả lời. Pho tượng chỉ là bạch tiền bối pháp thuật ngưng tụ mà thành, ở đâu ra đại sư? Qua đời sao?
vậy thì thật là rất tiếc nuối. Người vạm vỡ gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói. Suy nghĩ một chút về sau, hắn đột nhiên nói, điếm trưởng, ta có phải hay không gặp ngươi ở đâu? Ánh mắt lại không bị bạch tiền bối pho tượng hấp dẫn về sau, người vạm vỡ rốt cuộc đem lực chú ý tập trung đến vị này nhìn như phổ thông điếm trưởng trên thân. Điếm trưởng nhìn qua rất trẻ tuổi, tựa hồ chỉ có chừng 20 tuổi. Nhưng hắn trên thân lại có một loại tang thương hương vị, phảng phất có 40-50 tuổi tuổi. Lấy cái bình quân giá trị lời nói, điếm trưởng hẳn là chừng 30 tuổi rồi a. Chẳng biết tại sao, rõ ràng là lần đầu tiên thấy điếm trưởng, nhưng người vạm vỡ nhưng trong lòng có loại không hiểu tín nhiệm cảm giác. Hắn cảm giác vị này điếm trưởng, phảng phất là không gì làm không được, là một cái thế ngoại cao nhân. Trong lòng của hắn có loại trực giác có lẽ trong tay mình cái này bảo vật có lẽ giao cho vị này điếm trưởng trước giám định một chút. Loại cảm giác này, tới đây không hiểu thấu, nhưng hết lần này tới lần khác lại như này chân thực. Tống Thư Hàng mỉm cười, không có trả lời. Người vạm vỡ gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút về sau, hắn cắn răng một cái, đem bản thân chính là cái kia màu đen dương hòm nhấc lên, đặt ở Tống Thư Hàng quầy thu ngân bên trên. Điếm trưởng, người có thể hay không giúp ta giám định một chút cái này bảo vật, hắn đến cùng là vật gì? Người vạm vỡ nói. Nói qua, cũng không đợi Tống Thư Hàng đáp ứng, hắn liền mở ra bản thân dương hòm mật mã. Đây là cùng nhau xem đi lên như là đen bảo thạch đồ vật. Chắc là có trứng gà lớn nhỏ. Mà chung quanh của nó, tản ra chỉ có tu sĩ có thể nhìn thấy linh lực màu đen. Tại dương hòm mở ra trong nháy mắt, thì có một hồi thấp lẩm bẩm thanh âm lan ra. Cái thanh âm kia, giống như tại dụ hoặc lấy mọi người sa đọa, đi phát tiết trong lòng dục vọng. Lại là loại thủ đoạn này, Tống Thư Hàng khinh thường nói. Loại thủ đoạn này, đều nhanh phổ thông. Đặc biệt là cửu u béo cầu, nghiên cứu phát minh ra cái loại này thần binh lão gia ra giới chỉ các loại đồ vật, đều là kèm theo loại này thấp lẩm bẩm dụ hoặc công năng, dụ hoặc lấy tu luyện giả rơi xuống làm cửu u tà ma. Loại thủ đoạn này, đều bị béo cầu chơi hỏng mất. Tống Thư Hàng đối với loại này thấp lẩm bẩm lên tiếng càng là có được lấy rất cao kháng tính. Chính là thấp lẩm bẩm thanh âm, sao có thể sánh bằng mỗi đêm đều tại trong đầu hắn niệm tụng 88.888 cái thanh âm. Hoàn toàn không phải một cấp bậc đồ vật. Điếm trưởng, ngài biết rõ đây là vật gì sao? Người vạm vỡ lên tiếng hỏi. Thấy Tống Thư Hàng một mặt khinh thường biểu lộ chẳng lẽ thứ này kỳ thật rất đồ bỏ đi, cũng không đáng giá. Đây là một loại cùng loại năng lượng hạch tâm đồ vật. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Khối đồ này, hẳn là cổ ma hạch tâm. Danh tự, hắn còn là theo vị kia hoa văn nam tử chú thuật sư trong miệng biết được. Bất quá theo mặt chữ lên đây giải, đây là cổ ma sau khi chết, lưu lại năng lượng hạch tâm. Năng lượng hạch tâm, người vạm vỡ một mặt mộng bức, hắn gãi gãi đầu về sau, lên tiếng hỏi, điếm trưởng, thứ này đáng giá sao? Nếu như đáng giá lời nói. Hắn tại bao nhiêu giá trị, ta nghĩ đưa hắn đấu giá mất rời tay. Rời tay, Tống Thư Hàng có chút kinh ngạc ngắm nhìn người vạm vỡ. Đúng vậy, ta cảm giác thứ này rất phỏng tay, tiếp tục lưu lại trong tay sẽ mang đến cho ta phiền toái. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ nhanh chóng đem hắn rời tay. Người vạm vỡ vẻ mặt thành thật nói. Ý chí của ngươi không tệ, Tống Thư Hàng tán dương. Một người bình thường. Có thể chịu đựng được cổ ma hạch tâm thấp lẩm bẩm lên tiếng dụ hoặc, hơn nữa còn có thể quyết định đem hắn rời tay, cái này người vạm vỡ ý chí, rất cường đại. Đáng tiếc, đối phương tuổi quá lớn, hoàn toàn bỏ lỡ tu luyện tuổi. Bằng không mà nói, dựa vào hắn loại này kiên định ý chí, cửu châu nhất hào quần có lẽ sẽ có tiền bối đối với hắn cảm thấy hứng thú. Thứ này nói thật, cụ thể là bao nhiêu giá trị, ta cũng đánh giá coi không ra. Bởi vì giá trị của nó không thích hợp dùng phổ thông tiền tới đây cân nhắc. Tống Thư Hàng nói. Giá trị liên thành, người vạm vỡ nghe vậy, ngược lại buồn rầu. Nếu như giá trị liên thành lời nói, cũng không tốt rời tay. Không phải giá trị liên thành, mà là không tốt dùng tiền tới đây cân nhắc hắn. Tống Thư Hàng giải thích nói. Người vạm vỡ lên tiếng hỏi, điếm trưởng, nếu như ta đưa hắn cầm lấy đi bán đấu giá, có thể đấu giá được giá bao nhiêu giá trị? Tống Thư Hàng nhún vai. Nhìn tình huống đi, nếu có người biết nhìn hàng xịn, mới có thể đánh ra một cái rất cao giá trên trời. Bằng không mà nói, cũng không dễ nói. Người vạm vỡ lại muốn nghĩ, lên tiếng hỏi, điếm trưởng kia, người có vào tay cái này năng lượng hạch tâm ý tưởng sao? Người nghĩ qua tay cho ta.
Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút, hắn vươn tay ra, điểm tại cổ ma hạch tâm phía trên. Trên tay phải nghịch kình vũ sĩ quyền sáo đầu ngón tay vị trí co rút lại. Ngón tay của hắn đặt tại cổ ma hạch tâm bên trên, giám định bí pháp khởi động. Giám định bí pháp kích hoạt. Tại bí pháp thi triển lúc, Tống Thư Hàng thân thể trong nháy mắt xương mù hóa. Hơn 10 đạo miệng vết thương xuất hiện ở xương mù hóa thân thể của hắn bên trên, tiếp đó xương mù hóa thân thể lại nhanh chóng khôi phục. Giám định tin tức xuất hiện ở Tống Thư Hàng trong đầu. Tống Thư Hàng lại nhanh chóng giải trừ thấp xứng bản giả bất hủ xương mù hóa hình thức. Toàn bộ biến thân quá trình, liền một giây cũng chưa tới. Tại người vạm vỡ trong mắt, điếm trưởng thân hình có như vậy trong nháy mắt, biến mơ hồ một chút. Hắn mở chừng hai mắt, phát hiện điếm trưởng còn là cái kia điếm trưởng. Là ta hoa mắt sao? Người vạm vỡ thầm nghĩ trong lòng. Hô, Tống Thư Hàng nghiến răng nghiến lợi. Sương mù hóa cùng diệt phượng công tử vỡ vụn thành dịch thể kỹ năng, có thể miễn dịch giám định bí pháp miệng vết thương. Bất quá trên tinh thần thống khổ sẽ không biến mất, còn cần thừa nhận. Giám định kết quả hiển hiện. Vực ngoại thiên ma chi nhánh huyết ma vương tộc hạch tâm. Bởi vì niên đại vô cùng đã lâu, huyết ma hạch tâm bên trong ẩn chứa năng lượng đã tiếp cận khô kiệt. Nếu như có thể tìm được cho nó bổ sung năng lượng phương pháp, người đem đạt được một khối quý giá huyết ma vương giả hạch tâm. Huyết ma, nghĩ tới, đây không phải lúc ấy bị Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối quần soát thương cảm vực ngoại thiên ma nha. Tống Thư Hàng nhớ lại huyết ma. Tại phim, TV, trong tiểu thuyết đều đảm nhiệm đại nhân vật phản diện vực ngoại thiên ma, tại hiện thế nhưng là rất bi kịch một chủng tộc. Địa vị của bọn nó tại tu chân giới tương đương với dã bức vẽ boss. Chúng nó trên thân có được lấy phong phú tài liệu, hơn nữa chúng nó trong cơ thể còn sẽ ẩn chứa một ít pháp khí, thiên tài địa bảo, linh thạch các loại đồ vật. Hiện thế còn có chuyên môn giám sát và điều khiển vực ngoại thiên ma cơ cấu. Mỗi khi có vực ngoại thiên ma phủ xuống thời giờ, tu luyện giới đạo hữu nhóm liền sẽ xoa tay, xoát thiên ma. Sở ra đoạn tiên đài lúc ấy, Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối liền xoát một cái huyết ma, thu hoạch phong phú. Cái này khối năng lượng hạch tâm, ẩn chứa trong đó năng lượng đã tiếp cận khô kiệt. Bất quá, hắn như trước là bảo vật vô giá. Nếu như ngươi thật muốn xuất thủ, ngươi muốn vàng không? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Hắn ban đầu muốn hỏi Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối mượn ít tiền. Bất quá đột nhiên, hắn liền nghĩ tới trong tay mình có đại lượng kim sa. Liền là tại thiên đạo phòng tối thu hoạch, lúc ấy hắn tiếp đại lượng kim sa trở về, chuẩn bị tại hạch tâm thế giới bên trong chế tạo một tòa thổ hào vàng cung điện à. Vàng, vàng là đồng tiền mạnh, ngược lại là có thể tiếp nhận. Bất quá, nếu như có thể chuyển khoản lời nói thì tốt hơn, dễ dàng hơn mau lẹ, điếm trưởng ngươi đây không phải là có thể chuyển khoản sao? Người vạm vỡ nghi hoặc lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, trong tay của ta không có có nhiều như vậy tiền vốn, trong tay của ta lớn nhất một bút kim ngạch, liền là trong điện thoại di động gần 1.000 vạn thoại phí. Người vạm vỡ nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng, ánh mắt đặc biệt cổ quái. Sau một lúc lâu, người vạm vỡ nói, hoàng kim cũng tốt. Như vậy, người muốn bao nhiêu hoàng kim? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Người vạm vỡ một mặt mộng bức, còn là điếm trưởng ngươi tới định đi, cái này năng lượng hạch tâm giá trị, trong nội tâm của ta cũng không có đáy. Được rồi, vậy ngươi cùng ta đến đi. Tống Thư Hàng đứng dậy. Người vạm vỡ nhấp lên dương hòm, rất tín nhiệm đi theo phía sau hắn. Tống Thư Hàng mang theo đại hán hướng phòng ăn kho chứa đồ đi. Lúc này, kho chứa đồ đã đóng lại, là hai vị người ẩn hình lấy xong nguyên liệu nấu ăn phía sau thuận tay đóng. Tại mở cửa trong nháy mắt, Tống Thư Hàng đem kho chứa đồ cửa cùng mình hạch tâm thế giới đông điện một cái phòng liền đến cùng một chỗ. Đồng thời, hắn ý niệm khẽ động, lại đem kim sa chuyển rời đến chỗ này trong phòng. Người vạm vỡ cùng theo Tống Thư Hàng sau khi vào phòng, con mắt đã bị bầy ra mù. Tại hắn trước mắt, là một tòa như ngọn núi núi vàng. Tại ánh đèn chiết xạ xuống, núi vàng tản ra tia sáng chói mắt, đây là tài phú hào quang. Nơi đây kim sa, người có thể lấy đi bao nhiêu, coi như là bao nhiêu. Chỉ cần người có thể mang đi, liền đều thuộc về của ngươi. Tống Thư Hàng nói, đến từ chính thiên đạo phòng tối kim sa. Phẩm chất tuyệt đối không cần lo lắng. Ta có thể đem xe của ta lái qua tới sao? Người vạm vỡ nói. Xe của ngươi phải có nhiều nhỏ, mới có thể chạy đến nhà ta trong nhà ăn tới đây. Tống Thư Hàng cười nói,
cho ngươi một cỗ xe đẩy nhỏ, kho chứa đồ trong có nơ hàng dùng xe đẩy nhỏ, có thể cho ngươi mượn. Hoàng Kim nhìn xem chói mắt, bất quá, một khắc chắc là tại 300 trái phải. Tống Thư Hàng không có chú ý qua năm 2019 giá vàng giá thị trường, dù sao chắc là tại nơi này số trái phải. Nếu để cho người vạm vỡ bằng khí lực đi kéo lời nói, có thể kéo đi hơn 200 cân cũng không tệ rồi. 200 cân quy ra đi xuống vì 10 vạn khắc, quy ra đi xuống là 3.000 vạn. Không sai biệt lắm chẳng khác gì là thần thoại kiếm thánh cho hắn nạp 3 lượt thoại phí giá cả. Đây chính là vật dụng thực tế cùng điện tử chuyển khoản khác nhau. Vật dụng thực tế nhìn xem chói mắt vô cùng, liền chuyển đều chuyển bất động hoàng kim, đổi thành điện tử chuyển khoản lời nói, liền biến thành một chuỗi con số, không hề cảm giác thỏa mãn. Người vạm vỡ gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút về sau, đem hắn bản thân trong dương cái kia tấm huyết ma vương tộc hạch tâm giao cho Tống Thư Hàng. Như vậy, giao dịch hoàn thành, Tống Thư Hàng tiếp nhận cái này hạch tâm, bình tĩnh nói. Sau đó không lâu, người vạm vỡ đẩy xe đẩy nhỏ, rời đi cái này chứa đựng hoàng kim gian phòng. Xe đẩy nhỏ lên chồng lên tốt mấy cái bao tải to, bên trong đẩy kim sa. Lại là một bút song phương tất cả đều vui vẻ giao dịch. Những thứ này kim sa, chính ngươi có thể giải quyết đi. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Người vạm vỡ, yên tâm đi, điếm trưởng, ta có bản thân con đường, hoàn toàn không có vấn đề. Những thứ này kim sa phẩm chất tốt đến bạo, hoàn toàn không cần lo lắng bán hàng ra vấn đề. Hơn nữa, coi như là lưu lại cho mình thưởng thức cũng là vô cùng tốt. Người vạm vỡ luôn cảm giác những thứ này kim sa bên trên, giống như mang theo một loại không nói ra được ma lực, đặc biệt chói mắt. Mang về, chuyên môn chơi đùa một cái phòng, giải đến dưới đất, cũng là cực hưởng thụ sự tình. Đẩy xe đẩy nhỏ đến cửa nhà hàng miệng về sau, có mấy cái âu phục màu đen đại hán chạy chậm đến, theo người vạm vỡ xe đẩy nhỏ lên tiếp nhận bao tải to, từng nhóm mang lên xe của bọn hắn bên trên. Người vạm vỡ lại đem xe đẩy nhỏ trả lại cho Tống Thư Hàng. Điếm trưởng, lần tới ta nếu có bảo vật, còn có thể bắt được ngươi nơi đây giao dịch sao? Người vạm vỡ lên tiếng hỏi. Hắn nghĩ tới Tống Thư Hàng cái kia một núi vàng kim sa, trong lòng liền nghĩ đổi càng nhiều về nhà. Thần kỳ chính là, tuy rằng hắn rất muốn nhóm này kim sa, nhưng trong đầu hắn rồi lại hoàn toàn không có một tia tàn niệm. Hoặc là nói, thân thể của hắn mỗi một tế bào đều tại cảnh cáo hắn, tuyệt đối không muốn đối với điếm trưởng nhà kim sa động lệch ra đầu óc. Thấy người vạm vỡ đi xa về sau, Tống Thư Hàng quay người, đem phòng ăn cửa đóng lại. Khôi lỗi tiên tử lúc này đang tại tu bổ vách tường. Tiên tử khéo tay, cái gì đều tu, bàn, vách tường, cũng khó khăn không ngã nàng. Dù sao, nàng là ngay cả mình hỏng mất đều có thể chữa trị tồn tại. Cái kia hạch tâm, năng lượng đã tiếp cận khô kiệt, người đổi đến có cái gì hữu dụng? Khôi lỗi tiên tử lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng trả lời, cái này hạch tâm là huyết ma hạch tâm trong tay của ta có một cây huyết ma xương, còn có một chút huyết ma châu. Có lẽ có biện pháp cho nó bổ sung năng lượng. Nếu như không đủ lời nói, bạch tiền bối vậy còn có càng nhiều huyết ma châu. Rồi hãy nói, dù sao dùng phổ thông hoàng kim có thể đổi tới đồ vật, làm gì vậy không muốn. Cũng đúng, khôi lỗi tiên tử tiếp tục chữa trị vách tường. Tống Thư Hàng đem huyết ma vương tộc hạch tâm lưu vào đến hạch tâm thế giới. Sau đó, hắn đi vào người ẩn hình số 2 bên người, tiếp tục tại trên người bọn họ nếm thử trí nhớ xóa đi pháp thuật. Người ẩn hình số 2 cùng số 1, trong đầu đều có cái ổ C cùng ổ D. Tống Thư Hàng tìm được ổ D trong liên quan tới hôm nay trí nhớ văn bản tài liệu về sau, đưa tay một vòng liền đem hắn cho triệt để xóa bỏ rớt. Rất tốt, càng ngày càng thuần thục, cũng không có thất bại qua. Tống Thư Hàng hài lòng nói. Đón lấy, hắn lại đưa tay đặt tại cái cuối cùng người ẩn hình chỗ mi tâm, thi triển trí nhớ xóa đi pháp. Số 3 liền là đối với Tống Thư Hàng nổ súng. Tiếp đó bị vỗ tới trên tường, dán một bức tường máu chính là cái kia người ẩn hình. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại hắn mi tâm về sau, đột nhiên phát hiện cái này người ẩn hình trong đầu, so với phía trên hai cái người ẩn hình hơn nhiều một cái vòng. Trong trí nhớ của hắn còn có cái ổ e. Ồ, vì sao chỉ có hắn nhiều sẽ một cái vòng? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Nếu như ấn máy vi tính thao tác hệ thống mở phân chia lời nói, ổ C hẳn là một người thao tác hệ thống trí nhớ. Tỉ như hành tẩu, ăn uống, suy nghĩ các loại nền tảng công năng trí nhớ.
Có lẽ còn sẽ chứa một ít khu động trí nhớ, tỉ như đặc thù nào đó kỹ năng cùng thiên phú trí nhớ. Ổ đê thì là một người sinh hoạt hàng ngày trí nhớ, Tống Thư Hàng muốn xóa bỏ trí nhớ, đều tồn tại ở ổ đê bên trong. Cái kia ổ e trong sẽ có cái gì? Tống Thư Hàng sử dụng trước trí nhớ xóa đi pháp thuật đem người ẩn hình số 3 bên trong liên quan tới hôm nay nhớ trừ. Tiếp đó, hắn lại sử dụng một lần trí nhớ xóa đi pháp thuật. Lần này làm pháp thuật tiến nhập C, D, ổ E giới diện thời gian, Tống Thư Hàng nếm thử lựa chọn tiến nhập ổ C. Thế nhưng, nếm thử thất bại. A nha, Tống Thư Hàng nhận lấy pháp thuật cắn trả. Sử dụng trí nhớ xóa đi pháp thuật không cách nào tiến nhập ổ C, pháp thuật thi triển thất bại. Hắn nhận lấy một chút tinh thần trùng kích. May mà đối phương chỉ là người bình thường, tinh thần lực bản thân cũng rất yếu. Điểm ấy cắn trả đối với Tống Thư Hàng mà nói, chỉ tương đương với mi tâm căng đau nhức một chút. Ổ C tựa hồ là cấm tiến nhập khu vực. Là xóa đi trí nhớ pháp thuật bản thân không thể xóa đi ổ C trí nhớ, còn là tu vi của ta còn chưa đủ. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Đến lúc đó, hỏi một chút bạch tiền bối. Khôi lỗi tiên tử tò mò nhìn về phía Tống Thư Hàng. Xóa đi trí nhớ pháp thuật cùng ổ C gì gì đó, có quan hệ gì? Thử lại một lần này tiến nhập ổ E nhìn xem. Tống Thư Hàng dứt lời, lần nữa thi triển xóa đi trí nhớ pháp thuật điểm tại người ẩn hình số 3 mi tâm. Lần này, làm pháp thuật tiến nhập C, D, E giới diện thời gian, Tống Thư Hàng lựa chọn tiến nhập ổ E. Cảnh cáo. Có không biết năng lượng xâm nhập IC mở ra chương trình tường lửa. Theo người ẩn hình số 3 trên thân, truyền ra một cái giọng nói điện tử. A nha, Tống Thư Hàng lần nữa nhận lấy pháp thuật cắn trả. Nếm thử lại thất bại. IC, không phải trí nhớ khu. Tống Thư Hàng nhào nặn mi tâm, nghi ngờ nói. Quầy thu ngân phía dưới thiếu nữ tóc vàng trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng vừa rồi điếm trưởng, tại xâm lấn IC. Làm sao có thể? Hắn không có sử dụng bất kỳ công cụ. IC, là máy móc cải tạo thân thể người bên trong một loại DNA chip. Cá nhân cơ giới hóa cải tạo mức độ tại 30% trở lên lúc, liền cần như vậy một cái chip tới đây phụ trợ thân thể. Hơn nữa, IC ngoại trừ phụ trợ thân thể bên ngoài, còn có được các loại thần kỳ công năng, hắn có được cường đại khả năng tính toán cùng phân tích năng lực. Phối hợp máy móc cải tạo bộ phận, lại để cho máy móc cải tạo người trở thành siêu nhân. Thiếu nữ tóc vàng trong cơ thể cũng cất giấu như vậy một cái IC. Điếm trưởng hoàn toàn không có sử dụng bất kỳ máy móc cùng công cụ, liền xâm nhập đến người ẩn hình số 3 trên thân IC bên trong. Điếm trưởng rút cuộc là cái gì sinh vật? Thiếu nữ tóc vàng có chút hoài nghi, điếm trưởng, không phải người ngoài hành tinh đi. Cùng ổ C khác nhau, ổ E tuy rằng tiến nhập đã thất bại, nhưng cái này chỉ là bởi vì bị bức tường lửa chặn. Chỉ cần ta lại thêm sức lực, có thể đem hắn đột phá. Lại đến một lần, Tống Thư Hàng nói thầm. Hắn lần nữa duỗi ra ngón tay, điểm tại người ẩn hình số 3 chỗ mi tâm. Lúc này đây, hắn trực tiếp bạo lực tăng cường linh lực của mình cùng thần thức. 4 hạt nhân kim đan thực lực mạnh đi thúc dục xóa đi trí nhớ pháp thuật xâm nhập cái kia ổ e. Người ẩn hình số 3 ổ e bức tường lửa, tại duy trì 2 giây về sau, bị cưỡng ép công phá. Nói đúng ra, hắn IC bên trên. Chịu trách nhiệm phòng ngự cái kia một bộ phận, bị triệt để phá hủy. Bạo lực mạnh mẽ xông tới. Tống Thư Hàng tiến nhập đến ổ E bên trong. Cùng ổ D, người ẩn hình số 3 ổ E bên trong cũng tổn trữ lấy rất nhiều trí nhớ văn bản tài liệu. Có thể bị xóa đi trí nhớ pháp thuật cảm ứng được, cùng hiện hóa ra tới, tự nhiên cũng là trí nhớ. Có thể xem sao, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn xóa đi trí nhớ pháp thuật tại tiến nhập ổ D lúc. Công năng liền là đơn giản triệt để xóa bỏ. Có lẽ pháp thuật này thăng cấp bản, có thể có được xem trí nhớ, sao chép trí nhớ, dán trí nhớ các loại công năng. Nhưng liền trước mắt mà nói, hắn còn chỉ có triệt để xóa bỏ trí nhớ cái này trước hạng. Mà cái này ổ e, cho Tống Thư Hàng cảm giác khác nhau. Tống Thư Hàng thử đem ý thức điểm vào đến ổ e trí nhớ trên văn kiện. Một cái click chuột phải giới diện hiển hiện. Phía trên như trước chỉ có triệt để xóa bỏ công năng. Thế nhưng, ổ e trí nhớ văn bản tài liệu, rồi lại tự động phát hình ra. Đầu tiên phát ra, đều là một ít khảo thí máy móc thân thể hình ảnh. Đây là tồn trữ tại IC bên trong, phụ trợ chủ nhân đối với máy móc thân thể tiến hành quản lý chương trình cùng trí nhớ. Đến cuối cùng, mấy cái hình ảnh thoáng hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt.
là thiếu nữ tóc vàng bị cơ giới hóa mấy tổ hình ảnh. Người ẩn hình số 3, còn là nghiên cứu khoa học nhân viên. Nhớ kỹ người ẩn hình số 3 ý chí năng lực kém cỏi nhất, Tống Thư Hàng đánh bay người ẩn hình 1, số 2 về sau, hắn liền hỏng mất, vác súng đối với Tống Thư Hàng một hồi cuồng xạ. Liền ra hỏa này, cũng có thể lên làm nghiên cứu khoa học nhân viên. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nghiên cứu khoa học nhân viên cùng ý chí A, thừa nhận năng lực ngược lại không có quá lớn quan hệ. Đối với người khác tàn nhẫn, đối với vật thí nghiệm tàn nhẫn người, không đồng nhất có thể đối với chính mình có thể tàn nhẫn. Chợt lóe lên hình ảnh cũng không nhiều, chỉ có mấy cái. Liền là thiếu nữ tóc vàng tiếp nhận nhiều cái vị trí cơ giới hóa giải phẫu, quá trình giải phẫu tương đối máu tanh, cần thánh quang hoặc ám mục kỹ thuật ủng hộ. Trên lý luận mà nói, quá trình này là giải phẫu, có thể lý giải. Không biết thiếu nữ tóc vàng có phải hay không chủ động nguyện ý tiếp nhận những thứ này giải phẫu. Mấy cái hình ảnh nhanh xong sau, kế tiếp trí nhớ văn bản tài liệu, tương đối rõ ràng, còn là một đoạn đoạn video liên tiếp. Hơn nữa là lộn xộn giấu ở một đống trí nhớ văn bản tài liệu bên trong. À, quả nhiên đoạn video liên tiếp loại vật này, đều giấu ở trong ổ e, hơn nữa sẽ bị che giấu vô cùng tốt. Nhất định phải đem thứ này cho nàng cắm vào. Nàng là thích hợp nhất vật thí nghiệm, nếu như nàng cũng không có thể thích ứng vật này lời nói, lấy chúng ta kỹ thuật, 10 năm bên trong đều cũng tìm không được nữa có thể cắm vào cái này đồ vật người. Ta là lo lắng, có thể hay không nuôi hổ gây họa. Nếu như nàng theo cái này đồ vật ở bên trong lấy được lực lượng cường đại, chúng ta sợ áp chế không nổi nàng. Ngươi quá lo lắng, ta trẻ tuổi du lịch thế giới, theo một quốc gia đã học được một loại tẩy não thủ đoạn. Chỉ cần cho ta 1-2 năm thời gian, ta có thể đem nàng tẩy não thành trong chúng ta tốt nhất công cụ. Một cái trí nhớ văn bản tài liệu đoạn video liên tiếp chấm dứt. Chủ động nhảy tới tiếp một cái đoạn video liên tiếp. Lần này, trong tấm hình có mười mấy ăn mặc áo khử trùng ra hỏa, vây quanh ở thiếu nữ tóc vàng bên người. Đã thất bại 3 lượt, đây là một cơ hội cuối cùng. Nếu như lần nữa bại lời nói, thân thể của nàng muốn tan vỡ. Hiện tại, thân thể của nàng cơ giới hóa vị trí đã đạt đến 40% trở lên, đây đã là chúng ta hôm nay kỹ thuật cực hạn. Lại thất bại, thân thể của nàng không cách nào nữa gia tăng cơ giới hóa khu vực, chỉ sợ sẽ trở thành người sống đời sống thực vật. Một lần cuối cùng, lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Mười mấy áo khử trùng thành viên, bắt đầu công việc lu bù lên. Cuối cùng, có một vị thành viên theo phong kín trong hộp lấy ra một cái dưa hấu lớn nhỏ cầu kim loại. Năm thảo, phát rồ rồi a, lớn như vậy đồ vật, làm sao hướng nhân loại trong thân thể lắp a? Nói đùa gì vậy, Tống Thư Hàng nhìn không được đậu đen rau má nói. Đây chính là dưa hấu lớn nhỏ đồ vật a, hơn nữa là trái dưa hấu. So với tiểu cô nương đầu còn muốn lớn hơn 3 vòng, cái đồ chơi này có thể chứa chạy đi đâu? Nếu quả thật muốn nói có thể chứa địa phương, cũng chỉ có thiếu nữ tóc vàng bụng vị trí. Cất vào về phía sau. Ngoại hình của nàng liền biến thành nâng cao bụng phụ nữ có thai rồi a. Cỡ nào phát rồ, loại này xã hội cặn, hết thảy muốn kéo ra ngoài thương. Ồ, đợi một chút. Tính, cái đề tài này lược qua không sách. Tống Thư Hàng lại để cho ý thức của mình cưỡng ép lược qua cái đề tài này. Lúc này, trong tấm hình cái kia dưa hấu lớn cầu kim loại, tại bị lấy ra về sau, vừa tiếp xúc với bầu không khí, liền khuếch tán ra. Tựu như cùng cẩn thận thăm dò, cầu kim loại tản ra, hóa thành một đạo đạo sợi tơ. Sợi tơ toàn bộ khuếch tán ra về sau, lộ ra trong đó hạch tâm kết cấu. Cái kia tựa hồ là một cái năng lượng lò phản ứng. Coi như là đầu thông qua hình ảnh, Tống Thư Hàng cũng có thể từ nơi này hạch tâm trên kết cấu, cảm ứng được một loại khổng lồ năng lượng cảm giác. Chỉnh thể nhìn lại, thứ này tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Khoa học hệ nghiên cứu thành quả. Cái này sợ không phải hiện thực khoa học bản Iron Man hạch tâm arc reactor, lò phản ứng hồ quang. Tống Thư Hàng nói thầm. Khoa học hệ đằng sau hậu trường đã biến như vậy treo. Liên loại vật này cũng có thể nghiên cứu ra tới đây. Cái này kỳ quái hạch tâm, bị chấp hành giải phẫu nhân viên cấy ghép đến thiếu nữ tóc vàng trong cơ thể. Hạch tâm cấy ghép trở ra, cái kia vô số sợi tơ khuếch tán ra, chủ động tiếp xúc thiếu nữ tóc vàng thân thể những cái kia cơ giới hóa vị trí. Thành công sao, không có phản ứng, không biết có phải hay không là thành công. Cũng không có thất bại. Đối với chúng ta mà nói đây là một cái tin tức tốt,
không có thất bại liền lớn nhất thành công. Nếu như thất bại, chúng ta phải ít nhất lại trải qua 10 năm thời gian. Chúng ta bây giờ nhất định giành giật từng giây, không có nhiều thời giờ như vậy có thể lãng phí. Hơn nữa, cái này hạch tâm lò phản ứng cũng là có cấy ghép số lần hạn chế. Ta có thể cảm giác được, theo lần lượt cấy ghép, hắn biến càng ngày càng không ổn định. Hạch tâm lò phản ứng chế tác phương pháp, còn không có phá giải đi ra sao. Hoàn toàn không có đầu mối. Chế tác cái này hạch tâm lò phản ứng ước lang tiến sĩ, tại lò phản ứng hoàn thành trong nháy mắt, bị thí nghiệm sinh ra bạo tạc nổ thành vỡ nát, là khoa học bỏ ra sinh mệnh. Càng làm người nhức đầu chính là, tất cả ghi lại, nghiên cứu qua trình tự, toàn bộ ở đằng kia đợt đáng sợ trong lúc nổ tung bị phá hủy. Tính cả phụ trợ hắn nghiên cứu nhân viên, cũng đều ở đằng kia đợt trong lúc nổ tung hy sinh. Chúng ta trong tay tồn chữ thí nghiệm dành trước ghi lại, là ước lang tiến sĩ chế tác cái này hạch tâm lò phản ứng sơ kỳ ghi lại. Đằng sau ghi lại chưa tới đây kịp đồng bộ. Hôm nay, chúng ta muốn ngược lại, phá giải ước lang tiến sĩ chế tác hạch tâm lò phản ứng phương pháp, rất khó khăn. Thậm chí, ta hoài nghi ước lang tiến sĩ mình cũng không có làm rõ ràng hạch tâm lò phản ứng chế tác quá trình. Ấn hắn cung cấp thí nghiệm ghi lại, hắn ngay từ đầu là muốn xếp đặt thiết kế sáng tạo một cái có thể chủ động phòng ngự tấm thuẫn. Bình thường có thể co lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, cần lúc có thể mở rộng làm thuẫn nhãn hiệu. Nhưng ở trận kia kịch liệt bạo tạc về sau, lưu lại nhưng là cái này quỷ dị dưa hấu lớn nhỏ hạch tâm lò phản ứng. Cũng liền nói, cái này lò phản ứng có thể là ngoài ý muốn kết quả. Là ước lang tiến sĩ thí nghiệm thất bại bạo tạc về sau, ngoài ý muốn mân mê đi ra. Bạo tạc sinh ra nghệ thuật, thật sự là làm người nhức đầu sự tình. Khoa học lúc nào cũng tại bạo tạc cùng hy sinh ở bên trong lấy được tiến bộ, chúng ta có thể nhụt chí. Nếu như lần này, hạch tâm lò phản ứng có thể cấy ghép thành công, chúng ta có thể thông qua này là quý giá vật thí nghiệm nhận đến càng nhiều kỹ càng số liệu. Dùng cái này tới đây phá giải hạch tâm lò phản ứng cụ thể cấu tạo. Chỉ cần hạch tâm lò phản ứng phá giải thành công, chúng ta liền đã có được vượt lên đầu thế giới 200 năm siêu cấp nguồn năng lượng kỹ thuật. Nếu như có thể lần nữa hạch tâm lò phản ứng cùng cơ giới hóa thân thể cấu tạo kỹ thuật dung hợp, ưu thế của chúng ta sẽ càng thêm to lớn. Vật thí nghiệm còn không có thanh tỉnh, còn cần tiến thêm một bước quan sát. Sơ bộ đến xem, lần này hạch tâm lò phản ứng cấy ghép xu thế ổn định, lò phản ứng cùng vật thí nghiệm hai bên không có sinh ra mâu thuẫn. Phòng bế phòng thí nghiệm, kéo dài quan sát, thứ hai đoạn video liên tiếp phát ra chấm dứt. Đồng thời, Tống Thư Hàng ý thức thối lui ra khỏi ổ e. Kết thúc, Tống Thư Hàng xoa nhẹ mi tâm. Suy nghĩ một chút về sau, hắn đưa tay đặt tại người ẩn hình số 3 trên thân, đưa hắn chuyển rời đến hạch tâm thế giới đông điện bên trong, nhốt lại. Đồng thời, dưới đất cái kia mấy bộ ẩn hình bọc thép đều bị Tống Thư Hàng cùng một chỗ chứa vào hạch tâm thế giới. Vô luận là có thể ẩn hình chiến đấu bọc thép, còn là dấu ở người ẩn hình số 3 trong thân thể IC đều là vượt xa người dân bình thường dùng khoa học kỹ thuật khoa học hệ nghiên cứu kết tinh. Vật như vậy, Bạch Tiền Bối có lẽ sẽ rất ưa thích. Chờ Bạch Tiền Bối theo bế quan hóa đá trong trạng thái khôi phục, hoặc là chờ phân thân của hắn thăm dò xong bí cảnh trở về, liền đem vài kiện đồ vật giao cho Bạch Tiền Bối, Bạch Tiền Bối nhất định có thể đào móc ra càng nhiều hữu dụng manh mối. Về phần người ẩn hình số 1 cùng số 2, trên thân không có bao nhiêu bí mật, trước ném ở trong nhà ăn. Số 4 cùng số 5 còn đang ở trong phòng bếp nghỉ ngơi trên thực tế, cả hai là trốn ở trong phòng bếp, không dám ra tới đây. Cho bọn hắn cũng tới một phát xóa đi trí nhớ pháp thuật, để cho bọn họ rời đi. Ngoại trừ mấy vị người ẩn hình bên ngoài. Tống Thư Hàng lại nhìn hướng núp ở quầy thu ngân phía dưới không chịu đi ra thiếu nữ tóc vàng. Vị này, cũng cần một phát mất trí nhớ pháp thuật mới được. Bất quá, trên người nàng bí mật càng nhiều, cụ thể muốn xử trí như thế nào nàng, liền từ Bạch Tiền Bối tới đây quyết định đi. Quầy thu ngân xuống, thiếu nữ tóc vàng ánh mắt tập trung ở Bạch Tiền Bối thạch điêu bên trên. Nàng xem có chút mê mẩn, thậm chí quên mất điếm trưởng cùng tới bắt nàng mấy cái người ẩn hình. Tống Thư Hàng đi vào quầy thu ngân vị trí, ngồi xổm xuống nhìn thẳng nàng. Điếm trưởng, người thạch điêu bán hay không? Thiếu nữ tóc vàng dò hỏi, ta có rất nhiều tiền, người bán lời nói, ta đem tất cả tiền đều cho ngươi. Tống Thư Hàng duỗi ra ngón tay, đưa nàng một cái búng chán. Đây không phải thạch điêu, ta cho ngươi biết, đây thật ra là một vị được người tôn kính tiền bối. Ngươi nếu như muốn may mắn lời nói, có thể bái lễ hắn.
Nói không chừng ngươi có thể may mắn, Tống Thư Hàng nói. Thiếu nữ tóc vàng nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng nhìn một lát, trong ánh mắt đột nhiên có một tia thương xót. Nàng chỉ là nhìn xem cái này thạch điêu, cảm giác càng xem càng mê mẩn, hy vọng có thể mua đến thạch điêu. Điếm trưởng rồi lại bệnh không nhẹ. Nhìn xem ngón tay của ta, Tống Thư Hàng duỗi ra bản thân công đức ngón tay, nhắm ngay thiếu nữ tóc vàng. Thiếu nữ tóc vàng cứng đờ, có thể không tiêu trừ trí nhớ sao? Không tiêu trừ trí nhớ lời nói, sẽ rất phiền toái. Bản thân ngươi chính là một cái đại phiền toái, luôn cảm giác cùng ngươi ngốc lâu rồi về sau, ta đều dính lên rất nhiều phiền toái. Bất quá, thân là ta vị thứ nhất khách nhân, tiêu trừ trí nhớ về sau, ngươi còn có thể tại ta trong tiệm ngây ngốc một thời gian ngắn. Tống Thư Hàng dứt lời, công đức ngón tay đại phóng ánh sáng. Thiếu nữ tóc vàng trong lòng vui vẻ, nói, ta có thể ngốc thật lâu sao? Cùng vị tỷ tỷ kia sống chung một chỗ. Tốt chói mắt, máy móc mắt đều trục trặc. Tống Thư Hàng thừa cơ, một tay điểm tại thiếu nữ tóc vàng mi tâm. Xóa đi trí nhớ pháp thuật thi triển ra. Pháp thuật quá trình rất thuận lợi. Tống Thư Hàng tiến nhập đến thiếu nữ tóc vàng trí nhớ thế giới. Ngoại trừ cùng người bình thường ổ C, ổ D bên ngoài, thiếu nữ tóc vàng cùng người ẩn hình số 3, có được ổ E, cũng chính là IC. Mà ngoại trừ ổ E bên ngoài, thiếu nữ tóc vàng còn có một cái biểu hiện là thiết bị ngoại vi ổ F. Tiểu cô nương ổ nhớ số lượng không ít A. Bất quá lần này, Tống Thư Hàng không có mù quáng tiến nhập ổ khác. Hắn vốn là tiến nhập đến trong ổ E, đem thiếu nữ tóc vàng hôm nay trí nhớ văn bản tài liệu xóa bỏ. Triệt để xóa bỏ trí nhớ văn bản tài liệu về sau, Tống Thư Hàng đang chuẩn bị rời khỏi thiếu nữ trí nhớ thế giới. Đúng lúc này, thiếu nữ ổ D bên trong, cái kia vừa bị xóa trí nhớ văn bản tài liệu, lại khôi phục. Cái này lúng túng. Bị xóa đi trí nhớ lại vẫn sẽ bản thân khôi phục. Thiếu nữ tóc vàng trí nhớ là hành mầm sao, cắt còn có thể mọc trở về. Nói lên hành mầm. Tống Thư Hàng nghĩ đến một kiện tương đối hiếu kỳ sự tình thông nương trí nhớ rút cuộc là tồn trữ ở địa phương nào. Hành mầm là đầu của nàng đi, nhưng mỗi lần hành mầm bị cắt về sau, trí nhớ của nàng cũng sẽ không tổn thất. Chẳng lẽ trí nhớ của nàng tồn trữ tại gốc, cũng chính là chân nhỏ bên trên. Thực vật hệ yêu tinh liền là thần kỳ. Thử lại một lần, Tống Thư Hàng lần nữa ngưng tụ trí nhớ xóa đi pháp thuật phù văn, đưa tay điểm tại thiếu nữ tóc vàng mi tâm. Cùng lần trước quá trình, hắn trước sử dụng pháp thuật xóa đi thiếu nữ tóc vàng ổ đê bên trong liên quan tới hôm nay trí nhớ. Sau đó, hắn cẩn thận quan sát. Một lát sau, hôm nay trí nhớ văn bản tài liệu bị xóa đi không lâu sau, đột nhiên lại khôi phục lại. Cảm giác giống như là mây tồn chữ phòng bị công năng. Phòng bị, chẳng lẽ là cái kia thiết bị ngoại vi ổ ép, Tống Thư Hàng trong lòng suy đoán. Thiếu nữ tóc vàng trong thân thể ổ ép. Nổi lên phòng bị trí nhớ hiệu quả. Lúc này, thiếu nữ tóc vàng con mắt theo công đức chỉ cường quang chiếu xạ trong trạng thái khôi phục, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt điếm trưởng. Điếm trưởng vẫn là cùng trong trí nhớ, có loại thành thục tang thương cảm giác, khuôn mặt ôn hòa. Nhìn kỹ phía dưới, có thể theo điếm trưởng cổ áo chỗ, thấy điếm trưởng quần áo xuống cái kia từng khối sắc sảo rõ ràng cơ bắp. Điếm trưởng cơ bắp không giống khỏe đẹp cân đối vận động viên như vậy lớn mạnh. Nhìn qua căng cứng, giống như đá cẩm thạch thiết cắt mà thành bình thường, tràn đầy bạo tạc mỹ cảm. Quả nhiên không hổ là quái vật nam nhân. Ồ, chờ. Ta không phải là bị xóa đi ghi nhớ sao, thế nhưng ta còn là nhớ kỹ điếm trưởng. Không chỉ có là điếm trưởng, nhà này phòng ăn, xinh đẹp con rối tỉ tỉ, người vạm vỡ, còn có đến đây bắt nàng, lại bị chủ tiệm giết lại những cái kia ẩn hình chiến sĩ. Tất cả trí nhớ, cũng còn tại. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là điếm trưởng trí nhớ tiêu trừ chỉ mất đi hiệu lực? Nếu thật như vậy, liền quá tuyệt vời, ta cũng không nghĩ đột nhiên mất trí nhớ. Thiếu nữ tóc vàng trong lòng vui vẻ nói. Bất quá, không thể để cho điếm trưởng nhìn ra ta không có mất trí nhớ. Nếu không nếu là hắn lại xóa đi một lần trí nhớ của ta, ta nói không chừng liền thật mất ký ức. Vì vậy ta hiện tại muốn sắm vai một vị mất trí nhớ người trạng thái. Đối với thiếu nữ tóc vàng mà nói, sắm vai một vị mất trí nhớ người cũng không khó khăn. Nàng có thể thông qua trong cơ thể mình IC, điều ra mất trí nhớ hình thức biểu lộ làm cho mình trạng thái trông rất sống động. Nói làm liền làm. Thiếu nữ tóc vàng điều ra bản thân mất trí nhớ hình thức biểu lộ. Nàng một mặt mê mang hình dáng,
Ta là người nào, nơi đây là địa phương nào, ta tại sao sẽ ở chỗ này? Nàng ngẩng đầu lên, một mặt mộng bức hình dáng. Tống Thư Hàng, thúc thúc, ta tại sao sẽ ở chỗ này? Thiếu nữ tóc vàng nhìn qua điếm trưởng, một mặt cẩn thận từng ly từng tí biểu lộ, dò hỏi. Tống Thư Hàng, thiếu nữ, lương tâm của ngươi đây? Lương tâm của ngươi cuối cùng muốn che giấu tới trình độ nào, mới có thể đối với một cái mọc ra 18 tuổi khuôn mặt nam nhân kêu thúc thúc? Vậy là, Tống Thư Hàng vươn tay ra dùng sức đưa nàng một cái búng trán, đừng giả bộ, trí nhớ của ngươi không có xóa đi. Thiếu nữ tóc vàng, không có xóa đi liền sớm nói a, tránh khỏi nàng lãng phí một lần mất trí nhớ hình thức biểu lộ năng lượng. Tiên tử, ngươi tới thử xem, tiểu nha đầu này trí nhớ rất kỳ quái, xóa đi phía sau còn mang trùng sinh. Ngươi tới bôi một lần nhìn xem, Tống Thư Hàng nói. Còn muốn tới đây a? Thiếu nữ tóc vàng khổ khuôn mặt. Khôi lỗi tiên tử đang tại thưởng thức bị bản thân chữa trị vách tường, nghe được Tống Thư Hàng gọi lên tiếng về sau, nàng xoay đầu lại, nói, không cần thử, ta một mực cảm ứng đến ngươi thi pháp thời gian tình huống. Trí nhớ của nàng chia làm hai bộ phận tồn trữ, một bộ phận biến mất về sau, một bộ khác phận liền sẽ đem mất đi trí nhớ tự động bổ sung trở về. Trừ phi ngươi đem hai bộ phận trí nhớ cùng một chỗ xóa đi. Thế nhưng, một bộ khác phận trí nhớ, tồn trữ vị trí cùng không phải là của nàng đại não, mà tại bụng của nàng chỗ. Tống Thư Hàng lập tức lĩnh ngộ đến, cái kia hạch tâm lò phản ứng. Thiếu nữ tóc vàng trừng to mắt nhìn qua Tống Thư Hàng, sau đó nàng cuộn mình thành một đoàn, hai tay ôm lấy bả vai một mặt cảnh giác hình dáng hạch tâm lò phản ứng sự tình, nàng cho tới bây giờ không cùng bất luận kẻ nào nhấp lên qua đi. Vì sao điếm trưởng sẽ biết thứ này? Tống Thư Hàng xoay đầu lại nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng, mỉm cười, bởi vì ta là không gì không biết điếm trưởng a. Không phải đọc tâm thuật, đây là đọc mặt thuật. Tiểu nha đầu này biểu lộ quá tốt đã hiểu, nhìn qua nàng biểu lộ có thể đoán ra trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Thiếu nữ tóc vàng lập tức run lẩy bẩy nàng cảm giác điếm trưởng trong ánh mắt tràn đầy quỷ dị hào quang, giống như có thể nhìn thấu lòng người. Tại đôi mắt này xuống, nàng không có bất kỳ bí mật, không có chút nào tư ẩn, trong lòng nhất thời không có chút nào cảm giác an toàn. Chúng ta lại đến một lần, nhìn xem ngón tay của ta. Tống Thư Hàng còn không buông tha, tiếp tục giơ lên công đức ngón tay. Thiếu nữ tóc vàng, còn muốn tới đây, lại đến thử xem, nếu như không thể đem trí nhớ của ngươi xóa đi lời nói, trong thời gian ngắn không thể thả ngươi rời đi. Những cái kia muốn bắt ngươi trở về ra hỏa thế nhưng là cái đại phiền toái. Ta nhưng không muốn bởi vì ngươi nguyên nhân, bị cuốn vào loại này phiền toái bên trong. Dù sao, ta rất bận rộn, ta còn muốn tu luyện, thăng cấp, học tập viễn cổ ngôn ngữ, học tập pháp thuật, đi học cùng với ngâm quần nói chuyện phiếm, cũng không có thời gian cùng khoa học hệ gia hỏa dây dưa không rõ. Tống Thư Hàng nói, thiếu nữ tóc vàng là cái kia khoa học hệ nghiên cứu thế lực vật thí nghiệm, đối phương phát điên đang tìm thiếu nữ tóc vàng. Nếu như thiếu nữ tóc vàng trí nhớ không có bị xóa đi, bị cái kia khoa học hệ thế lực bắt lại đi lời nói. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghiên cứu tất cả không biết là nhà khoa học bản năng, nếu như khoa học hệ gia hỏa biết có Tống Thư Hàng loại này siêu nhân tồn tại, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha nghiên cứu một chút siêu nhân ý tưởng. Vì vậy, nếu không thể đem thiếu nữ tóc vàng trí nhớ xóa đi, Tống Thư Hàng liền chuẩn bị đem nàng trước nhốt tại hạch tâm thế giới. Chờ bạch tiền bối xuất quan, hoặc là bạch tiền bối phân thân trở về. Hay hoặc là chờ bạch tiền bối hiện thân liên hệ hắn. Công đức ngón tay hào quang lần nữa bộc phát, chiếu sáng cả nhà ăn nhỏ. Thừa dịp lúc này, Tống Thư Hàng một tay điểm tại tóc vàng tiểu nữ phần bụng vị trí cũng chính là cái kia hạch tâm lò phản ứng chỗ. Bạch tiền bối nghiên cứu ra tới đây xóa đi trí nhớ pháp thuật đối với loại này hạch tâm lò phản ứng có hiệu quả hay không? Lúc trước cái này pháp thuật liền mạnh mẽ xâm nhập đến người ẩn hình số 3IC bên trong. Có lẽ, pháp thuật này cũng có thể xâm nhập đến hạch tâm lò phản ứng bên trong. Tống Thư Hàng toàn lực thi triển xóa đi trí nhớ pháp thuật. Lần này, hắn tiến nhập giới diện quả nhiên phát sinh biến hóa. Xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ có một cái nhưng ổ ép ngoại vi. Tiến nhập, tiếp đó xóa đi trí nhớ, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Tinh thần lực của hắn rót vào hạch tâm lò phản ứng bên trong. Hạch tâm lò phản ứng cũng không có tiến hành ngăn cản. Hắn không có bất kỳ bức tường lửa các loại đồ vật. Bởi vì bản thân nó liền là cái bạo tạc ngoài ý muốn kết quả. Khoa học hệ gia hỏa cũng còn không có đem hắn nghiên cứu thấu,
Càng đừng đề cập tại hắn bên trong cài đặt cái gì bức tường lửa, phòng ngự cháo các loại đồ vật. Tống Thư Hàng tinh thần lực thuận lợi tiến vào. Sau đó, hắn phát hiện một kiện không quá chuyện tốt đẹp, tâm tình hạch tâm lò phản ứng bắt đầu hấp thu tinh thần lực của hắn cùng linh lực. Sách, cho tới bây giờ đều chỉ với hắn dựa vào hạch tâm hoa sen rễ cây đi rút khô người khác, không nghĩ tới hôm nay vây mà có đồ vật muốn hấp thu tinh thần lực của hắn. Tống Thư Hàng yên lặng vận hành chân ngã minh tưởng pháp, cưỡng ép rút về tinh thần lực của mình, đình chỉ pháp thuật vận hành. Lúc này, hấp thu Tống Thư Hàng tinh thần lực về sau, thiếu nữ tóc vàng trong thân thể hạch tâm lò phản ứng phát sinh biến hóa. Hắn phảng phất là bị kích hoạt lên. Vốn là màu trắng hạch tâm lò phản ứng bên trên, độ lên một tầng đen kịt sắt thép thần sắc. Giống như là Tống Thư Hàng tại thi triển cương thủ kỹ năng. Theo hạch tâm lò phản ứng biến hóa, theo lò phản ứng bên trong kéo dài đi ra sợi tơ trở thành năng lượng đường ống, nối lại thiếu nữ tóc vàng trong thân thể cơ giới hóa bộ phận, đem chúng nó củng cố. Cũng có một bộ phận năng lượng, phản hồi cho thiếu nữ tóc vàng nhục thân bộ phận, lại để cho thân thể của nàng cũng nhận được một chút củng cố. Hạch tâm lò phản ứng biến hóa còn chưa kết thúc. Làm toàn bộ lò phản ứng toàn bộ độ bên trên một tầng đen kịt chủng loại về sau, lại có một tầng mới màu sắc lan tràn lên phía trên. Lần này đổi thành cổ đồng màu sắc, bao trùm tại đen kịt màu sắc phía trên. Thiếu nữ tóc vàng trong thân thể cơ giới hóa bộ phận lần nữa đã nhận được củng cố, thân thể cường độ đồng dạng tại tăng lên. Loại này kỹ thuật, rất không khoa học, Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Thế nhưng, rất tu chân, khôi lỗi tiên tử chẳng biết lúc nào ngồi xổm Tống Thư Hàng bên người, cùng hắn cùng nhau nghiên cứu lấy thiếu nữ tóc vàng biến hóa. Cảm giác bên trên, cái này hạch tâm lò phản ứng cấu tạo, có chút tu chân hóa. Đặc biệt củng cố máy móc bộ phận thủ đoạn. Hắc thiết màu sắc lúc, cái này lò phản ứng phóng xuất ra năng lượng cường độ, đồng đẳng với nhị phẩm tu sĩ trái phải. Mà đổi thành màu đồng cổ về sau, lò phản ứng năng lượng cường độ tăng lên tới tam phẩm. Khôi lỗi tiên tử truyền âm nhập mật nói. Cảm giác giống như là tu sĩ tại tấn cấp, may mà nàng là khoa học hệ, không cần giống như tu sĩ độ thiên kiếp. Tống Thư Hàng đồng dạng truyền âm nhập mật trả lời. Vừa dứt lời, khôi lỗi tiên tử cùng Tống Thư Hàng đồng thời ngẩng đầu. Hướng lên bầu trời nhìn lại. Trong hư không, có một loại uy áp buông xuống. Loại này khí tức, Tống Thư Hàng đừng đề cập có bao nhiêu quen thuộc. Là thiên kiếp đại gia muốn phủ xuống. 2 tấn 3 thiên kiếp, khôi lỗi tiên tử bổ sung. Tống Thư Hàng, ở đây trong mọi người, phù hợp 2 tấn 3 thiên kiếp, trên lý luận mà nói chỉ có Sở Sở. Nhưng Sở Sở còn đang ở hạch tâm thế giới, nàng khoảng cách tam phẩm còn có chút khoảng cách. Vì vậy, cái thiên kiếp này là thiếu nữ tóc vàng. Thiên kiếp đại gia đây là ngựa không dừng vó đến đánh mặt của hắn. Quá không khoa học, Tống Thư Hàng đạo thân là khoa học hệ, lại vẫn muốn độ thiên kiếp, hắn cũng không biết phải như thế nào đậu đen rau má mới tốt. Nhưng rất tu chân, khôi lỗi tiên tử lại bổ sung, phòng ăn ta thật vất vả mới chữa trị hoàn thành, nhắc nhở một chút, phòng ăn là của ta, là ta đổi lấy. Tống Thư Hàng, ta trước mang nàng rời đi. Hắn đưa tay đặt tại toàn bộ hành trình mộng bước bên trong thiếu nữ tóc vàng trên thân. Tay trái tổ vu chúc phúc xuyên qua không gian năng lực phát động. Tóm lại, không thể để cho nàng tại phố xá sầm uất bên trong độ kiếp. Hắn mang theo thiếu nữ tóc vàng, tan biến tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời gian, đã xuất hiện ở 300 mét trên bầu trời.